Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 201, gặp lại người Lý gia. Thận trọng tướng Diệp Thần Phong số điện thoại di động cấp tồn vào trong điện thoại di động, Cổ Viện cùng Hà Tĩnh đứng tại Hồng Diệu Tử ba cửa, nhìn chậm rãi tiêu thất tại trong tầm mắt Diệp Thần Phong, hai nữ nhân này viền mắt hồng sưng lên, theo các nàng Diệp Thần Phong đúng một người tốt, đúng một cái nam nhân tốt. Bất quá, Cổ Viện cùng Hà Tĩnh trong lòng tĩnh không có nửa điểm không an phận chi muốn. Hai người bọn họ biết mình và Diệp Thần Phong căn bản cũng không phải là đồng nhất cái thế giới người, huống chi hai người bọn họ thân thể đã bị rất nhiều người đàn ông cấp. Tiếp thu Thanh Long hội danh nghĩa sản nghiệp sự tình, Diệp Thần Phong đương nhiên là nhất cổ não ném cho Phương Nam Tường bọn họ, hắn cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại cũng đúng đương đắc tự mô tự dạng, bất luận cái gì khóa trái sự tình đều không cần phải bản thân thân lực thân vi. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Rời đi Hồng Diệu Tử ba trước. Diệp Thần Phong còn chuyên môn phân phó Phương Nam Tường, tại tiếp thu Thanh Long hội sản nghiệp sau, nếu có cái gì thích hợp công tác tự giới thiệu cho Cổ Viện cùng Hà Tĩnh. Hồng Diệu Tử ba bên trong thi thể rất nhanh bị Thắng Thiên hội thành viên cấp thanh lý sạch sẽ, vừa rồi muốn lừa bịp tống tiền Diệp Thần Phong nồng trang nữ nhân vẫn là ánh mắt đờ đẫn ngồi trên mặt đất thượng, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Thần Phong hội tướng nàng cũng giết ni. Kết quả, Diệp Thần Phong cứ như vậy ly khai Hồng Diệu Tử ba. Từ đầu đến cuối nhìn liền đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tiểu thuyết mới nhất trăm độ tìm tòi. Tại Diệp Thần Phong trong mắt tên này nồng trang nữ nhân nhiều lắm cũng chỉ là một gã tham tiền tiểu thư mà thôi, giết hay không nàng đều đúng không sao cả. Này, ngươi đúng muốn rời khỏi ni, còn là muốn ta tống ngươi ra đi. Hổ ca tức giận đá một cước nồng trang nữ nhân, đêm nay liền thủ nghiện đều không có qua thượng, hắn trong lòng đang khó chịu lắm. Nồng trang nữ nhân trên đùi một cái bị đau, rồi mới từ dại ra chính giữa hồi qua thần, nhìn đến Hồng Diệu Tử ba trong thi thể toàn bộ không thấy. Thậm chí ngay cả vết máu trên mặt đất cũng bị thanh lý sạch sẽ, nếu không trong không khí còn lưu lại những người buồn nôn mùi máu tươi, nàng rất có thể sẽ cho rằng vừa rồi hoàn toàn là một giấc mộng. Ta cái này liền rời đi, ta cái này liền rời đi. Nồng trang nữ nhân có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng ở trong lòng phát thệ đêm nay qua đi. Tự lập tức ly khai thiên hải, đến khác thành thị đi phát triển, dù sao nàng là làm tiểu thư. Tới nơi nào đều là giống nhau, căn bản không cần vì không tìm được việc làm mà phát sầu, cái này trên thế giới chỉ cần còn có nam nhân, nàng thì có công tác. Nồng trang nữ nhân một bước một cái lảo đảo tiêu sái ra Hồng Diệu Tử ba sau, Phương Nam Tưởng vỗ vỗ Hổ ca vai. Nói rằng, tiểu hổ, ngươi yên tâm, sau đó nhất định sẽ có cho ngươi lỗi nặng thủ nghiện cơ hội. Diệp Thiếu hiện tại sở dĩ không rèn sắt khi còn nóng đa đoan rơi mấy cái tiểu bang hội, là có nguyên nhân của hắn, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua súng bắn chim đầu đàn. Thắng Thiên hội vừa mới vừa ở Thiên Hải bộc lộ tài năng. Nếu như sự tình làm được quá lời quá đáng, không chỉ có quan hệ bộ môn hội để mắt tới chúng ta, ngay cả Thiên Hải rất nhiều đại hình bang hội cũng đồng dạng hội để mắt tới chúng ta. Nếu quả như thật đến khi đó, Thắng Thiên hội sợ rằng không có cách gì tại Thiên Hải đặt chân. Phàm là đều chú ý một bước một cái vết chân. Trên đời này không có một bước lên trời sự tình, người tự an tâm chờ xem. Ta tin tưởng, Diệp Thiếu tuyệt đối sẽ tướng Thắng Thiên hội mang theo một cái người khác không cách nào sánh bằng cao độ. Phương Nam Tường trong lời nói đối Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin, hắn muốn nhìn một chút đến cuối cùng Diệp Thần Phong có thể tướng Thắng Thiên hội mang theo cao đến độ nào. Trong lòng mơ hồ cũng có một loại chờ mong. Chúng tôi cảm thấy Phương ca nói rất đúng. Chúng tôi tin tưởng ân công làm mỗi chuyện đều có đạo lý của hắn. Thiết Ngưu hàm hàm cười nói. Thiết Ngưu, bộ dáng như vậy tại lưỡi dao thượng liếm huyết sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Phương Nam Tường nhìn thoáng qua trên y phục tiên đầy máu tươi Thiết Ngưu hỏi, hắn biết Thiết Ngưu tại gia nhập vào Thắng Thiên hội trước, chỉ là sơn thôn trong một cái nông dân, vẫn lo lắng Thiết Ngưu không có thói quen cuộc sống như thế ni. Thiết Ngưu khuôn mặt thượng lần thứ hai lộ ra cười ngây ngô, ly khai Tây Viên trấn trước. Chúng tôi cha nhượng chúng tôi hết thảy đều nghe ân công gọi chúng tôi để làm chi chúng tôi tự để làm chi. Không có tập quán không thói quen. Thanh Long hội trong một đêm bị một cái tên đều chưa biết bang hội cấp tận diệt. Tại tin tức truyền ra sau đó. Ngày thứ hai, Thiên Hải thế lực dưới đất sôi trào, bất quá đều đúng một ít tiểu bang tiểu hội đang nghị luận. Về phần những Thiên Hải đó cỡ trung bang hội cùng đại hình bang hội căn bản không có đi chú ý chuyện này. Một cái năm 600 người bang hội bị người bưng tự bưng.
Dĩ vãng tại Thiên Hải loại chuyện này lại không phải là không có phát sinh qua. Tại trong một năm tổng hội có như vậy một hai kiểu mới bang hội tại Thiên Hải trên võ đài ló đầu ra tới. Diệp Thần Phong sáng sớm tự nhận được cảnh sát cục trưởng Chu Mậu Đức điện thoại, ngày hôm qua cảnh sát sở dĩ chậm chạp không có đến chạy tới Hồng Diệu Tử Ba, đúng Diệp Thần Phong sớm cấp Chu Mậu Đức chào hỏi. Diệp lão đệ, người ngày hôm qua cái này thủ bút không nhỏ a. 5-600 người Thanh Long hội đã bị ngươi như thế cấp bưng. Trong điện thoại Chu Mậu Đức thanh âm tràn đầy cảm thán. Chu lão ca, chuyện ngày hôm qua ta còn muốn cảm ơn ngươi ni. Nếu như cảnh sát đúng lúc chạy tới Hồng Diệu Tử Ba lời nói, sợ rằng sự tình không có thuận lợi như vậy. Diệp Thần Phong tại trong điện thoại nói lời cảm tạ. Chu Mậu Đức vội vã cười ha hả, Diệp lão đệ. Ta có thể nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tối hôm qua ta ở nhà ngủ một giấc đến Đại Hừng Đông, đối, lần trước ta đã nói muốn thỉnh Diệp lão đệ ngươi ăn cơm, không bằng tựu ngày hôm nay đi. Diệp lão đệ chẳng lẽ cự tuyệt ta đi? Bữa cơm này hãy để cho ta tới xin mời, đợi chờ ta xác định ăn cơm địa điểm sau, lại gọi điện thoại nói cho Chu lão ca ngươi. Không có đẳng Chu Mậu Đức nói ra cự tuyệt, Diệp Thần Phong tự cúp điện thoại. Nhưng mà vừa cúp điện thoại xong, Diệp Thần Phong chuông điện thoại di động lại vang lên. Vừa nhìn đúng thị ủy thư ký Châu Văn Hải đánh tới. Diệp Thần Phong liền nhận nghe điện thoại, trong điện thoại Châu Văn Hải ý tứ là muốn thỉnh Diệp Thần Phong ăn bữa cơm, dù sao lần trước Diệp Thần Phong cứu bọn họ Châu ra trên dưới sau, Châu Văn Hải cũng chưa kịp biểu thị lòng biết ơn ni. Đối mặt Châu Văn Hải nhiệt tình, Diệp Thần Phong trái lại không tiện cự tuyệt, tại trong điện thoại nói cho Châu Văn Hải ngày hôm nay hắn đã hẹn người, nếu như Châu Văn Hải không ngại, đảo là có thể cùng đi. Châu Văn Hải không chút do dự nào tự đáp ứng, nhất điểm cũng không có thị ủy thư ký phái đoàn, trái lại tại trong điện thoại cực kỳ thân thiện nói rằng nhiều người ăn tương đối náo nhiệt. Với lại Châu Văn Hải tại trong điện thoại nói cho Diệp Thần Phong hắn đã đính địa phương tốt, đồng thời tướng địa chỉ nhất cổ não nói cho Diệp Thần Phong, nguyên lai cái này Châu Văn Hải đã sớm đúng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu người ta đều chuẩn bị xong, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá Diệp Thần Phong gọi một cú điện thoại cho Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử, để cho bọn họ hai cái cũng cùng đi, dù sao lấy sau Diệp Thần Phong không thể có thể một mực Thiên Hải ngây ngô, nhưng Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử hai người nhận thức một ít Thiên Hải quan viên, ngược lại cũng là một chuyện tốt tình, sau đó vạn nhất bọn họ vừa vặn không liên lạc được Diệp Thần Phong, mà bọn họ lại có không giải quyết được phiền phức, như vậy không xin ý kiến phê bình tốt có thể lợi dụng đến những quan hệ này sao? Châu Văn Hải đặt địa phương tên là Lan Phong Các. Nhất nghe tên này chính là có vẻ đặc biệt tình thơ ý họa. Lan Phong Các tại Thiên Hải miễn cưỡng thuộc về một nhà xa hoa tửu điếm, bất quá bên trong trang hoàng đặc biệt ưu nhã, rất nhiều ngày hải quan viên đều thích đến Lan Phong Các tới dùng cơm, lâu ngày, Lan Phong Các danh khí cũng bị vang dội. Buổi trưa, đương Diệp Thần Phong ngồi xe taxi vừa đến Lan Phong Các cửa thời gian, cảnh sát cục trưởng Chu Mậu Đức cũng mở ra hắn xe riêng vừa đến. Chu Mậu Đức nhìn đến Diệp Thần Phong từ trên xe taxi đi xuống, liền vội vàng nghênh đón, Diệp lão đệ, không mang theo ngươi như thế giả nghèo đi. Trong tay ngươi khoái tốc mỹ thế nhưng bán điên a, đừng nói là mua bôn ba, coi như là mua Lamborghini cũng không thành vấn đề a. Lão đại, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến muốn mời chúng ta ăn? Diệp Thần Phong vừa muốn cùng Chu Mậu Đức nói chuyện tào lao hai câu, phía sau tự vang lên Hầu Tử Phá La tiếng nói thanh âm. Chu lão ca, vừa rồi tại trong điện thoại đã quên nói cho ngươi, ngày hôm nay ta còn thỉnh mặt khác ba cái bằng hữu, ngươi không để ý đi. Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Chu Mậu Đức cùng vừa rồi Châu Văn Hải tại trong điện thoại trả lời không có sai biệt, khoát tay áo, cười nói, Diệp lão đệ, ta có thể có cái gì tốt ngại. Nhiều người ăn mới náo nhiệt mà. Ngay Chu Mậu Đức cùng đi tới Hầu Tử, Lý Bàn Tử chào hỏi thời gian, có 8 người cũng hướng phía Lan Phong các cửa đi tới. Trong đó ngoại trừ một gã 20-30 tuổi nam nhân, Diệp Thần Phong bọn họ không nhận thức bên ngoài, còn lại 7 người không phải là người Lý gia mà. Lý gia gia chủ Lý Đường Minh, Lý gia con lớn nhất phu phụ Lý Thủ Xuân, Hoa Mai, Lý gia nhị nhi tử phu phụ Lý Thủ Hạ, Tiễn Lan cùng với Lý gia con thứ ba phu phụ Lý Thủ Thu, Phương Cầm. Chương 202, Phách Lối Thôi Thư Ký. Chương thứ 202 Phách Lối Thôi Thư Ký. Lý gia toàn gia đều xung quanh tên 20-30 tuổi nam nhân toàn thân tây trang màu đen, mang trên mặt một bộ tiền ti khung kính mắt, đi khởi đường tới sống lưng thẳng được thẳng tắp, khuôn mặt thượng viết đầy một cái ngạo tự,
nhìn hắn cái này phó thần thái thật đúng là con mẹ nó cho là mình đúng thiên hải lãnh đạo. Thậm chí là nước Hoa lãnh đạo. Tại Diệp Thần Phong đám người chú ý tới người Lý gia thời gian, người Lý gia đồng dạng là chú ý tới Diệp Thần Phong, mấy ngày này người Lý gia dùng hết thủ đoạn tại thiên hải tìm quan hệ, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Tại trước một cái tuần lễ, người Lý gia đi qua bằng hữu biết thị ủy bí thư thư ký Thôi Vĩnh. Chính cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Thôi Vĩnh làm thị ủy bí thư thư ký, tại thị ủy bí thư trước mặt nói một đôi lời còn là thẳng dùng được, bình thường coi như là phó thị trưởng cấp bậc này quan viên, gặp được Thôi Vĩnh cũng không dám đặt quá lớn cái giá, rất sợ Thôi Vĩnh tại thị ủy bí thư trước mặt cho mình tiểu hài xuyên. Dù sao thị ủy bí thư mới là nhất tòa thành thị chính giữa một tay. Nếu như ủy bí thư muốn nhằm vào thuộc hạ một vị quan viên, cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, mặc dù nói Thôi Vĩnh đúng thị ủy bí thư bên người một cái tiểu thư ký, thế nhưng tại thiên hải ngoại trừ thị ủy bí thư bên ngoài, những quan viên khác cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Chỉ cần Thôi Vĩnh đồng ý tại thị ủy bí thư trước mặt nói vài câu Chu Mậu Đức nói bậy, chỉ sợ hắn cái này cục trưởng cũng đương không lâu. Đến lúc đó Diệp Thần Phong đã không có Chu Mậu Đức cái này tòa chỗ dựa vững chắc, người Lý gia sẽ đối phó hắn cũng dễ nhiều sao. Người Lý gia tại gặp được Diệp Thần Phong đám người sau, không e dè hướng phía bọn họ đã đi tới, lần trước tại cục trưởng trong phòng làm việc. Diệp Thần Phong tướng Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ một cánh tay cấp vặn gãy, đến ngày hôm nay tay phải của hai người thượng còn quấn thạch cao ni. Căn cứ y viện thầy thuốc chẩn đoán bệnh, bọn họ hai cái cánh tay phải đời này cũng không thể đủ khôi phục lại. Nói cách khác bọn họ biến thành người tàn tật. Mà hết thảy này đều đúng Diệp Thần Phong tạo thành. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ tướng Diệp Thần Phong là hận đến thực chất bên trong. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, trên mặt biểu tình biến được xấu xí không gì sánh được. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, sợ là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đã chết trên trăm, đến nghìn lần. Chu cục trưởng, trùng hợp như vậy à? Các ngươi cũng tới nơi này ăn. Lý gia gia chủ Lý Đường Minh sắc mặt bất thiện hỏi. Hai con người khi nhìn đến đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Bàn Tử thời gian, trong lỗ mũi không kiềm hãm được hừ lạnh một tiếng. Chu Mậu Đức lực chú ý tập trung vào tên 20-30 tuổi trên thân nam nhân. Hắn tổng cảm giác tên này tướng mạo của nam nhân có chút ấn tượng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra, vì vậy liền lãnh đạm nói rằng, Lý Lão Gia Tử, các ngươi cũng tới Lan Phong các ăn. Dù sao Chu Mậu Đức vì Diệp Thần Phong đã là cùng Lý gia triệt để kết hạ sống núi. Trong lòng đảo cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tên 20-30 tuổi ngạo khí nam nhân, ngón tay giúp đỡ phủ trên sống mũi tiền ti bên gọng kính, hỏi, Lý Lão Gia Tử, cái này vị chính là ngươi nói Chu Mậu Đức, Chu cục trưởng sao? Thôi thư ký, ngài đoán rất đúng, cái này vị chính là không biện thị phi nam khu phân cục trưởng Chu Mậu Đức. Lý Đường Minh là một tên thất lão 80 lão nhân, tại tên này 20-30 tuổi thôi thư ký trước mặt, đảo tượng là một tôn tử. Trong lời nói tràn đầy đối Thôi thư ký ý lấy lòng. Chu cục trưởng, đã quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là thị ủy bí thư thư ký Thôi Vĩnh. Lý Đường Minh nhìn Chu Mậu Đức dương dương đắc ý giới thiệu. Chu Mậu Đức vừa nghe nói đúng thị ủy bí thư thư ký, sắc mặt không khỏi hơi hiện lên bạch. Nhưng mà rất nhanh thì chậm xông lại, Diệp Thần Phong thế nhưng 3 năm trước đây thị ủy bí thư tự mình nộp tiền bảo lãnh người, chính là một cái thị ủy bí thư thư ký dùng được sợ sao. Nếu như không có Diệp Thần Phong tầng này quan hệ tại, Chu Mậu Đức sợ rằng thật đúng là được muốn đi gặp Thôi Vĩnh người bí thư này cúi đầu khom lưng ni. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc như vậy ni, nguyên lai là Thôi Vĩnh thôi thư ký A. Trường trên mặt tư thái Chu Mậu Đức hay là muốn đặt đủ, thế nhưng nếu như hắn biết ngày hôm nay thì ủy bí thư cũng tới, hơn nữa còn là cùng bọn họ ăn cơm chung, chỉ sợ hắn liền cái này phó tư thái cũng sẽ lười đặt, một cái tiểu thư ký thần khí cá điểu A. Nói cho cùng không tự một cái tại thị ủy bí thư bên người làm việc vặt mà. Thôi Vĩnh nhìn đến Chu Mậu Đức chỉ là thoáng không mặn không lạt khách sáo một phen, chân mày hơi mặt nhăn, khuôn mặt thượng minh hiển lộ ra một vòng tức giận, Chu cục trưởng, ta có thể nghe nói ngươi quan uy rất lớn a. Nếu là ta bả chuyện của ngươi nói cho Châu bí thư, chỉ sợ ngươi cục trưởng này vị trí cũng đừng nghĩ ngồi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua trước mặt không ai bì nổi Thôi Vĩnh, không đợi Chu Mậu Đức nói. Hắn tự lên tiếng, một mình ngươi tiểu thư ký, tại cái này bức bách cái cào nhào cái gì? Lại còn dám ở trước mặt mọi người uy hiếp cục trưởng? Ai cho ngươi gan chó? Chẳng lẽ là thị ủy bí thư sao? Diệp Thần Phong hoàn toàn không cần phải. Cấp Thôi Vĩnh cái gì sắc mặt tốt nhìn,
Thôi Vĩnh chủ tử đang lan phong các trong bao xương chờ Diệp Thần Phong, mà này ỷ thế hiếp người cậu vậy mà uy hiếp được trên đầu bọn họ tới. Thôi Vĩnh hoàn toàn không có nghĩ đến Chu Mậu Đức không có mở miệng, mà là bên cạnh một gã thanh niên lên tiếng, với lại bà hắn tỉ dụ thành cậu, điều này làm cho Thôi Vĩnh sắc mặt đúng hoàn toàn thay đổi, ngươi là ai? Lại dám nói với ta như vậy lời nói, thật là một đồ mất dạy. Thôi thư ký, tiểu tử này chính là cắt đứt con ta thủ người, ngài hiện tại xem như là tự mình cảm nhận được tiểu tử này dã man đi. Chu cục trưởng vậy mà không phân tốt xấu thiên vị tiểu tử này, khẩu khí này chúng ta Lý gia nuốt không trôi a. Lý Đường Minh đúng hay nhất Diệp Thần Phong bọn họ cùng Thôi Vĩnh khởi xung đột ni. Như vậy Thôi Vĩnh tự hội dốc hết sức giúp bọn hắn giải quyết Chu Mậu Đức cùng Diệp Thần Phong. Lý Thủ Xuân, Hoa Mai phu phụ cùng Lý Thủ Hạ, Tiễn Lan phu phụ nhìn đến Diệp Thần Phong lại dám mạ thị ủy bí thư thư ký, trong lòng không khỏi đúng nhạc nở hoa, ánh mắt không hẹn mà cùng biến được rậm rạp lên. Lúc này có Thôi thư ký giúp đỡ, Chu Mậu Đức cùng Diệp Thần Phong đúng tài định rồi. Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ còn lại là lo lắng nhìn đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Bàn Tử. Lý Thủ Thu nạt nhỏ, người cái tiểu xúc sinh trở lại cho ta, nhanh hướng ra ra ngươi xin lỗi. Hiện tại Lý gia liền thị ủy bí thư thư ký đều mời được, hắn biết nếu như con trai của mình Lý Bàn Tử lại theo Diệp Thần Phong lời của bọn họ, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nghe người ba lời nói đi, mụ mấy ngày nay mỗi ngày đều nhớ còn ngươi, hướng ra ra ngươi nói lời xin lỗi, sau đó hồi Lý gia đến đây đi. Phương Cầm cũng lần lượt mở miệng khuyên nhủ. Lý Bàn Tử nhìn phụ mẫu rưng rưng dáng dấp, lại nhìn một chút Diệp Thần Phong, sau đó nói, ba mẹ, ta theo lão đại rất tốt, hắn có thể cấp ta tại Lý gia không có được đồ đạc, từ nhỏ đến lớn trừ bọn ngươi ra hai, những người khác đều cho là ta đúng nhất cái phế vật, ngây ngô tại như vậy trong nhà lại có ý gì. Hầu tử vỗ vỗ Lý Bàn Tử vai nói rằng, Lý Bàn Tử, ngươi lời nói này xuôi tai, lão đại đối với chúng ta thế nhưng dường như huynh đệ, so với ngươi cái gọi là gia gia, đại bá, nhị bá muốn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần ni. Tiểu xúc sinh, có bản lĩnh người vĩnh viễn cũng không muốn hồi Lý gia, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cốt khí. Sợ rằng hai ngày nữa ngươi tự hội khóc quỳ trên mặt đất xin phải về Lý gia. Lý Đường Minh đối Lý Bàn Tử mắng. Thôi thư ký, ta khuyên ngươi còn là không nên xen vào việc của người khác tốt, cẩn thận đến cuối cùng rước họa vào thân. Diệp Thần Phong không có công phu cùng đám người này tại Lan Phong các cửa đấu mồm mép. Phong Đạm Vân khinh nói rằng, Chu lão ca, hầu tử, Lý Bàn Tử, chớ ngu đứng tại cửa, chúng ta tiến đi ăn cơm đi. Còn có một vị khách nhân cũng đã đang chờ chúng ta. Tại Diệp Thần Phong bọn họ đi vào Lan Phong các sau, Lý Đường Minh bọn họ cũng đi vào. Thấy rõ ràng Diệp Thần Phong bọn họ đi vào lầu một số 8 ghế lô, Lý Đường Minh mới còn nói thêm, thôi thư ký, người xem tiểu tử này quả thực đúng cuồng không có bên, thậm chí ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Thôi Vĩnh ở trong lòng nhiều lần lẩm bẩm Diệp Thần Phong nói câu nói sau cùng, sau đó tại trong đầu suy tư lên, tại Thiên Hải hình như không có gì đại gia tộc họ Diệp đi. Tiểu tử này sẽ không có cái gì đại địa vị, thuần túy chỉ là tuổi còn trẻ khí thịnh mà thôi, thật đúng là cho là hắn Thôi Vĩnh. Thị ủy bí thư thư ký đúng ngồi không? Lý lão gia tử, các người yên tâm đi, các người chuyện này ta Thôi Vĩnh đúng quản định rồi, đảng hôm nay ta liền hướng Châu bí thư nói rõ Nam khu phân cục cục trưởng Chu Mậu Đức làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, còn có là Diệp Thần Phong tiểu tử kia có ý định đả thương người, dùng Châu bí thư tính cách nhất định sẽ nhúng tay việc này. Thôi Vĩnh chắc chắc nói rằng, nhưng mà, không biết hắn làm ra quyết định này, có thể nói bị hủy hắn sau đó cả đời con đường làm quan. Chương 203, không tưởng được khách nhân. Chương thứ 203, không tưởng được khách nhân. Hầu tử, vừa rồi cái kia gọi Thôi Vĩnh nam nhân thế nhưng thị ủy thư ký bí thư ni. Ngươi nói chúng ta lão đại có thể bãi bình chuyện này sao? Đi tại Diệp Thần Phong cùng Chu Mậu Đức đằng sau Lý Bàn Tử thấp giọng hỏi bên cạnh hầu tử, thị ủy thư ký bí thư tương đương với thời cổ hậu hoàng đế bên cạnh đương hồng thái giám A. Cái này một loại người nói huyên thuyên. Điên đảo thị phi công phu lợi hại nhất, nếu như tại thị ủy thư ký trước mặt nói vài câu Chu Mậu Đức nói bậy, phỏng chừng Chu Mậu Đức ván này trường thật đúng là đừng nghĩ lại lập tức đi. Hầu tử có thể đặc biệt rõ ràng lão đại của mình Diệp Thần Phong chính là kinh thành Diệp gia dòng chính, một cái tiểu trợ trời ủy thư ký bí thư, Diệp gia nhẹ nhàng một cái hát hơi là có thể nhượng loại này con kiến hôi hôi phi yên diệt, vẻ mặt không sao cả bóp một cái Lý Bàn Tử trên khuôn mặt thịt mỡ, nói rằng an lạp. Lý Bàn Tử, người bây giờ nếu theo lão đại, nên tin tưởng chúng ta lão đại năng lực,
ta tin tưởng cái này trên thế giới còn không có chuyện gì có thể làm khó chúng ta lão đại ni. Hầu tử đối Diệp Thần Phong có thể nói là manh mục tin tưởng cùng sùng bái, Diệp Thần Phong là hắn cả đời này duy nhất công nhận lão đại. Cùng Diệp Thần Phong sóng vai đi ở phía trước Chu Mậu Đức môi thường thường nguyễn động, rất có muốn nói lại thôi vị đạo. Kỳ thực hắn cũng không biết Diệp Thần Phong cùng thị ủy thư ký rốt cuộc cái gì quan hệ thế nào. Chỉ là bởi vì 3 năm trước thị ủy thư ký tự mình đánh điện lời nói tới nộp tiền bảo lãnh Diệp Thần Phong, điều này làm cho Chu Mậu Đức suy đoán Diệp Thần Phong khẳng định cùng thị ủy thư phân biệt thức, nói không chừng còn là thị ủy thư ký thân thích trong nhà và vân vân ni. Ngày hôm nay chuyện này thì điều không phải có cần phải nhượng Diệp Thần Phong thông báo thị ủy thư ký một tí. Bằng không thôi vĩnh đi thị ủy thư ký nơi nào loạn nói huyên thuyên. Hắn cái này nam khu phân cục trường khẳng định xem như là đương chấm dứt. Tại Chu Mậu Đức suy nghĩ chi tế, Diệp Thần Phong đã mang theo bọn họ đi vào số 8 ghế lô, số 8 trong bao xương đã ngồi một gã chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, thần tình nghiêm túc, trên người mơ hồ có một loại thượng vị giả khí thế. Chu Mậu Đức bước vào ghế lô còn đang suy nghĩ cái gì muốn như thế nào cùng Diệp Thần Phong nói chuyện thời gian, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến trong bao xương tên trung niên nam nhân. Thân thể chợt run rẩy run một cái, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, té lăn quay trên mặt đất, trong lòng run rẩy nghi vấn hỏi, Châu Thư Ký. Châu Thư Ký, Diệp Lão Đệ ngày hôm nay dĩ nhiên là cùng Châu Thư Ký cùng nhau ăn cơm. Nguyên bản tại chỗ ngồi chính trong lúc rảnh rỗi lật xem giấy báo Châu Văn Hải nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào ghế lô, vội vã buông xuống tờ báo trong tay, khuôn mặt thượng nghiêm túc thần sắc biến được cung kính một ít, hướng phía Diệp Thần Phong tiến lên đón. Khẽ mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, ngài đã tới a. Diệp tiên sinh, lúc này Chu Mậu Đức thiếu chút nữa sợ đến nhất thí cổ ngồi dưới đất, trước kia hắn vẫn suy đoán Diệp Thần Phong có thể là thị ủy thư ký vãn bối, nhưng mà dùng trước mắt thị ủy thư ký xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp tiên sinh, cùng với thị ủy thư ký đối Diệp Thần Phong như vậy cung kính, cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc là người ra sao cũng. Châu Thúc Thúc, người kêu ta Thần Phong thì tốt rồi. Diệp tiên sinh tiếng xưng hô này ta thật không đảm đương nổi a. Diệp Thần Phong khiêm tốn khoát tay áo nói rằng. Đương đắc khởi, ngài đương đắc khởi tiếng xưng hô này. Châu Văn Hải nhiệt tình cùng Diệp Thần Phong nắm thủ, mang trên mặt vài phần thần sắc kích động. Muốn khởi đêm hôm đó Diệp Thần Phong bày ra thủ đoạn, Châu Văn Hải trong lòng sẽ không cấm đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại tôn kính, dù sao Diệp Thần Phong thủ đoạn thị thường người không thể hiểu, thậm chí chỉ có tiểu thuyết. Trong TV thần tiên mới có thể làm được, huống hồ Diệp Thần Phong còn cứu cả nhà bọn họ tử người, Châu Văn Hải lễ phép xưng hô một tiếng Diệp Thần Phong vì Diệp tiên sinh, cũng thì không gì đáng trách sự tình. Diệp Thần Phong nhìn đến Châu Văn Hải bộ dáng nghiêm túc, cũng tự không nói thêm gì nữa, lập tức giới thiệu, vị này chính là thị ủy thư ký Châu Văn Hải. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử Tịnh chưa từng thấy qua thị ủy thư ký, trong lòng còn đang suy đoán trước mặt người trung niên này nam nhân là thân phận gì ni. Vừa nghe nói thì thị ủy thư ký, hô hấp của hai người đều biến được dồn dập, hầu lung trong sùng sục một tiếng, chật vật nuốt một hơi nước bọt. Hầu tử biểu hiện đến còn tốt hơn điểm, dù sao hắn biết thân phận của Diệp Thần Phong, thế nhưng Lý Bàn Tử trong lòng nổi lên cuồn cuộn ngất trời lớn, cái này thì tôm khô tình huống. Hắn vừa rồi thế nhưng rõ ràng nghe được thị ủy thư ký cung kính hô Diệp Thần Phong một tiếng Diệp tiên sinh, cái này không đã nói lên hắn lão đại Diệp Thần Phong so với thị ủy thư ký còn nghiêu bài sao. Nhất nghĩ đến vừa rồi hắn còn đang lo lắng thư ủy thư ký bí thư thôi vĩnh loạn nói huyên thuyên, hiện tại Lý Bàn Tử cảm thấy vừa rồi lo lắng đặc biệt buồn cười, liền đường đường thị ủy thư ký đều muốn xưng hô một tiếng Diệp Thần Phong vì Diệp tiên sinh, thị ủy thư ký bí thư coi như cái lông a. Muốn khởi vừa rồi thôi vĩnh tại Diệp Thần Phong trước mặt nghiêu bê hò hét dáng dấp, Lý Bàn Tử ở trong lòng thay thôi vĩnh cái này bí thư mặc niệm vài tiếng, nếu là thôi vĩnh thật dám đối với phó Diệp Thần Phong lời nói. Chỉ sợ hắn cái này thị ủy thư ký bí thư cũng đừng nghĩ làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Châu thư ký tốt, Chu Mậu Đức một mực cung kính hướng Châu Văn Hải lên tiếng chào hỏi, từ trước hắn trái lại cùng Châu Văn Hải từng có vài lần chi duyên. Châu Văn Hải đưa mắt rời đến Chu Mậu Đức trên người, ra vẻ đối Chu Mậu Đức còn có mấy phần ấn tượng, tại trong đầu suy tư một lát sau, mới hỏi, ngươi là nam khu phân cục Chu cục trường đi. Nguyên lai ngày hôm nay muốn cùng Diệp tiên sinh ăn cơm chung là ngươi a. Chu cục trường sẽ không trách ta tới chặn ngang một cước đi. Làm sao biết chứ, có thể cùng Châu thư ký ngài cùng nhau ăn cơm, là ta Chu Mậu Đức vinh hạnh a. Tại trong bao xương nhìn thấy Châu Văn Hải trong nháy mắt,
Chu Mậu Đức trong lòng lo lắng tự biến mất vô ảnh vô tung. Châu thư ký, người tất cả đến đông đủ chưa? Hiện tại có thể lên món ăn đi. Một gã chừng 30 tuổi phong vận dư âm phụ nữ đi vào số 8 ghế lô, một cái nhăn mày một tiếng cười gian tràn đầy thành xua mùi vị của nữ nhân, dường như một con chín thủy mật đào đám người hái. Doãn lão bản, hiện tại có thể lên món ăn. Châu Văn Hải đối xinh đẹp phụ nữ nói rằng. Gì, nguyên lai Chu cục trưởng cũng ở nơi đây à? Ngày hôm nay Châu thư ký yếu thỉnh khách nhân là ngươi. Doãn lão bản thu thủy như con ngươi nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Mậu Đức, trong lòng nghĩ đến cái này Chu Mậu Đức là thế nào ẩm thị ủy thư ký đại chân. Chỉ cần chỉ là bị cái này vị Doãn lão bản nhìn thoáng qua, Chu Mậu Đức thân thể bên trong tự dâng lên nhất cổ hỏa diễm, cái này vị Doãn lão bản tuyệt đối là cái câu người hồ ly tinh a. Xảo lơ là hồn phách của ngươi cũng sẽ bị nàng câu đi. Diệp tiên sinh, ngài xin mời ngồi. Châu Văn Hải cung kính làm một cái nhu thỉnh tư thế. Châu thúc thúc, ta ngồi hai bên trái phải là được, cái này vị trí cũng là ngươi ngồi đi. Diệp Thần Phong từ chối nói. Cái này sao có thể được ni? Ngày hôm nay bữa cơm này chính là ta cảm tạ Diệp tiên sinh ngài, ngài nếu như làm được hai bên trái phải đi, ta đây chỉ có thể ngồi chồm hổm dưới đất. Châu Văn Hải không nghe theo không buông tha, hoàn toàn không có thối nhượng ý tứ. Diệp lão, Chu Mậu Đức vừa định xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp lão đệ, thế nhưng nghĩ tới ngay cả Châu thư ký đều muốn xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng Diệp tiên sinh, nếu như hắn lại dùng trước xưng hô hiển nhiên có chút không thích hợp, vội vã sửa đổi miệng tới, Diệp tiên sinh, ngài chợt nghe Châu thư ký đi. Bằng không chúng ta bữa cơm này thì không có cách nào khác ăn hết. Cấp bách cho không biết làm sao Diệp Thần Phong chỉ có thể ngồi ở trung ương, mà Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức còn lại là ngồi ở Diệp Thần Phong tả hữu hai bên, về phần hầu tử cùng Lý Bàn Tử chỉ có thể ngồi ở Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức hạ thủ mới. Nhìn đến Châu thư ký cùng Chu cục trưởng đối một cái tiểu niên khinh như thế cung kính có thừa, Doãn lão bản không khỏi ngây người chỉ chốc lát, chân mày hơi nhíu lại, hình như đang suy tư cái gì. Tại quan trường chính giữa ăn cơm số ghế thì tương đương ý tứ. Châu thư ký cùng Chu cục trưởng làm sao sẽ đối cái này tiểu niên khinh như thế cung kính? Chẳng lẽ cái này tiểu niên khinh có tương đối lớn bối cảnh? Cho dù có hình bóng, Châu Văn Hải làm Thiên Hải thị ủy thư ký cũng không cần phải xưng hô đối phương một tiếng Diệp tiên sinh đi. Cái này vị phong vận dư âm Doãn lão bản bắt đầu đối Diệp Thần Phong sản sinh hứng thú. Bất quá, ngày hôm nay rõ ràng điều không phải tìm hiểu thời cơ tốt nhất, Doãn lão bản xoay động nàng thân hình như rắn nước. Đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, đưa cho Diệp Thần Phong nhất tấm danh thiếp, Diệp tiên sinh, cái này thì danh thiếp của ta, sau đó ngài cần phải thường tới Lan Phong các thúc đẩy ta sinh ý a. Diệp Thần Phong nhận lấy danh thiếp, mặt trên thình lình viết Doãn Chân Chân ba chữ này, cùng với một cái cực kỳ đơn giản thủ số điện thoại, tịnh không có gì đặc thù. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không biết, tấm danh thiếp này thì Doãn Chân Chân tư nhân danh thiếp, phía trên thủ số điện thoại cũng là của nàng tư nhân dãy số. Ngay cả thị ủy thư ký Châu Văn Hải, nàng cũng không có phát qua tư nhân danh thiếp cấp đối phương. Doãn Chân Chân trên người hương vị rất dễ chịu, nhượng Diệp Thần Phong không khỏi sâu hít hai cái khí, loại mùi thơm này dường như có thể kích phát nam tính hormone tăng trưởng, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong định lực chí ít sẽ không làm cái gì thất thố hành vi tới, chỉ là đơn giản đáp lại Doãn Chân Chân vài câu tự hoàn sự. Chương 204, người toán cái thứ gì? Người Lý gia quyết định là lầu một số 3 ghế lô. Ngược lại cũng cùng Diệp Thần Phong bọn họ số 8 ghế lô cách xa nhau không xa. Đi vào số 3 ghế lô sau, Lý gia gia chủ Lý Đường Minh tự nhiệt tình mời thị ủy bí thư thư ký Thôi Vĩnh nhập tòa, "Thôi thư ký, ngài muốn ăn cái gì đồ đặc tự cứ việc bản thân điểm, cùng chúng ta không có gì tốt khách khí, sau đó Thôi thư ký nếu có dùng được chúng ta Lý gia địa phương, chúng ta Lý gia tuyệt đối là sông pha khói lửa không chối từ." "Đúng vậy, Thôi thư ký, ba ta nói rất đúng." Ngài nghìn vạn không nên khách khí với chúng ta. Con lớn nhất Lý Thủ Xuân khuôn mặt thượng đồng dạng chất đầy dáng tươi cười. Thôi thư ký, sau đó chúng ta nhất định phải được thường đi vòng một chút a. Ta tin tưởng dùng Thôi thư ký năng lực, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng a. Nhị nhi tử Lý Thủ Hạ ân cần vuốt mông ngựa. Chỉ có Lý Đường Minh con thứ ba Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ trầm mặc không nói, thậm chí khuôn mặt thượng còn lộ vẻ không che giấu được lo lắng. Vợ chồng bọn họ trong lòng khẳng định đang lo lắng con trai của mình Lý Bản Tử Ni. Hừ, Lý Đường Minh tức giận lãnh hanh một tiếng nói, hai người các ngươi chẳng lẽ còn đang lo lắng tiểu xúc sinh kia sao? Nếu là lo lắng, các ngươi có thể vừa đi bồi hắn a.
chỉ cần các ngươi hai cái dám đi bồi hắn, từ nay về sau tự lại cũng cùng Lý gia không có bất cứ quan hệ gì, ta nhìn hai người các ngươi ly khai Lý gia, liền sống sót đều là cái vấn đề đi. Lý Đường Minh khinh thường nhìn mình con nhỏ nhất, từ nhỏ hắn tự nhất không coi trọng Lý Thủ Thu, hôm nay Lý Bản Tử coi như là phản bội Lý gia, hắn bả lửa giận trong lòng hết thảy phát tiết vào Lý Thủ Thu trên người. Phương Cầm đỏ lên khuôn mặt, mấy năm nay nàng tại Lý gia không ít thụ ủy khuất, nàng cái này Lý gia con dâu làm được biệt khuất lắm. Hôm nay con trai của mình đều bị đuổi ra Lý gia. Nàng thật cảm thấy ở lại Lý gia không có bất kỳ ý tứ gì, vừa định muốn đứng dậy rời đi, bị bên cạnh Lý Thủ Thu kéo lại góc áo, nhỏ giọng nói một câu, Tiểu Cầm, ngươi trước biệt xung động, nếu như ngay cả chúng ta cũng bị đuổi ra Lý gia, chúng ta tự lại cũng giúp không được con trai của chúng ta. Phương Cầm hít sâu một hơi, tướng ngực thịnh nộ dần dần bị xua tan, nàng biết mình lão công nói rất đúng, hiện tại Lý gia mời được thị ủy bí thư thư ký. Nếu như thôi thư ký sẽ đối phó Chu Mậu Đức, Diệp Thần Phong bọn họ lời nói vậy đến cuối cùng bọn họ con trai của mình Lý Bản Tử cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nếu như bọn họ hai cái vì nhất thời chi khí ly khai Lý gia, như vậy đến lúc đó liền nhất điểm bận đều không thể giúp nếu như nén giận ở lại Lý gia. Bọn họ có thể vẫn có thể van cầu Lý Đường Minh Ni. Dù sao Lý Bản Tử trên người lưu là Lý gia huyết A. Gặp con thứ ba Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ, không có tranh luận, liền một câu nói cũng không có cổ họng, Lý Đường Minh sắc mặt cái này mới khá, hướng phía Thôi Vĩnh lộ ra một vòng áy náy dáng tươi cười, thôi thư ký, nhượng ngài chê cười, ta cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ chính là cái phế vật vô dụng, tại Lý gia gấp cái gì đều không thể giúp, còn giúp ta sinh nhất cái phế vật tôn tử. Càng làm cho ta đáng giận là ta cái phế vật tiểu tôn tử, lại có thể phản bội chúng ta Lý gia. Lý lão gia tử, ngươi cũng tự đừng nóng giận, vừa rồi tại Lan Phong các cửa, cái kia nhất mập tiểu tử phải là ngươi tiểu tôn tử đi. Thôi thư ký rất thích cái này loại bị người lấy lòng cảm giác. Thôi thư ký, ngài đoán được đúng, cái kia tiểu xúc sinh chính là ta nhỏ nhất cháu, cũng hoàn toàn là một phế vật. Lý Đường Minh gật đầu hồi đáp. Thật không biết bọn họ là thế nào sinh ra tên tiểu xúc sinh này tới. Lại có thể cùi trỏ ra bên ngoài quải, thực sự là ném người Lý ra khuôn mặt. Bất quá, cái kia tiểu xúc sinh nên rất nhanh hội xin hồi Lý ra, đến lúc đó chúng ta cũng không thể đủ cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lý Thủ Xuân lão bà Hoa Mai cùng Lý Thủ Hạ lão bà Tiễn Lan Đô lầm bầm nang tiểu thanh nghị luận, bởi hai cái này người đàn bà tranh chua cùng Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ ngồi tương đối gần. Hai người bọn họ lời nói bị Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm là nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Thủ Thu dưới đáy bàn hai tay của chăm chú nắm chặt thành quyền, hắn bị cha của mình mạ thành là phế vật, với lại liên đới con hắn cũng bị mắng là phế vật. Lý Thủ Thu thật sự có loại muốn bùng nổ xung động, mấy năm nay hắn tại Lý gia vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều là nhường nhịn lại nhường nhịn. Cảnh này khiến Lý Đường Minh coi hắn là thành là một cái mềm yếu vô năng phế vật, đại ca của hắn. Nhị ca coi hắn là thành một cái có thể ý khi dễ, chiếm tiện nghi nhuyễn đản, lâu ngày, Lý Thủ Thu tính cách tự biến được càng ngày càng mềm. Nhưng mà, như thế nào đi nữa mềm yếu người cũng là có cực hạn, Lý Thủ Thu lửa giận trong lòng đang không ngừng kéo lên. Đúng lúc này, Phương cầm Lý Thủ Thu khẩn siết chặt nắm tay, thấp giọng tại đối phương bên tai nói rằng, người đã quên mới vừa rồi là thế nào nói với ta. Vì con trai của chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Nghe vậy, Lý Thủ Thu nắm chặt song quyền dần dần buông lỏng ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói thật đi, rất lâu ngày hậu liền hắn mình cũng cảm thấy bản thân rất vô năng, điều không phải một cái hợp cách phụ thân, càng không phải là một cái hợp cách lão công. Chu cục trưởng bọn họ là ở số 8 ghế lô đi. Đợi ngươi hãy đi trước kính mời rượu, nếu như Chu cục trưởng nguyện ý hướng tới các ngươi Lý gia xin lỗi, đồng thời tướng cái kia là Diệp Thần Phong tiểu tử xử lý theo pháp luật. Ta xem chuyện này cũng không cần phải phiền phức Châu thư ký, nếu như Chu cục trưởng khư cố chấp lời nói, ta cũng bồi bọn họ chơi tiếp. Thôi Vĩnh Thân là thị ủy bí thư thư ký, trong đầu muốn suy tính đồ đạc khá. Tuy rằng Thiên Hải đại bộ phận quan viên thấy hắn cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, thế nhưng cái này đều nơi phát ra cho phía sau hắn chủ tử Châu Văn Hải. Huống hồ Chu Mậu Đức như thế nào đi nữa nói cũng là đường đường phân cục trưởng, nếu như Châu bí thư tham gia lời nói, nhất định sẽ từ đầu tra được, đến lúc đó cả chuyện hội biến được rất phiền phức, nếu như Chu Mậu Đức có thể lạc đường biết quay lại là không thể tốt hơn, nếu như đối phương vẫn là không để cho hắn Thôi Vĩnh mặt mũi, hắn không để ý thật đem chuyện này thống đến Châu Văn Hải nơi nào.
Lý lão gia tử, sau đó các ngươi trước hết đi Chu cục trưởng Bao Xương của bọn họ mời rượu, nếu như Chu Mậu Đức là một cái người thức thời, sẽ phải lập tức tới ngay gặp ta. Thôi Vĩnh có chút bình tĩnh nói. Hết thảy đều nghe thôi thư ký ngài. Lý Đường Minh đối với Thôi Vĩnh nói ra yêu cầu không có bất luận cái gì ý kiến, hắn ngược lại cũng tương đối muốn nhìn một chút Chu Mậu Đức đối với hắn thấp kém nói xin lỗi chẳng diện, khẩu khí này bọn họ Lý gia đã là nín đã lâu thật lâu, ngày hôm nay cuối cùng là có thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lan Phong Các, lầu 1, số 8 trong Bao Xương. Trên bàn bày đầy từng đạo kinh thành khẩu vị món ăn, Châu Văn Hải biết Diệp Thần Phong là kinh thành nhân sĩ, cho nên hôm nay một bàn món ăn khẩu vị toàn bộ là đón ý nói hùa Diệp Thần Phong. Đang dùng cơm gian, Diệp Thần Phong cũng hướng Châu Văn Hải giới thiệu hầu tử cùng Lý Bàn Tử, Châu Văn Hải cũng không có đặt một chút cái giá, cùng hầu tử, Lý Bàn Tử sôi nổi vấn an, đồng thời làm cho đối phương sau đó gặp phải phiền toái sự tình có thể đi tìm hắn. Diệp tiên sinh, ta mời ngài một chén rượu, kỳ thực ta đã sớm muốn thỉnh ngài ăn bữa cơm, chỉ là gần nhất công tác của ta có điểm bận, kéo kéo tự kéo dài tới ngày hôm nay. Châu Văn Hải hướng Diệp Thần Phong giơ chén rượu lên. Một bên Chu Mậu Đức nhìn Châu Bí Thư đúng Diệp Thần Phong tôn kính như vậy thái độ, hắn là biết trước mình là áp đúng bảo, sau đó chỉ cần vững chắc cùng Diệp Thần Phong quan hệ, chỉ sợ hắn tương lai con đường làm quan muốn tiến thêm một bước, cũng không phải là chuyện không thể nào. Vừa mới bắt đầu Chu Mậu Đức, hầu tử cùng Lý Bàn Tử bởi vì thân phận của Châu Văn Hải còn có chút câu nệ, thế nhưng tại Diệp Thần Phong kéo hạ, trên bàn cơm bầu không khí từ biến được nhiệt lạc lên. Châu Bí Thư, ta Chu Mậu Đức mời ngài một chén, Châu Bí Thư mấy năm nay thế nhưng tận tụy đang vì Thiên Hải làm cống hiến a. Chu Mậu Đức giơ ly rượu lên một hơi can. Giữa lúc Châu Văn Hải muốn lúc nói chuyện, số 8 cửa Bao Xương bị đẩy ra, Lý Đường Minh, Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ thủ chính giữa bưng ly rượu đi đến, Lý Đường Minh trực tiếp đưa mắt như ngừng lại Chu Mậu Đức trên người, Chu cục trưởng, chúng ta Lý gia tới mời ngươi rượu, không biết ngươi phần thưởng không hãnh diện ni. Người Lý gia một lần cũng chưa từng thấy qua thị ủy bí thư Châu Văn Hải, có tối đa thời gian cũng chỉ là tại trên TV thấy qua, thế nhưng lúc này chính trực khí phách hăng hái bọn họ, như thế nào sẽ nghĩ tới ngồi ở bên tay phải của Diệp Thần Phong sẽ là thị ủy bí thư ni. Phần thưởng cái rắm khuôn mặt, hiện tại liền Châu bí thư đều ở đây trường, Chu Mậu Đức hoàn toàn không cần lo lắng cái kia thôi thư ký, không chút khách khí quát, ta và các ngươi cũng không thục, còn xin ngươi môn đi ra ngoài. Không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm hăng hái. Người Lý gia hoàn toàn không có nghĩ đến Chu Mậu Đức vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Lý Đường Minh tức khắc nộ không thể tách ra quát dẹp đường, Chu Mậu Đức, ngươi cho là mình là cái cục trưởng thì ngon. Hôm nay thì ủy bí thư thư ký đều đứng tại chúng ta bên này, ngươi còn là đàng hoàng hướng chúng ta Lý gia xin lỗi, sau đó sẽ bả tiểu tử này xử lý theo pháp luật, bằng không thôi thư ký khẳng định cho ngươi chịu không nổi. Đang khi nói chuyện, Lý Đường Minh chỉ khí định thần nhàn dùng bữa Diệp Thần Phong. Một bên Châu Bí Thư là càng nghe càng không được bình thường, đến cuối cùng ngay cả mình thư ký cũng kéo ra. Với lại chuyện này còn giống như cùng Diệp tiên sinh có quan hệ, vì vậy liền hỏi, trong miệng các ngươi thị ủy bí thư thư ký là Thôi Vĩnh sao? Lý Thủ Xuân phẫn nộ quát, ngươi toán cái thứ gì? Có tư cách gì gọi thẳng Thôi thư ký tục danh? Lý Đường Minh cũng nhìn thoáng qua Châu Văn Hải. Chỉ cảm thấy Châu Văn Hải hình như có chút quen thuộc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, hôm nay bọn họ Lý gia có Thôi thư ký chỗ dựa, cái này mở miệng nói chuyện trung niên nam nhân Đính Phá Thiên cũng có thể chỉ là cùng Chu Mậu Đức không sai biệt lắm cấp bậc quan viên đi. Châu Văn Hải tức giận đến sắc mặt nộ hồng, hắn thân là thị ủy bí thư lại có thể bị người chỉ vào mũi nhục mạ. Với lại đối phương dựa là bí thư của hắn Thôi Vĩnh. Điều này làm cho Châu Văn Hải cảm giác đặc biệt buồn cười. Tức giận đến có loại muốn thổ huyết xung động. Chương 205, Châu Bí Thư, ngài thế nào tới? Ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, Chu Mậu Đức, hầu tử cùng Lý người gầy sợ đến là thần sắc trắng bệch, cái này Lý Thủ Xuân thật đúng là mẹ nó cực phẩm. Lại dám chỉ vào mũi mà thị ủy bí thư toán cái thứ gì? Càng thêm cực phẩm chính là bọn hắn Lý ra chỗ dựa vững chắc chỉ là một chính là thị ủy bí thư thư ký mà thôi, cái này không là thuần túy tìm chết sao? Châu Văn Hải ngực mãnh liệt nhấp nhô vài cái, mới xem như là chậm qua khí tới, hắn tịnh không có lập tức cho thấy bản thân phận của người, mà là hỏi bên cạnh Diệp Thần Phong, Diệp tiên sinh, đây rốt cuộc là thế nào hồi sự. Diệp Thần Phong tướng cả chuyện từ đầu tới đuôi nói với Châu Văn Hải một lần, tại bọn họ hai cái đang khi nói chuyện, Chu Mậu Đức lần thứ hai quát, Lý Đường Minh,
mời quản tốt người bản thân nhi tử, đừng cho hắn tượng con chó điên giống nhau nhìn thấy ai tự loạn cắn, ta vẫn là câu nói kia, ở đây không chào đón các ngươi. Gặp Châu Văn Hải bản thân đều không có cho thấy thân phận ý đồ, Chu Mậu Đức đương nhiên cũng không dám bây giờ nói toạc thân phận của Châu Văn Hải. Chu Mậu Đức, nhi tử của ta còn chưa tới phiên ngươi tới kinh nghiệm, huống hồ ta cho là hắn mới vừa nói rất đúng, thôi thư ký tục danh là có thể nhượng người tùy ý gọi sao. Cũng không nhìn một chút bản thân là thân phận gì, đừng tưởng rằng tại Thiên Hải làm một cái hạt vừng đậu xanh đại tiểu quan thì ngon, thôi thư ký thế nhưng thị ủy bí thư bên người người tâm phúc, người ta há hốc mồm thì có thể làm cho ngươi về nhà làm ruộng đi. Lý gia gia chủ Lý Đường Minh đang khi nói chuyện, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Châu Văn Hải, hắn lời nói này rất rõ ràng là nói cho Châu Văn Hải cái này hạt vừng đậu xanh đại tiểu quan nghe. Chu Mậu Đức tâm bên ngoài cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, một đám không biết sống chết gì đó, cho rằng bản thân đặt lên thôi thư ký chân chó thì ngon. Ta xem Lý gia tại Thiên Hải là không có cách nào khác lại lăn lộn đi xuống. Châu Văn Hải tại Diệp Thần Phong trong miệng tướng cả chuyện biết một lần. Nhất là nghe được vừa rồi tại Lan Phong các cổng bí thư của hắn Thôi Vĩnh lại muốn bắt buộc Chu Mậu Đức, hắn tâm bên ngoài khí là không đánh một chỗ tới. Diệp Thần Phong là ai? Kinh thành Diệp gia dòng chính, có thần thông thủ đoạn cao nhân, còn là Châu gia trên dưới ân nhân cứu mạng, lúc này biết được bản thân thư ký Thôi Vĩnh bị người thỉnh đi đối phó Châu gia ân nhân cứu mạng, Châu Văn Hải nắm tại đôi đũa trong tay chi lạc rung động, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Trong thân thể thịnh nộ tăng 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 không ngừng đi lên bốc lên. Châu Văn Hải từ ngồi trên Thiên Hải thị ủy bí thư địa vị sau, mỗi ngày đều là tận tụy nghĩ thế nào dạng bà Thiên Hải tạo rất tốt. Hắn cũng thường xuyên hội gõ một cái bản thân thư ký Thôi Vĩnh, tương đối không thể làm thu đút lót hối lộ đảng vi phạm luật pháp sự tình. Mà hôm nay chuyện này Thôi Vĩnh tại sao phải đứng ra thiên vị bang Lý gia? Thôi Vĩnh nhất định là thu Lý gia hối lộ mà. Nghĩ đến đây, Châu Văn Hải hận không thể lập tức bà Thôi Vĩnh tóm đến bản thân trước mặt, sau đó hung hăng phiến thượng vài cái đại nhĩ hạt dưa. Kỳ thực Châu Văn Hải thư ký Thôi Vĩnh cũng không biết cả chuyện chân tướng, hắn chỉ là từ người Lý gia trong miệng biết được Diệp Thần Phong cắt đứt Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ cánh tay. Thế nhưng Nam khu phân cục cục trưởng Chu Mậu Đức không những không theo lẽ công bằng xử lý, trái lại còn rất không nói lý đứng trong nghề hung giả Diệp Thần Phong bên này. Về phần chuyện này cuối cùng người Lý gia muốn có được Diệp Thần Phong trong tay khoái tốc Mỹ phương thuốc sự tình, người Lý gia đúng Thôi Vĩnh là không nói tới một chữ. Bằng không sợ rằng Thôi Vĩnh không hội nhúng tay chuyện này, hắn biết Châu Bí Thư là cái tương đương công chính người, nếu là trong đó pha bực này mờ ám, hắn còn thiên vị giúp đỡ người Lý gia, cái này đều không phải bản thân cấp bản thân tìm không ngay thẳng sao. Chân thực là người Lý gia cấp Thôi Vĩnh khai ra điều kiện quá mức mê người. Lại mà hắn lại không rõ ràng lắm trong đó chân chính ngọn nguồn, cho nên hắn cho rằng chuyện này dù sao là người Lý gia hữu lý trước đây, coi như là cuối cùng nhượng Châu Bí Thư nhúng tay cũng là không có thành tích. Cho nên hắn mới thoải mái tướng Lý gia sự tình đáp ứng đi tới. Chu Mậu Đức, đây là chúng ta Lý gia đưa cho ngươi một lần cuối cùng thời cơ, ngươi là muốn chọn trái lại hướng chúng ta Lý gia xin lỗi, sau đó tướng tiểu tử này xử lý theo pháp luật ni. Hay là chờ thôi thư ký tướng chuyện này thống đến thị ủy bí thư nơi nào đây? Đến lúc đó phân người cái này Nam khu phân cục cục trưởng cũng đừng nghĩ làm, trong đó lợi hại ngươi hay nhất cấp ta nghĩ nghĩ rõ ràng. Lý Đường Minh đều 70-80 tuổi người, mà giờ khắc này âm hưởng to không gì sánh được, nghĩ tới ban đầu ở cục trưởng phòng làm việc bị khinh bỉ tràng cảnh, hắn tâm bên ngoài tự biệt khuất thoải mái, thế nhưng hôm nay cuối cùng là đợi được bọn họ Lý ra hãnh diện lúc. Ba ta nói nhất điểm đều không sai, Chu Mậu Đức, ngươi không nên không tán thưởng. Đến lúc đó phân có thể không ai cứu được ngươi. Vội vàng cho chúng ta Lý gia nói xin lỗi đi, một mình ngươi tiểu tiểu phân cục cục trưởng, còn dám cùng thị ủy bí thư đấu. Thực sự là không biết chết sống. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kêu gào, khuôn mặt thượng treo đầy đắc ý cáu kỉnh, rậm rạp ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần Phong. Tâm bên ngoài đã từng nghĩ đến dằn vặt Diệp Thần Phong thủ đoạn. Nghe được người Lý gia tả một câu thị ủy bí thư, hiếu một câu thị ủy bí thư, cái này đều không phải cầm hắn Châu Văn Hải ra hổ xả đại kỳ sao. Tâm bên ngoài tích tụ không ngớt. Hầu tử thiếu chút nữa một cái nhìn không được đại bật cười, nếu để cho Lý Đường Minh bọn họ biết, bọn họ trong miệng thị ủy bí thư, chính là bị bọn họ mạ thành, người toán cái thứ gì, người, thật không biết bọn họ sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu tình. Chuyện của tôi,
.vn Lý người gầy khuôn mặt thượng mơ hồ hiện ra qua một vòng lo lắng, tuy rằng gia gia hắn, đại bá, nhị bá đám người đối với hắn vô tình vô nghĩa, thế nhưng trong thân thể hắn dù sao chảy Lý gia huyết a. Hắn biết giả thiết Lý gia lại như thế náo đi xuống, sợ rằng 100% hội tại Thiên Hải không có cách gì đặt chân. Còn ngươi nữa cái tiểu súc sinh, thì là trước mặt ngươi hối hận, quỳ trên mặt đất cầu chúng ta, ngươi cũng lại mơ tưởng muốn bước vào Lý gia nửa bước, ngươi cùng chúng ta Lý gia đã từng không còn có bất luận cái gì một chút quan hệ. Lý Đường Minh hướng phía trầm tư chính giữa Lý người gầy quát dẹp đường. A Lý người gầy tâm bên ngoài cười lạnh một tiếng, đây chính là hắn gia gia a. Uổng hắn mới vừa rồi còn đang vì Lý gia lo lắng ni. Xem ra hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thì là ngươi cầu ta, ta trước mặt cũng sẽ không bước vào Lý gia một bước. Lý người gầy cực kỳ phản bác một câu, âm hưởng rất thấp, thế nhưng rất kiên quyết. Tốt, rất tốt, ta đảo muốn nhìn cốt khí rốt cuộc có thể không thể đương cơm ăn. Lý Đường Minh khinh thường quát dẹp đường. Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta đi bao xương của bọn họ xem một chút đi. Hôm nay chuyện này ta nhất định sẽ cho Diệp tiên sinh ngài một cái công đạo. Châu Văn Hải thấp giọng đúng bên cạnh Diệp Thần Phong biểu thị áy náy. Châu thúc thúc, chuyện này sai không ở ngươi, chỉ là của ngươi tên bí thư kia chân thực không xứng chức a. Sớm muộn gì có một ngày sẽ cho ngươi gặp phải khó khăn tới. Mới vừa ở tại Lan Phong các cổng Thôi Vĩnh chỉ cao khí ngang dung mạo, Diệp Thần Phong đến bây giờ còn thoáng qua ni. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta xem ta cũng không sai biệt lắm có thể đổi cái thư ký. Châu Văn Hải thần sắc nghiêm túc nói rằng. Diệp Thần Phong tại Chu Mậu Đức bên cạnh thấp giọng nói hai câu, sau đó Chu Mậu Đức tự đứng lên nói rằng, Lý lão gia tử, đã như vậy chúng ta tự đi các ngươi ghế lô cấp thôi thư ký kính rượu rượu. Chu Mậu Đức, người cuối cùng là thông suốt a. Cái này người nột, có lúc phân chính là không nên bị tay trộm chuông, kết quả là hưởng phúc còn là bản thân. Lý Đường Minh cho rằng Chu Mậu Đức là cúi đầu, khinh thường lắc đầu, sau đó đúng bên cạnh hai đứa con trai nói rằng, chúng ta đi thôi. Thôi thư ký vẫn chờ chúng ta đây, chúng ta có thể hay không chậm trễ hắn a. Lý Đường Minh bọn họ trở lại bản thân ghế lô sau, đúng thôi thư ký tỏ rõ Chu Mậu Đức một hồi tựu gặp qua đi mời rượu, điều này làm cho Thôi Vĩnh vừa lòng gật đầu, nói rằng cái này Chu cục trưởng coi như có chút đầu óc. Khẩn đón, Lý Đường Minh trợn mắt chừng chừng nhìn con thứ ba Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ, giọng nói bất thiện nói rằng, trước mặt hai người các ngươi không nên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi môn cái kia tiểu súc sinh. Hắn vừa rồi cũng đã có nói, thì là chúng ta cầu hắn, hắn cũng sẽ không bước vào Lý gia một bước. Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm thần sắc đại biến, thế nhưng tại cái này lúc, cửa bao xương bị đẩy ra, đi tuốt ở đằng trước là Diệp Thần Phong, mà Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức còn lại là đi ở phía trước. Trong bao xương người một cái cũng không có ý đứng lên, đương vốn có thong dong bình tĩnh ngồi dùng bữa thôi thư ký, nhìn đến Diệp Thần Phong sau lưng Châu Văn Hải sau, cả khuôn mặt bá một tí thay đổi thần sắc. Đôi đũa trong tay cũng rơi xuống đất, dùng sức lau hai hạ mắt, tại xác nhận không có lầm sau, lập tức run rẩy đứng lên, rất cung kính hỏi Châu, Châu Bí Thư, ngài thế nào tới nơi này? Chương 206, hiện tại biết nói xin lỗi. Châu Bí Thư, Thôi Vĩnh lời nói nhượng trong bao xương người Lý gia toàn bộ ngây ngẩn cả người, nhất là vừa rồi đi Diệp Thần Phong bọn họ ghế lô mời rượu Lý Đường Minh, Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ. Trong khoảng thời gian ngắn ba người bọn họ phát hiện mình đầu óc hình như thiếu dùng, không ngừng ở trong lòng tái diễn Châu Bí Thư ba chữ này. Ngược lại, Lý Đường Minh ba người bọn họ đột nhiên nghĩ đến Thiên Hải Thị ủy Bí Thư hình như tự họ Châu đi. Lại mà nhìn đến Thôi Thư Ký đúng Châu Văn Hải cung kính dáng dấp, trước mặt đứng sau lưng Diệp Thần Phong cái kia trung niên nam nhân rõ ràng chính là Thiên Hải Thị ủy Bí Thư. Một tí. Lý Đường Minh. Lý Thủ Xuân cùng Lý Thủ Hạ tại suy nghĩ minh bạch sự tình sau đó, chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại, trong thân thể dường như bị tát cạn lực lượng, lăng lăng ngồi ở cái ghế thượng không biết nên làm cái gì. Bọn họ vừa rồi thế nhưng chỉ vào Châu Văn Hải mũi mạ đối phương toán cái thứ gì. Khuôn mặt thượng đắc ý, ngạo nhân thần sắc biến mất không còn chút nào, thay vào đó là hoang mang rối loạn, sợ vân. Vân mặt trái tâm tình. Hiện tại Lý Đường Minh cuối cùng là đoán được vì sao trước đây Chu Mậu Đức hội như thế ủng hộ Diệp Thần Phong, nguyên lai Diệp Thần Phong phía sau còn có Châu Bí Thư cái này tôn đại Phật. Buồn cười chính là bọn hắn tìm khắp quan hệ cuối cùng là tìm được rồi thôi thư ký lá vương bài này, nhưng mà thôi thư ký tại Châu Bí Thư trước mặt không phải là cái làm việc vặt sao. Đến lúc này Lý Đường Minh mới có điểm hối hận,
Trước đây nếu như không là bọn hắn lòng tham không đáy muốn có được khoái tốc mỹ phương thuốc, như thế nào sẽ chọc cho ra cái này nhất hệ loại sự tình tới ni. Bọn hắn bây giờ Lý gia liền thị ủy bí thư đều đắc tội, sau đó còn thế nào có thể tại Thiên Hải đặt chân. Tiểu thôi, ngươi có thể rất biết hưởng thụ a, ngươi và những người này rất thuộc. Châu Văn Hải khuôn mặt nghiêm túc, mạnh mẽ con ngươi nhìn thẳng Thôi Vĩnh. Bị Châu Văn Hải nhìn chăm chú vào, Thôi Vĩnh trên trán không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, trong lòng bồn chồn đi tới Châu Văn Hải trước mặt, bận không kịp thất nói rằng, Châu Bí Thư, ngài hiểu lầm ta hôm nay là bang Lý gia tới chủ trì công đạo. Lý gia hai đứa con trai hai tay của bị Diệp Thần Phong cắt đứt, mà Nam khu phân của cục trưởng Chu Mậu Đức không những không theo lẽ công bằng xử lý. Còn Thiên Vị bang hành hung giả, Châu Bí Thư bình thường ngài đều không phải thường giáo huấn ta phải có nhất khỏa công chính tâm sao. Thôi Vĩnh nhìn ra được Châu Bí Thư là nhận thức Diệp Thần Phong bọn họ, bằng không cũng sẽ không cùng Diệp Thần Phong bọn họ cùng đi. Thế nhưng hắn biết Châu Bí Thư từ trước đến nay là cái bang Lý thong thả thân nhân, ngày hôm nay chuyện này hắn chỉ cần chiếm ở một cái lý tự, sợ rằng Châu Bí Thư cũng sẽ không làm khó hắn. Hừ, Châu Văn Hải hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, Thôi Vĩnh, từ giờ trở đi ngươi không còn là thư ký của ta, chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn ở trước mặt ta ăn nói bừa bãi. Lý ra những người này là cái gì tính tình, ta vừa rồi thế nhưng tự mình đã lĩnh giáo rồi. Huống hồ ngươi hoàn toàn là đang giúp Lý gia đổi trắng thay đen, rõ ràng là người Lý gia coi trọng ở trong tay người khác phương thuốc, mới nghĩ mọi cách làm ra các loại sự cố tới, hoàn hảo trước đây Chu cục trưởng là cái minh bạch đạo lý người. Nói, ngươi rốt cuộc thu Lý gia nhiều ít chỗ tốt. Ngươi chờ luật pháp chế tài đi. Châu Văn Hải nộ không thể giải trừng mắt Thôi Vĩnh, tướng thị ủy bí thư khí thế triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Châu Bí Thư, sự tình đều không phải ngài nói như vậy. Ngài phải tin tưởng ta, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Thôi Vĩnh trên người đâu còn có phương pháp mới chỉ cao khí ngang khí thế. Tại Châu Văn Hải trước mặt hoàn toàn biến thành nhất điều chó nhật. Muốn biết cả chuyện ngọn nguồn, rất dễ là có thể điều tra ra, thôi thư ký ngươi cần gì phải lại hấp hối dẫy dụa ni. Ta nhớ kỹ vừa rồi tại Lan Phong các cửa thời gian đã nhắc nhở qua ngươi, thế nhưng ngươi vì sao như thế không nghe lời ni. Diệp Thần Phong tướng ánh mắt nhìn về phía Lý Đường Minh đám người. Diệp Thần Phong nói đích xác thực không sai, nếu như thị ủy bí thư muốn tự mình tướng cả chuyện chân tướng cha nhất thanh nhị sở lời nói, hẳn không phải là một cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhìn đến người Lý gia mỗi một người đều trầm mặc im lặng, Thôi Vĩnh biết mình là bị người Lý gia cấp che mắt, kiên trì xung Diệp Thần Phong nói rằng, rõ ràng là ngươi tướng Lý lão gia tử hai đứa con trai cánh tay cấp vặn gãy. Ngươi bây giờ lại còn có dũng khí cắn lại Lý gia một hơi. Ngươi cái này là an được cái gì tâm? Chuyện cho tới bây giờ Thôi Vĩnh trong lòng còn ôm nhất chút hy vọng. Hắn mong muốn Châu Bí Thư có thể tin tưởng lời của mình. Châu Văn Hải lười cùng Thôi Vĩnh nhiều tốn nước miếng, cung kính hướng Diệp Thần Phong hỏi, Diệp tiên sinh, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Ta nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Lúc này, Thôi Vĩnh là nhất phần mông tê liệt ngồi trên mặt đất. Nghe được Châu Bí Thư cung kính xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp tiên sinh, hắn biết Diệp Thần Phong nhất định là cái có lai lịch người, mà hắn nhất chút hy vọng cũng triệt triệt để tan vỡ. Hiện lên bạch môi không ngừng ngoạ nguậy, Thôi Vĩnh biết mình là xong đời, sau này con đường làm quan là không có một chút hy vọng, nói không chính xác nếu như Châu Văn Hải muốn cha hắn nhận hối lộ chi tội, hắn còn muốn đi ngồi thượng đã nhiều năm nhà tù ni. Người Lý ra một đám là mắt choáng váng. Trước đây bọn họ là thế nào bị ma quỷ ám ảnh động thượng khoái tốc mỹ đầu óc? Nếu như bọn họ biết Diệp Thần Phong nhận thức thị ủy bí thư, thậm chí thị ủy bí thư đều muốn xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng Diệp tiên sinh lời nói, cho bọn hắn 100, 1000 cái lá gan, bọn họ cũng không dám cùng Diệp Thần Phong đối nghịch a. Ngược lại còn có thể nghĩ hết biện pháp lấy lòng Diệp Thần Phong ni. Mà bây giờ, Lý Đường Minh con thứ ba Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ trong lòng trái lại có một vòng vui mừng. Nếu con của bọn họ Lý Bàn Tử cùng người, liền thị ủy bí thư đều biết, như vậy bọn họ cũng không cần thiết vì nhi tử lo lắng, tướng tới con trai mình tiền đồ khẳng định cũng so với ngây ngô tại Lý gia phải mạnh hơn. Châu Thúc Thúc, y theo bình thường pháp luật thủ đoạn xử lý việc này tựu tốt, chúng ta còn là trở lại kế tục ăn cơm đi. Vì người như vậy bị hủy tâm tình có thể không đáng. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, y theo bình thường pháp luật xử lý việc này tựu tốt. Thôi Vĩnh sợ đến thiếu chút nữa đi tiểu đều phun ra ngoài, nếu như dựa theo bình thường luật pháp lời nói, hắn cái này tù là ngồi vào chỗ của mình,
không để ý tới mặt mũi không mặt mũi, bỏ đến Diệp Thần Phong trước mặt, cầu xin tha thứ, Diệp tiên sinh, là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta không nên nhẹ dạ cả tin người Lý ra lời gièm pha, ta tại ở đây nói với ngài tiếng xin lỗi, còn xin ngài tha thứ ta một hồi. Hiện tại biết nói xin lỗi, vừa rồi tại Lan Phong các cổng ngươi nói như thế nào? Một mình ngươi tiểu tiểu thị ủy bí thư thư ký, khiến cho hình như mình là thị ủy bí thư giống nhau. Lại còn dám mở miệng uy hiếp Chu cục trưởng. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta Diệp Thần Phong tuyệt đối không sẽ nhằm vào ngươi, hết thảy đều dựa theo bình thường pháp luật con đường đi, nếu như ngươi không có phạm cái gì pháp, nhất định sẽ tưởng an vô sự. Còn có nhớ kỹ, cũng không phải mỗi một câu xin lỗi, đều có thể đủ đổi lấy một câu không có quan hệ. Ngươi thân là thị ủy bí thư thư ký tự càng thêm nên làm gương tốt, ngươi loại hành vi này quả thực là cho Châu Thúc Thúc khuôn mặt thượng bôi đen. Nói xong, Diệp Thần Phong không chút do dự nào ly khai số 3 ghế lô, Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức cũng đi theo đi ra ngoài, để lại rơi vào tuyệt vọng chính giữa người Lý gia cùng tê liệt ngồi dưới đất Thôi Vĩnh. Ba, cái này, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Qua hồi lâu sau, con lớn nhất Lý Thủ Xuân phản ứng đầu tiên qua đây. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi khí phách hăng hái mạ Châu Văn Hải ngươi toán cái thứ gì tràng cảnh thời gian, ngực của hắn tự buồn bực được khó chịu, có loại không thở nổi cảm giác. Đối với sông mạnh nhập lên tất cả, Lý gia gia chủ Lý Đường Minh trong đầu đồng dạng là trống rỗng, nguyên bản hắn đã đang chờ Chu Mậu Đức hướng hắn nói xin lỗi, sau đó nhìn Diệp Thần Phong bị nắm tiến cảnh sát cục, nhận hết mọi cách dằn vặt sau, cuối cùng xử lý theo pháp luật, ai biết đạo. Tê liệt ngồi dưới đất Thôi Vĩnh dùng tận lực khí toàn thân mới miễn cưỡng đứng lên, cổ họng trong chợt quát lên, Lý Đường Minh, trước ngươi là thế nào nói với ta? Các ngươi Lý gia lại dám gạt ta, các ngươi. Thôi Vĩnh biết bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn thị ủy bí thư thư ký là không cần làm, sau đó cũng không có ai hội tới phách hắn mã thí, thậm chí từ nay về sau mấy năm chính giữa hắn còn muốn tại trong ngục giam vượt qua. Đây quả thực là một loại mãnh liệt nhất tương phản. Thôi thư ký. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta nên muốn nghĩ thế nào tránh thoát một kiếp này, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, có thể điều không phải tương hỗ khắc khẩu thời gian. Lý Đường Minh trái lại bình tĩnh lại. Hừ Thôi Vĩnh hừ lạnh một tiếng, xem như là nhận đồng Lý Đường Minh thuyết pháp. Tại kế tiếp trong vòng 10 phút, số 3 trong bao xương rơi vào trầm mặc ở giữa. Đột nhiên, Lý Đường Minh, Lý Thủ Xuân, Hoa Mai Phu Phụ, Lý Thủ Hạ. Tiễn Lan phu phụ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ. Chương 207, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Thủ Thu, gọi điện thoại nhường Tiểu Nguyên tới chúng ta trong bao xương ngồi một chút. Lý gia gia chủ Lý Đường Minh ôn tồn đối với mình hắn con thứ ba nói rằng. Lý bản tử vốn tên là Lý Nguyên, bây giờ Diệp Thần Phong phía sau có thị ủy bí thư cái này tòa núi dựa lớn, bọn họ Lý gia kia vẫn có thể đấu được qua đối phương. Càng muốn chết là vừa mới bọn họ đi Diệp Thần Phong bọn họ ghế lô mời rượu thời gian, thế nhưng chỉ vào thị ủy bí thư mũi nhục mạ, nếu là thị ủy bí thư sẽ đối phó bọn họ Lý gia cũng đưa lên ngón tay sự tình sao. Lý gia tại Thiên Hải là một không lớn không nhỏ thương nghiệp gia tộc, danh hạ sản nghiệp thẳng đa nguyên hóa, hàng năm trốn thuế, lậu thuế sự tình khẳng định không thể thiếu, đây đối với thương nghiệp gia tộc mà nói là một loại bệnh chung. Bất quá, chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt tất cả. Có quan hệ bộ môn chính giữa người bỏ vào chỗ tốt, cũng cho ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Mà bây giờ thị ủy bí thư nếu như muốn tra được bọn họ Lý gia trên đầu tới, như vậy dùng thị ủy bí thư thủ đoạn, từ trước Lý gia nợ cũ khẳng định toàn bộ hội bị điều tra ra, khiến cho không khéo đừng nói Lý gia còn muốn tại Thiên Hải đặt chân, sợ rằng bị kiện cũng là không thể tránh được. Lý bản tử không là theo chân Diệp Thần Phong mà, ra vẻ quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Nếu để cho Lý bản tử van cầu Diệp Thần Phong lời nói, có thể bọn họ Lý gia có thể tránh được nhất khó khăn cũng nói không nhất định. Sau đó sẽ nhường Lý bản tử trở về Lý gia, dựa vào Lý bản tử quan hệ đặt lên Diệp Thần Phong, leo lên Diệp Thần Phong không chẳng khác nào là leo lên thị ủy bí thư sao. Ngắn ngủi mấy phút nội, Lý Đường Minh đã đem cả chuyện Lý được nhất thanh nhị sở, trong lòng trái lại thảnh thơi không thiếu. Lý Thủ Thu, Phương Cầm phu phụ tương hỗ nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng bốc lên ra nhất cổ vô danh hỏa diễm. Người Lý gia cái này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh nhất điểm đi. Vừa rồi bọn họ là loại nào sắc mặt, luôn mồm bà Lý Thủ Thu cùng Lý bản tử mạ thành là phế vật, hiện tại lại. Phương Cầm gặp chồng của mình Lý Thủ Thu không nói lời nào,
nàng không thể nhịn được nữa từ trên ghế đứng lên, hiện tại trong lòng nàng không có gì tốt băn khoăn. Ba, vừa rồi ngươi đã từng nói không cho phép chúng ta tại ngươi trước mặt nhắc tới Tiểu Nguyên, ngươi bây giờ nhượng chúng ta bà Tiểu Nguyên gọi đến tới nơi này làm gì? Hắn hiện tại thế nhưng đang cùng thị ủy bí thư cùng nhau ăn cơm. Lý Đường Minh mặt như chưa can sắc, đúng vậy, muốn khởi vừa rồi hắn nghĩa tránh ngôn từ nói qua lần lời nói. Là bực nào châm chọc ni, nhưng bây giờ là Lý gia sống còn thời gian, hắn nỗ lực từ khuôn mặt thượng chen đi ra một đạo dáng tươi cười, nhìn về phía ngồi ở cái ghế thượng trầm mặc không nói tiểu nhi tử Lý Thủ Thu, Thủ Thu. Tiểu Nguyên dù sao cũng là chúng ta Lý gia loại A. Ngươi tự gọi điện thoại cho hắn đi, trước là ta nhất thời hồ đồ, ta vừa vặn cho hắn ngay mặt nói lời xin lỗi, ngươi thấy thế nào? Thủ Thu, ngươi lẽ nào liền chúng ta ba lời nói cũng không nghe sao? Chỉ là cho ngươi gọi điện thoại mà thôi, ngươi thật khó khăn sao? Đúng, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn thị ủy bí thư đối phó chúng ta Lý gia sao? Đừng quên ngươi cũng là Lý gia một phần tử. Lý Thủ Hạ cùng Lý Thủ Xuân thói quen đúng Lý Thủ Thu hô tới quát lui tư thái, trong lúc nhất thời trái lại dùng mệnh lệnh giọng nói ra khỏi miệng. Bà con trai ngươi kêu đến, cùng nơi ăn bữa cơm đi. Chúng ta hảo hảo tâm sự thiên, thôi thư ký cũng lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ ngoại trừ dùng Lý Bàn Tử làm đột phá khẩu, hình như là chớ không có cách nào khác, có thể hay không lần nữa làm hồi thị ủy bí thư thư ký hắn không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng tối thiểu muốn cho thị ủy bí thư không nên tra hắn gốc gác đi. Lý Thủ Thu yên lặng thở dài một hơi, từ trong túi móc ra điện thoại di động. Vừa định muốn gọi thông Lý Bàn Tử số điện thoại di động, một bên Phương Cầm lên tiếng, Lý Thủ Thu, người rốt cuộc còn là điều không phải người đàn ông. Hiện tại chúng ta không cần vì nhi tử lo lắng, thậm chí chúng ta có thể thoát ly Lý ra, người cái này là đang làm gì? Vừa rồi. Lý Thủ Thu bị Lý Đường Minh một lần mạ thành phế vật, hắn quả thực muốn đứng lên rửa mặt, thế nhưng lúc này Lý gia cùng đồ mặt lộ, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là người Lý gia a. Hắn không làm được vô tình vô nghĩa sự tình tới, thấp giọng nói một câu, Tiểu Cầm, ngươi để ta đánh xong cú điện thoại này đi. Đánh xong cú điện thoại này sau, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau ta và ngươi chính thức thoát ly Lý gia, chúng ta ở bên ngoài tìm căn hộ tử ở có được hay không? Lý Thủ Thu thanh âm chỉ có Phương Cầm có thể nghe được, chồng của nàng đều bà nói được phân thượng này, Phương Cầm gật đầu, nói rằng, vậy ngươi đánh đi. Nhìn đến Lý Thủ Thu bấm Lý Bàn Tử điện thoại, ở đây người Lý ra cùng với thôi thư ký dẫn theo nhất trái tim, cuối cùng là thoáng để xuống. Số 8 trong bao xương. Diệp Thần Phong, Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức trở lại ghế lô sau, kế tục vui mừng ăn xong rồi món ăn. Bọn họ có thể không muốn bởi vì sự tình hôm nay phá hủy ăn cơm tâm tình. Lý Bàn Tử giơ lên chén rượu trong tay kính Diệp Thần Phong một chén rượu, phát ra từ phế phủ nói rằng, lão đại, ta Lý Bàn Tử khác cũng không nói nhiều, có thể theo ngươi sớm một phen sự nghiệp, là ta kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Cái này Lý Bàn Tử ngược lại cũng là cái thẳng cảm tính người, một chén rượu đế dĩ nhiên là một hơi can, cổ họng trong nói liên miên cằn nhằn, viền mắt lại có thể cũng có chút đã ươn ướt. Lý Bàn Tử, tiểu tử ngươi đừng cho ta tưởng cái đàn bà giống nhau, nếu là còn như vậy, sau đó đi ra ngoài cũng đừng nói ta là lão đại ngươi, ta đâu bất khởi người này a. Diệp Thần Phong kỳ thực trong lòng có chút hơi cảm động, nhìn Lý Bàn Tử chân thành tha thiết dáng dấp, hắn bắt đầu dần dần nhận đồng Lý Bàn Tử người huynh đệ này. Giữa lúc Lý Bàn Tử còn muốn nói hai câu thời gian, hắn trong túi quần chuông điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Lý Thủ Thu đánh tới. Lý Bàn Tử không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình cha hiện đang tại sao gọi điện thoại cho hắn. Trong lòng đang do dự rốt cuộc là nhận hay là không nhận. Diệp Thần Phong lên tiếng, Lý Bàn Tử, ngươi nhìn chằm chằm điện thoại di động ngu nhìn cái gì kinh. Vội vàng nghe điện thoại đi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Lý Bàn Tử cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, nói rằng, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Nói xong, liền đi ra số 8 ghế lô. Lão đại, ta đi ra xem một chút, nhất định là người Lý gia muốn Lý Bàn Tử đi bao xương của bọn họ ni. Có ta ở đây cũng có thể cho hắn chi chiêu. Hầu tử uống một ngụm say rượu nói rằng. Diệp Thần Phong khoát tay áo ý bảo hầu tử yên tâm đi, sau đó đúng Châu Văn Hải cùng Chu Mậu Đức nói rằng, Châu Thúc Thúc, Chu Lão Ca, chúng ta uống chúng ta, không cần đi quản bọn họ. Diệp Tiên Sinh nói là a, ngày hôm nay bữa cơm này thế nhưng ta đặc biệt cảm ơn ngài. Nhất định muốn uống cái thống khoái a.
Châu Văn Hải tướng thị ủy bí thư thân phận ném chi não sau. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay vốn là ta nghĩ thỉnh ngài, ai biết đạo ngài và Châu bí thư ước hẹn, chờ mấy ngày nữa ta có thể nhất định muốn bù lại a. Chu Mậu Đức uống đôi má đỏ bừng, hôm nay là có chút uống cao. Chu cục trưởng, ngươi lần sau thỉnh Diệp tiên sinh thời gian có thể nhất định muốn sao thượng ta a. Ngươi không hội không chào đón ta đi, chúng ta trao đổi cái số điện thoại di động. Châu Văn Hải từ trong túi móc ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Chu Mậu Đức. Chu Mậu Đức toàn thân một cái giật mình, trong lòng là phiên giang đảo hải hưng phấn a. Cầm Châu Văn Hải đưa tới danh thiếp, toàn thân cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run, ý vị này hắn và thị ủy bí thư cuối cùng là đặt lên một chút quan hệ. Chu Mậu Đức trong lòng có thể rất rõ ràng ni, thị ủy bí thư sở dĩ hội như thế đãi kiến hắn, cũng bởi vì Diệp Thần Phong sao. Giờ khắc này Chu Mậu Đức ở trong lòng phát thệ, từ nay về sau nhất định muốn đi gặp cung tổ tông giống nhau bả Diệp Thần Phong cấp cung, như vậy hắn còn sợ bản thân con đường làm quan không thể đủ đi lên nữa thang sao. Nói thật đi, Chu Mậu Đức trong lòng đối với thân phận của Diệp Thần Phong nghi hoặc ni. Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong tối đa cũng chỉ là thị ủy bí thư thân thích và vân vân, nhưng nhìn đến Châu bí thư đúng Diệp Thần Phong thái độ cung kính, hắn biết hoàn toàn không phải là mình nghĩ chuyện như vậy. Thừa dịp trên bàn rượu, Chu Mậu Đức thận trọng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài hẳn không phải là thiên hải nhân sĩ đi. Diệp Thần Phong đương nhiên biết Chu Mậu Đức trong lòng này cẩn thận nghĩ, thân phận của hắn cũng không cần thiết giấu giếm, gật đầu nói rằng, Chu lão ca, ta là kinh thành nhân sĩ. Kinh thành nhân sĩ, họ Diệp, chẳng lẽ là, Chu Mậu Đức cái ly trong tay một cái không có cầm chắc, hơn phân nửa ly rượu rắc vào trên cánh tay, bàng quang một trận kịch liệt bành trướng, thiếu chút nữa sợ đến phun đi tiểu. Chu Mậu Đức biết Châu bí thư là kinh thành Diệp gia phe phái quan viên, lại mà nhìn đến Châu bí thư đúng Diệp Thần Phong như thế tôn kính, với lại Diệp Thần Phong lại là họ Diệp, cái này Diệp Thần Phong 100% chính là người Diệp gia. Chu lão ca, thân phận của ta trong lòng ngươi biết tự tốt. Diệp Thần Phong hướng phía Chu Mậu Đức giơ cử chén rượu nói rằng. Là, Diệp tiên sinh, ta tuyệt đối không sẽ tới chỗ nói lung tung. Chu Mậu Đức liên tục xưng là, trong lòng là tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức hát vang một khúc tiếu ngạo giang hồ. Chương 208, ngu muội vô tri. Số 3 trong bao xương, giữa lúc người Lý gia cùng với Thôi thư ký thấp thỏm khó ăn thời gian, cửa bao xương bị đẩy ra. Lý Bàn Tử mặt không thay đổi đi ở phía trước, mà hầu tử còn lại là đi theo phía sau của hắn. Lý Bàn Tử trực tiếp bỏ quên Lý Đường Minh đám người, chỉ là hướng phía Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm khẽ mỉm cười một cái, hô một tiếng, ba mẹ. Lý Đường Minh, Lý Thủ Xuân, Lý Thủ Hạ cùng Thôi thư ký đẳng người sắc mặt hơi đổi một chút, ở trong thân thể nhất cổ lửa giận không nhịn được đi lên thoán, nhất là người Lý gia, bọn họ từ trước đúng Lý Bàn Tử thế nhưng cực kỳ khinh thường. Ở trong mắt bọn họ Lý Bàn Tử thuần túy chỉ là một phế vật mà thôi, thế nhưng ngày hôm nay Lý gia tương lai số phận tự trưởng khống tại cái phế vật này trong tay, để cho bọn họ phải tạm thời cúi đầu. Ba mẹ, các ngươi gọi qua đây có chuyện gì? Ta còn muốn cùng lão đại, Châu bí thư cùng Chu cục trưởng bọn họ ăn ni. Lúc này Lý Bàn Tử cuối cùng là có thể tại gia gia của hắn, đại bá, nhị bá đám người trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực, nói thật đi hắn đã từng nhiều lần ảo tưởng qua màn này. Cái này hơn 20 năm qua biệt khuất, vào giờ khắc này xem như là hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tiểu Nguyên, là gia gia ta tìm ngươi có vấn đề tình, chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Ngươi thích ăn món gì? Gia gia giúp ngươi điểm. Lý gia gia chủ Lý Đường Minh vẻ mặt ôn hòa nói rằng, một dạng miễn bản có nhiều ngán oai. Lý Bàn Tử, xem ra ngươi là dương mi thổ khí a. Ngươi nhìn ngươi những, này người nhà, thấy ta thật sắp ói ra. Hầu tử khuỷu tay thọt Lý Bàn Tử ngực trêu ghẹo nói. Lý Bàn Tử đương nhiên biết gia gia của hắn, đại bá cùng nhị bá muốn làm gì. Mấy ngày nay hắn thế nhưng nhận thức rõ ràng những, này người sắc mặt, nếu như hôm nay lão đại của hắn Diệp Thần Phong Tịnh không nhận thức thị ủy bí thư. Người Lý gia lại sẽ là loại nào thái độ, đến cuối cùng sợ rằng liền hắn Lý Bàn Tử cũng sẽ không có tốt trái cây ăn đi. Cho nên trừ hắn ra ba mẹ Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm bên ngoài. Lý Bàn Tử đối kỳ hắn người Lý gia là nhất điểm đều không quan tâm. Lý Bàn Tử tự giễu cười lạnh một tiếng, hỏi, gia gia. Ngài thật là gia gia của ta sao? Ta nhớ kỹ ngươi vừa rồi cũng đã có nói ta và Lý gia một chút quan hệ cũng không có, ngươi có lời gì thì nói mau đi. Ta còn muốn đi bồi lão đại ta uống rượu ni.
không có công phu tại ở đây nghe các ngươi nói này dối trá lời nói. Lúc nói chuyện, có thể là thời gian dài áp lực qua đi kích động, Lý Bàn Tử gương mặt mập xấu không ngừng rất nhỏ co quắp, Lý gia thật là nhượng hắn trái tim băng giá. Nếu như trước lúc này Lý gia hơi đối tốt với hắn như vậy nhất điểm, bất thường hắn như thế vô tình, có thể hắn thật đúng là hội bang Lý gia cầu tình đi. Mà bây giờ, Lý gia sự tình, quan hắn Lý Bàn Tử chuyện gì? Hắn đã quyết định muốn bả phụ mẫu của chính mình nhận đi ra ở, dùng hắn bây giờ năng lực nuôi sống Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm. Có thể nói là không nói chơi. Lý Đường Minh gương mặt dáng tươi cười trong sát na cứng ngắc ở, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tận lực có thể dùng giọng nói bình thản, Tiểu Nguyên, ngươi dù sao cũng là người Lý gia, trên người chảy Lý gia huyết, lẽ nào ngươi sẽ không muốn vì Lý gia ra điểm lực sao? Chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý hồi Lý gia, như vậy ngươi chính là đời thứ ba chính giữa Lý gia gia chủ. Đời thứ ba chính giữa Lý gia gia chủ. Chẳng bao lâu sau cái này là Lý Bản Tử tha thiết ước mơ muốn đạt được nhận được cao độ đi. Thế nhưng từ theo Diệp Thần Phong sau đó, hắn tin tưởng sau này thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn Lý gia gia chủ, chính là một cái Lý gia, hắn hiện tại thật không để xuống trong mắt. Lại mà hắn kéo không dưới khuôn mặt đi về phía Diệp Thần Phong cầu tình. Người Lý gia thèm nhỏ dãi Diệp Thần Phong trong tay khoái tốc mỹ phương thuốc, một lần lại một lần hướng Diệp Thần Phong làm khó dễ, Lý Bàn Tử tin tưởng, nếu như hắn mở miệng Diệp Thần Phong có thể thật sẽ thả Lý gia một con ngựa, thế nhưng Diệp Thần Phong đối với hắn dường như huynh đệ. Hắn thế nào khai cái miệng này? Lý gia gia chủ vị trí này, người hay là đi tìm người khác ngồi đi. Ta không có bất kỳ hứng thú gì, nếu như ngươi muốn nói cùng chính là điểm ấy chuyện hư hỏng, như vậy ta phải đi. Lý Bàn Tử mặt không thay đổi nói rằng, điều không phải hắn quá mức vô tình, chỉ là Lý gia triệt để nhượng hắn thất vọng rồi. Ba mẹ, sau đó ta tới nuôi sống các ngươi đi, hai người các ngươi rời ra ngoài cùng ta cùng nơi ở đi. Ngược lại, Lý Bàn Tử đúng Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm nói rằng. Tiểu Nguyên, mụ ta đã sớm muốn mang ra cái kia địa phương quỷ quái, xem ra Tiểu Nguyên ngươi là lớn lên a. Phương Cầm vui mừng nói rằng. Lý Thủ Thu còn lại là im lặng không lên tiếng, dường như ở trong lòng dẫy dụa thật lâu, mới lên tiếng, xem ra ta cũng vậy thời gian hưởng thụ một chút nhi tử hầu hạ sinh sống. Lý Thủ Thu một nhà ba người lời nói, nhượng sinh thẳng dư người Lý gia sắc mặt triệt triệt để thay đổi, Lý Thủ Thu cả nhà bọn họ là muốn cùng Lý gia thoát ly quan hệ a. Cái này sao có thể được ni, chí ít hiện nay tuyệt đối là trăm triệu không được. Thủ Thu. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì lời nói? Ngươi là nhi tử của ta, ngươi thế nào có thể ly khai Lý gia ni? Lẽ nào ngươi muốn tức chết ta sao? Lý Đường Minh cực lực giữ lại. Tiểu Nguyên, sự tình trước kia chúng ta có thể không cùng ngươi tính toán, ngươi bây giờ đi về phía cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử van cầu tình, nhượng hắn không nên đối phó chúng ta Lý gia, sau đó ngươi muốn rời khỏi Lý gia hoặc tại Lý gia ngây ngô tùy ngươi. Lý Bàn Tử đại bá Lý Thủ Xuân trong lòng quính lên, đầu nóng lên, vậy mà không biết sống chết đặt ra thân phận của trưởng bối. Muốn cho ta cầu tình, đằng kiếp sau đi, Lý Bàn Tử trong lòng đã là quyết định. Gặp Lý Bàn Tử chút nào không lay được, không riêng gì Lý Thủ Xuân cấp, những người còn lại đều cấp, một đám sôi nổi lộ ra diện mạo như cũ. Tiểu Nguyên, trong thân thể ngươi chảy xuôi Lý gia huyết, cái này giúp ngươi nhất định phải giúp, sau đó chúng ta không bao giờ. Nữa sẽ quản ngươi, Lý Đường Minh khàn khàn hai con ngươi nhìn chằm chằm Lý Bàn Tử. Tiểu Nguyên, chúng ta tốt xấu cũng đều là trường bối của ngươi, liền cái này yêu cầu nho nhỏ lẽ nào ngươi cũng không thể đủ thỏa mãn sao? Lý Bàn Tử nhị bá Lý Thủ Hạ nói rằng, chỉ cần ngươi giúp chúng ta Lý gia xin tha, ngươi lập tức ly khai Lý gia đều không ai ngăn cản ngươi. Đúng, chúng ta chỉ cần ngươi bang Lý gia cầu tình, về phần ngươi có trở về hay không Lý gia. Đối với chúng ta mà nói đều không sao cả. Hoa Mai cùng Tiễn Lan hai cái này người đàn bà tranh chua lại miệng không ngăn cản nói lung tung, giọng nói kia, thái độ, quả thực tượng là Lý Bản Tử đang cầu xin các nàng giống nhau. Lý Bản Tử, ngươi cho rằng ngươi còn có cần phải sống ở chỗ này sao? Hầu Tử vỗ vỗ Lý Bản Tử vai. Tiểu Nguyên, chúng ta đi thôi. Không cần đi để ý tới cái này băng điệu bộ. Phương Cầm đã sớm là nhận thức rõ ràng Lý gia những. Này người, từ trước nàng là cấp bách cho không biết làm sao mới ở lại Lý gia chịu được. Lý Thủ Thu nhìn đến trước mặt không biết hối cải phụ thân, đại ca, nhị ca nhóm người bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo lão bà của mình Phương Cầm đi tới Lý Bản Tử bên cạnh.
Lý Bàn Tử hít sâu một hơi, Lý gia sau đó xảy ra chuyện gì đều cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không cho phép ngươi đi, không cho phép ngươi đi, ngày hôm nay ngươi không đáp ứng chúng ta cũng đừng muốn rời khỏi. Lý Thủ Xuân điên cuồng kêu gào lên. Tiểu huynh đệ, bất kỳ việc gì lưu một đường, sau tốt gặp mặt, chúng ta chẳng qua là muốn cho ngươi giúp đỡ cầu xin tha mà thôi, ngươi cũng chỉ là há miệng một cái sự tình. Vẫn không lên tiếng thôi thư ký biết ơn huống vượt qua tới vượt qua không ổn cuối cùng là không nhịn được. Giữa lúc này, số 3 cửa bao xương lần thứ 2 bị đẩy ra, Diệp Thần Phong đi đến, liếc nhìn hầu tử cùng Lý Bàn Tử, hỏi, hai người các ngươi tại ở đây ma ma tức tức làm gì? Chúng ta đều muốn ăn hoàn nhanh. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi tới, người Lý gia cùng thôi thư ký đều không dám nói thêm nữa, người trẻ tuổi trước mặt này thế nhưng liền châu bí thư đều muốn xưng hô một tiếng Diệp tiên sinh. Lão đại, ba mẹ ta có thể quá khứ cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Lý Bàn Tử vâng vâng dạ dạ nghi vấn hỏi. Đương nhiên là có thể, người cái này là nói cái gì lời nói? Diệp Thần Phong nện cho một tí Lý Bàn Tử ngực. Dù sao Lý Thủ Thu cùng Phương Cầm cũng không tưởng cái khác người Lý gia giống nhau nhượng hắn phản cảm. Tại Lý Bàn Tử, hầu tử đám người ly khai số 3 ghế lô sau, Diệp Thần Phong để lại một câu nói, chỉ cần các ngươi từ trước không có phạm pháp, ta Diệp Thần Phong tuyệt đối không hội cố ý tìm mảnh vụn, nếu như các ngươi làm chút gì nhận không ra người hoạt động, như vậy thì chờ đi hưởng thụ ngục giam sinh hoạt đi. Người Lý gia cùng thôi thư ký nhìn chậm rãi khép lại cửa bao xương. Nhất trái tim là hoàn toàn chìm vào đáy cốc, nếu như vừa rồi người Lý gia có thể bả tư thái thả thấp một chút, thậm chí quỳ xuống hướng Lý Bàn Tử nhận sai, có thể Lý Bàn Tử lòng mềm nhũn tựu thật hội hướng Diệp Thần Phong mở miệng xin tha. Nhưng mà, người Lý gia đầu đều hình như là bị môn chen lấn giống nhau, cái này có thể đã bảo làm gieo gió gặt bão đi. Số 3 trong bao xương biến được yên tĩnh không gì sánh được, người Lý gia cùng với thôi thư ký hai mắt vô thần tê liệt trên ghế ngồi. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ cuối cùng rơi vào hậu quả như thế đều là bởi vì một cái tham tự, nếu như người Lý gia không ham Diệp Thần Phong trong tay khoái tốc mỹ phương thuốc, nếu như thôi thư ký không ham Lý gia cho hắn chỗ tốt, như vậy cũng sẽ không có ngày nay cái này việc sự tình. Chương 209, Hồi Kinh. Dương dương sái sái hoa tuyết, như tơ liễu, như lông ngỗng, như cây bông, từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Khắp đại địa dường như mặc vào một cái tuyết bạch y phục, liếc nhìn lại khắp trong thiên địa biến được tinh thuần không gì sánh được. Thời gian vội vã, trong nháy mắt gian đã đến 2 tháng phần, tân niên bầu không khí cũng từ từ nồng nặc lên. Thiên hải đường dành riêng cho người đi bộ thượng treo đầy màu lửa đỏ đèn lồng, từng nhà cửa hàng trước cửa dắt các màu giải lụa màu, nghiễm nhiên là đang nghênh tiếp tân niên đến. Trong khoảng thời gian này thắng thiên hội tỉnh không có bất kỳ hành động gì, nuốt sống thanh long hội sau. Tại Diệp Thần Phong dưới chỉ thị thắng thiên hội bắt đầu tuyển nhận thành viên vòng ngoài, dù sao tương lai thắng thiên hội phải đi đến đường còn dài ni. Quang có 300 nhiều tên thành viên trung tâm là xa xa còn không đầy đủ. May mà Phương Nam Tường các phương diện năng lực đều thập phần đúng chỗ, không cần Diệp Thần Phong phiền não, Phương Nam Tường tựu đều đâu vào đấy chậm rãi tướng thắng thiên hội khuếch trương lớn lên. Về phần Lý Bàn Tử cùng hầu tử trong khoảng thời gian này cũng là bận rộn hôn thiên ám địa. Khoái tốc Mỹ đối với nữ nhân lực ảnh hưởng thực tại cường hãn, vô luận xưởng chế thuốc sản xuất ra nhiều ít khoái tốc Mỹ luôn luôn cung không đủ cầu, đây là chỉ cần thiên hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thị ni. Nếu như khoái tốc Mỹ muốn đẩy hướng toàn bộ nước Hoa, thậm chí là toàn thế giới lại sẽ là loại nào tràng diện. Tại xin chỉ thị Diệp Thần Phong sau đó, hầu tử cùng Lý Bàn Tử gia tăng khoái tốc Mỹ sản xuất, tại thiên hải thu mua nhiều ra xưởng chế thuốc, tịnh đặt tên là Đằng Thiên Chế Dược Hán. Trong lúc nhất thời Đằng Thiên Chế Dược Hán tại Thiên Hải là phát triển như hỏa như đồ. Đương nhiên tại thị ủy ký Châu Văn Hải điều tra hạ, Thôi Vĩnh Thôi Bí không nghi ngờ chút nào vào ngục giam, mà Lý gia còn lại là danh hạ sản nghiệp toàn bộ bị niêm phong. Thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có, muốn đầu đường xó chợ. Bất quá, từ đầu đến cuối Lý Bàn Tử cũng không có cầu tình, thế nhưng hắn biết Diệp Thần Phong đã là đúng Lý gia võng khai một mặt, nếu không Lý Đường Minh, Lý Thủ Xuân. Lý thủ hạ cái này ba cái Lý gia đầu não nhân vật rất có thể sẽ tượng Thôi Bí giống nhau đi ngồi ngục giam. Sự thực chứng minh Lý Bàn Tử đoán được nhất điểm đều không sai, những Lý gia táng gia bại sản cái này giáo huấn đã là vậy là đủ rồi, tại Diệp Thần Phong trong mắt người Lý gia căn bản là một ít không đủ sợ hãi nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Coi như làm là cho Lý Bàn Tử nhất chút mặt mũi.
Tại sắp tới nửa tháng trong cuộc sống, Diệp Thần Phong trái lại không có không rảnh rỗi, mà là trêu ghẹo mãi một ít đối với thời đại này mà nói tân kỳ ngoạn ý. Thủ chính giữa bưng một chén mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí hắc cây cà phê. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ tinh thuần hoa tuyết, một trận chuông điện thoại di động phá vỡ hắn trầm tư, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Là tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện đánh tới. Vừa chuyển được, bên đầu điện thoại kia tự truyền đến Diệp Đông Kiện tiếng mắng chửi, Thần Phong, tiểu tử ngươi bây giờ là vượt qua tới vượt qua con mắt không tôn trưởng A. Hồi thiên hải đều thời gian dài như vậy, thế nào cũng không cho ngươi tiểu thúc ta gọi điện thoại. Năm nay Tết âm lịch ngươi còn có muốn hay không trở lại kinh thành? Lẽ nào ngươi muốn nhượng Diệp lão đầu tử một người qua tân niên sao? Vé máy bay ta đã đính tốt, ngươi đang ở đâu? Ta sẽ đi ngay bây giờ đón ngươi, ta và ngươi cùng nơi trở lại kinh thành. Diệp Thần Phong nguyên bản đã sớm đáp ứng Đường Hân muốn ở lại thiên hải qua tân niên, kinh qua tiểu thúc Diệp Đông Kiện như thế vừa đề tỉnh, hắn mới phát hiện bây giờ kinh thành Diệp gia chỉ có gia gia hắn Diệp Trấn Hồng cô Linh Linh một người. Bình thường hắn và tiểu thúc Diệp Đông Kiện lại đang thiên hải ngây ngô, đến tân niên thượng lý nhân trở lại bồi bồi lão gia tử A. Bất quá, nếu đáp ứng Đường Hân, Diệp Thần Phong liền quyết định không vội mà trở lại kinh thành, chỉ cần tại giao thừa thời gian đúng giờ trở lại Diệp gia là được, trước hảo hảo cùng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sớm ăn cơm tất niên hơn nữa. Tiểu thúc, ngươi ngày hôm nay trước một người trở lại kinh thành. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tại giao thừa trước chạy về Diệp gia. Giúp ta cùng Gia Gia nói một tiếng, đến lúc đó ta sẽ cho hắn mang đi một cái tiểu lễ vật. Diệp Thần Phong nói xong cũng cúp điện thoại, đồng thời đưa điện thoại di động cấp trực tiếp tắt điện thoại, hắn cũng biết chính hắn một tiểu thúc nếu là nói đâu đâu lên là không dứt. Đồ 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 Diệp Đông Kiện nghe từ trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, cổ họng trong không nhìn được mắng, Thần Phong tiểu tử này còn bà không đem ta trở thành là tiểu thúc. Vậy mà cứ như vậy treo điện thoại của ta. Có ở đây không thoải mái hơn Diệp Đông Kiện lần nữa bấm Diệp Thần Phong số điện thoại di động. Sau đó trong điện thoại chỉ truyền đến, ngài bát gọi điện thoại đã đóng cơ, xin gọi lại sau. Diệp Đông Kiện tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp bả điện thoại di động của mình cấp xuất, căm giận mắng, Thần Phong, tiểu tử ngươi chờ cho ta, chờ ngươi trở lại kinh thành, ta lại thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Diệp Đông Kiện nói ra câu nói này thời gian cũng không suy nghĩ thật kỹ, hắn muốn giáo huấn Diệp Thần Phong. Sợ rằng kết quả là bị giáo huấn người là hắn bản thân. Bây giờ cách giao thừa còn có 3 ngày, tại Diệp Thần Phong nói cho Đường Hân, hắn tại giao thừa trước muốn đuổi sau khi trở lại kinh thành, Đường Hân tiểu nha đầu này ngoại trừ có chút thất vọng bên ngoài, trái lại không nói thêm gì. Thế nhưng một bên Hàn Sơ Tuyết không nhịn được, trong miệng khó chịu mắng, đồ lưu manh, thối biến thái, liền đáp ứng Hân Nhi sự tình cũng làm không được, người còn là điều không phải người đàn ông. Diệp Thần Phong rất muốn nói ta có phải là nam nhân hay không. Ngươi đến trên giường sẽ biết, thế nhưng lời đến khóe miệng còn là không có nói ra, dù sao cũng là hắn đáp ứng Đường Hân trước đây à. Cũng sẽ không cùng Hàn Sơ Tuyết nữ nhân này không chấp nhận. Vì bù đắp Đường Hân tiểu nha đầu này, Diệp Thần Phong tự mình hạ trù làm vài bữa cơm, nhượng Đường Hân ăn là lòng tràn đầy vui mừng, ngay cả Hàn Sơ Tuyết nữ nhân này đúng Diệp Thần Phong trù nghệ cũng là âm thầm bội phục. Người khác thường nói phải bắt được lòng của nam nhân, đầu tiên phải bắt được nam nhân dạ dày, những lời này trái lại dùng tại trên người nữ nhân cũng là thích hợp. Mỗi khi nhìn đến Đường Hân vui mừng ăn Diệp Thần Phong làm món ăn, Hàn Sơ Tuyết tự hội mở miệng, ta nói Hân Nhi, ngươi có thể hay không đủ rụt rè nhất điểm. Lẽ nào cái này đồ lưu manh tự mình làm nhất hai món ăn, là có thể đem ngươi thỏa mãn thành bộ dáng này sao? Không biết. Hàn Sơ Tuyết bản thân dùng bữa tốc độ nhất điểm đều không bằng Đường Hân chậm, thậm chí còn nhanh hơn Đường Hân thượng một chút ni. Tại Diệp Thần Phong trở lại kinh thành trước, Hàn Sơ Tuyết đi vào Diệp Thần Phong gian phòng, khuôn mặt thượng vẫn là phó lạnh giá biểu tình, bất quá chỉ cần ngươi tỉ mỉ quan sát, tự sẽ phát hiện Hàn Sơ Tuyết trong con ngươi đã không còn là lạnh như băng, thậm chí nhiều một vòng nói không quét đường phố không quẻ niệm tình cảm ở bên trong. Vươn ngọc thủ gỡ cái trán tóc đen. Hàn Sơ Tuyết nhìn ngồi ở trên giường Diệp Thần Phong hỏi, đồ lưu manh, ngươi chừng nào thì mới có thể giúp ta khôi phục như cũ thực lực. Kỳ thực Diệp Thần Phong nếu như muốn khôi phục Hàn Sơ Tuyết thực lực là đặc biệt sự tình đơn giản, nhưng mà có thể Hàn Sơ Tuyết có nhất trương cùng Diệp Thần Phong đời trước bạn gái mặt giống nhau như đúc đàn, có thể dùng Diệp Thần Phong ở sâu trong nội tâm không muốn Hàn Sơ Tuyết ly khai, bởi vì hắn biết chỉ cần Hàn Sơ Tuyết nhất khôi phục thực lực, sẽ phải lập tức rời đi thiên hải.
ngươi cho là thực lực muốn khôi phục tự khôi phục không? Nếu như ngươi đều không phải gặp phải ta, đừng nói là muốn khôi phục thực lực, coi như là muốn đứng lên bước đi đều là vấn đề. Ngươi tự lại kiên nhẫn đẳng một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong khuôn mặt thượng bất động thanh sắc, trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật coi Hàn Sơ Tuyết là thành là tuyết kỳ thay thế thưởng thức sao? Quên đi, đẳng mới qua sang năm ta đã giúp nàng khôi phục thực lực. Hàn Sơ Tuyết ngẫm lại cũng đúng, nàng trước thế nhưng gân tay cùng chân gân toàn bộ đứt, như nếu không phải gặp gỡ Diệp Thần Phong, sợ rằng nàng cả đời này đều chỉ có thể làm một tên phế nhân, như vậy nàng huyết hải thâm cửu thế nào báo? Qua lại hình ảnh lần thứ hai hiện ra tại trong đầu, Hàn Sơ Tuyết hai con người chính giữa không tự chủ tràn đầy sát khí, với lại sát khí tại càng ngày càng nồng đậm. Ta nói, ngươi chuẩn bị cả đêm đều ngây ngô tại trong phòng của ta sao? Ta cũng không phải chú ý nhiều ấm giường nha đầu, tới, trước cấp tiểu gia ta cởi sạch y phục ấm áp ổ chăn. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng có thể chú ý tới Hàn Sơ Tuyết không thích hợp, vội vã mở miệng trêu ghẹo. Nghe vậy, Hàn Sơ Tuyết quả nhiên hồi qua thần tới, hai con người chính giữa sát khí biến mất không còn chút nào, trên gương mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng, mắng, ai muốn tại phòng của ngươi trong ngây ngô. Đồ lưu manh, phòng của ngươi trong túi chết. Hàn Sơ Tuyết sát có chuyện lạ mặt nhăn trắng mịn mũi, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra Diệp Thần Phong gian phòng, trong không khí chỉ lưu lại một vòng như có như không thân thể nữ nhân thượng hương vị. Nhìn Hàn Sơ Tuyết rời đi hình bóng, Diệp Thần Phong bên mép đô lầm bầm nang đạo, trong lòng nàng rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu cửu hận. Mới có thể dùng nàng trong lúc vô tình trong thân thể tự hội sản sinh sát khí. Tương lai nếu là có thể giúp nàng một tay thời gian, có muốn hay không giúp nàng một tay ni? Chương 210, ai muốn giáo huấn ta? Giao thừa. Kinh thành Diệp gia biệt thự trong phòng khách ngoại trừ Diệp Trấn Hồng cùng Diệp Đông Kiện hai cha con bên ngoài, võ gia lão gia tử võ An Quốc, cùng với con lớn nhất võ Chí Phương, tiểu nhi tử võ Khôn Minh cùng tôn nữ võ Hiểu Phỉ đều ở đây trong. Diệp Trấn Hồng cùng võ An Quốc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mà còn lại tiểu bối còn lại là ngồi ở cách đó không xa cái ghế thượng. Diệp Trấn Hồng cùng võ An Quốc theo thứ tự là Diệp gia cùng võ gia gia chủ, tại tiểu đồng lứa trước mặt là tương đương có tôn nghiêm, Diệp Đông Kiệt, võ Khôn Minh đám người có thể không dám ở nơi này hai cái lão gia tử trước mặt làm càn. An Quốc, ngày hôm nay giao thừa ngươi không ở nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên, mang theo Chí Phương, Khôn Minh cùng Hiểu Phỉ tới chúng ta Diệp gia xem náo nhiệt gì. Ngồi ở trên ghế salon Diệp lão gia tử tùy ý hỏi. Dùng Diệp Trấn Hồng cùng võ An Quốc quan hệ, hai người hoàn toàn không cần thiết giả tạo khách sáo, đều là trong lòng có sao nói vậy. Trấn Hồng, ngươi lời này ta có thể không thích nghe, hiện tại nhà của chúng ta Hiểu Phỉ nói như thế nào cũng là các ngươi gia Thần Phong vị hôn thê. Chỉ kém đẳng Thần Phong sau khi trở về bổ làm một hồi đính hôn yến, hiện tại hai nhà chúng ta không chẳng khác nào là người một nhà sao. Cái này không, giao thừa ta cho các người Diệp gia tới náo nhiệt một chút. Võ An Quốc ngược lại cũng nói xong thẳng có lý, nếu như đêm nay võ gia người không đến Diệp gia cũng chỉ còn lại có Diệp lão gia tử cùng Diệp Đông Kiện hai người, Diệp Thần Phong đến bây giờ còn chưa có gấp trở về ni. Thần Phong tiểu tử này nói hội tại giao thừa trở về. Thế nào cho tới bây giờ còn chưa tới ni? Diệp Trấn Hồng bên mép nhẹ giọng nói lầm bầm, trong lòng đặc biệt tưởng niệm bản thân người cháu này. Võ An Quốc bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước chè xanh. Nói rằng, Trấn Hồng, có chuyện tình ta vẫn muốn hỏi ngươi, trước đó không lâu ta có thể nghe nói Tống gia tiểu tử Tống Trung tại biên cảnh thị trường giao dịch vô duyên vô cớ tiêu thất, đến hiện tại liền nhân ảnh đều không có tìm được. Mà theo ta được biết Thần Phong vừa lúc ở đoạn thời gian đó nội tại biên cảnh xuất hiện qua, chuyện này. An Quốc, có một số việc ta ngươi lòng biết rõ thì tốt rồi. Tống Trung tiểu tử kia đoán chừng là bị Thần Phong cấp, trước Tống gia tiểu tử này không có thiếu trêu chọc chúng ta gia Thần Phong. Diệp Trấn Hồng thản nhiên nói, tại trong mắt hắn Diệp gia tử tôn không có có một là thứ hèn nhát. Diệp Thần Phong cải biến nhượng Diệp lão gia tử là Trấn An không ngớt. Trấn Hồng. Xem ra các người Diệp gia thời gian tới là không cần lo lắng ha. Có Thần Phong, phỏng chừng các người Diệp gia có thể nâng cao một bước nói cũng không chừng. Võ An Quốc đúng Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế là phi thường thỏa mãn. Hắn đồng dạng cũng nhìn ra được Diệp Thần Phong tương lai làm nhất định không nhỏ. An Quốc, kỳ thực ngươi có biết hay không, chỉ cần làm Thần Phong ra ra, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an cả đời, thì là tầm thường một ít cũng không sao cả, thế nhưng làm Diệp gia gia chủ. Ta trái lại mong muốn Diệp gia có thể xuất hiện một cái diễn chính người,
trong mắt của ta Đông Kiện rõ ràng cho thấy không thích hợp, như vậy cái này gánh nặng chỉ có thể đặt ở Thần Phong trên người a. Diệp Trấn Hồng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai bảo đến hắn thế hệ này Diệp gia dòng chính tử tôn không được vượng nghi. Mà Diệp gia chi thứ này cẩu vật lại các mang ý xấu. Nhưng hắn thật là có một ít tâm lực tiều tụy a. Trấn Hồng, người cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, chính cái gọi là con cháu tự có con cháu phúc mà. Thần Phong tương lai sẽ đi lên thế nào một con đường? Không phải chúng ta có thể đánh giá, bất quá ta tin tưởng tiểu tử này nhất định hội cho chúng ta mang đến không tưởng được ngạc nhiên. Võ An Quốc khẽ mỉm cười nói. Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử cách đó không xa, Diệp Đông Kiệt, võ Khôn Minh đám người cũng là trò chuyện có chút nhiệt lạc. Đông Kiệt, ngươi nói Thần Phong tiểu tử này thế nào vẫn chưa trở lại? Ta có thể có mấy cái tháng không có nhìn thấy hắn a. Võ Khôn Minh trong lòng còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể bả Diệp Thần Phong đào được kinh thành quân khu tới ni. Đại Hắc Hùng, ta và ngươi rất thuộc sao? Biệt Đông Kiện gọi, ta đều khởi một thân nổi da gà. Diệp Đông Kiện cố ý run lên thân thể, khuôn mặt thượng lộ ra một bộ rất buồn nôn biểu tình. Thảo, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý gọi như vậy ngươi a? Chờ chúng ta ra Hiểu Phỉ cùng Thần Phong kết hôn rồi. Chúng ta nói như thế nào coi như là người một nhà, sau đó ta không hội sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, sẽ cho ngươi lưu chút mặt mũi, nói như thế nào ngươi cũng là Thần Phong tiểu thúc mà. Võ Khôn Minh khó chịu phản kích đạo. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chính là từ nhỏ đấu võ mồm, đánh nhau cùng nhau lớn lên, hai người xúm lại đáng tin tại trong vòng 5 phút, tự hội ngươi một câu, ta một câu châm chọc lên, bọn họ hai cái này loại hữu nghị là một loại đặc biệt loại khác hữu nghị. Đông Kiện, Khôn Minh, hai người các ngươi tự một người nói ít đi một câu đi. Nhưng hai vị lão gia tử nghe thấy được, hai người các ngươi lại muốn bị chửi cái vòi phun máu chó. Phụ thân của Võ Hiểu Phỉ Võ Chí Phương mở miệng nói rằng. Có thể là bởi vì Võ Chí Phương là từ chính, tại tính cách phương diện muốn so với Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trầm ổn nhiều, võ gia đời kế tiếp gia chủ phải là hắn. Ngồi ở chỗ ngồi Võ Hiểu Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào phòng khách cổng không nháy một cái, trắng nõn khuôn mặt thượng tràn đầy chờ mong cùng hoảng loạn, lúc này đây cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, nàng không biết nên dùng thế nào một loại tư thái đối mặt với đối phương. Dĩ vãng nàng tại Diệp Thần Phong trước mặt đều là sắm vai tỉ tỉ vai tuồng. Mà bây giờ chỉ sợ là không được, nếu nàng đã cùng Diệp Thần Phong có hôn ước, như vậy thì là Diệp Thần Phong vị hôn thê. Nhất nghĩ đến Diệp Thần Phong trương đường viền rõ ràng khuôn mặt, Võ Hiểu Phỉ tim đập tựu không rõ tăng nhanh. Khinh cắn môi, Võ Hiểu Phỉ ngượng ngùng âm thầm mắng, Võ Hiểu Phỉ, ngươi còn hại không sợ bị a? Ngươi là không có thuốc nào cứu được, xem ra ngươi thật là thích Diệp Thần Phong a. Hiểu Phỉ, ta xem ngươi nhìn chăm chú được trong mắt đều muốn rơi đi ra, Thần Phong nói qua hắn hội tại giao thừa chạy về, bất quá, tiểu tử này nói có thể treo ni. Nghĩ tới lúc đầu Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt điện thoại của hắn, sau đó tắt máy, Diệp Đông Kiện trong lòng không vừa lòng lắm. Võ Hiểu Phỉ đôi má hơi phím hồng, vội vã rời đi đường nhìn, cái này đâu còn là bình thường cái kia tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết thẳng thắn nữ nhân a. Hoàn toàn biến thành con gái rượu. Thấy Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, bao quát phụ thân của Võ Hiểu Phỉ Võ Chí Phương đều mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được trước mặt cái này ngượng ngùng nữ nhân chính là Võ Hiểu Phỉ. Được, nhìn tới nhà của ta Hiểu Phỉ thật bị Thần Phong cấp tuần phục, nguyên bản ta còn vẫn lo lắng nàng không ai thèm lấy ni. Hiện tại nhìn nàng cái này ngượng ngùng tiểu dáng dấp, sợ rằng có thể mê cũng không ít kinh thành con em thế ra đi. Võ Khôn Minh có chút cảm thán nói rằng. Đông Kiện, Thần Phong tiểu tử kia thế nào vẫn chưa trở lại. Ngươi không phải nói hắn tại giao thừa trước hội chạy về sao. Chúng ta cũng đều chờ hắn trở về ăn cơm ni. Ngồi ở trên ghế salon Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng mở miệng nói. Diệp Đông Kiện cũng không dám tại nhà mình lão nhân trước mặt dương oai, vội vội vàng vàng hồi đáp ba, Thần Phong đúng là tại trong điện thoại đối với ta nói như vậy, tiểu tử này sẽ phải chạy về, ta lại gọi điện thoại thử nhìn một chút. Đương Diệp Đông Kiện gọi thông Diệp Thần Phong số điện thoại di động sau, chỉ nghe thấy trong điện thoại vẫn là truyền đến, số điện thoại hiện tại không liên lạc được, xin gọi lại sau. Ba. Thần Phong điện thoại di động vẫn như cũ là tắt máy a. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Đông Kiện đúng Diệp lão gia tử nói rằng. Diệp lão gia tử bộ mặt biểu tình nghiêm, mắng, ngươi cái này thúc thúc là thế nào làm? Cùng Thần Phong cùng nơi tại Thiên Hải,
mà ngươi cái này đương thúc thúc lại một mình trở về. Lẽ nào ngươi sẽ không chờ Thần Phong cùng nơi trở lại kinh thành sao? Ngươi xem, hiện tại liền điện thoại đều không gọi được đi. Thật không biết Thần Phong hiện tại tới chỗ nào. Diệp Đông Kiện trong lòng cái kia kêu oan uổng a, thận trọng nói rằng, ba, điều không phải Thần Phong nhượng ta về tới trước mà. Bằng không, Diệp lão gia tử trực tiếp cắt đứt Diệp Đông Kiện lời nói, rốt cuộc ngươi là Thần Phong tiểu thúc, còn là Thần Phong là của ngươi tiểu thúc. Hắn gọi ngươi về tới trước ngươi tự về tới trước, nhất điểm cũng không có trưởng bối hình dạng. Ba, ngài yên tâm, nếu là Thần Phong tiểu tử kia đêm nay không được thời gian trở về, đặng lần sau gặp được hắn, ta cái này làm thiếp thúc nhất định thật tốt giáo huấn một chút hắn, nhìn hắn sau đó còn dám hay không không coi ta là hồi sự. Diệp Đông Kiện phách bộ ngực lời nói hùng hồn. Là ai muốn giáo huấn ta a? Ta trái lại mới từ trên phi cơ xuống, vừa vặn lung lay gân cốt ni. Một đạo hí ngược thanh âm truyền vào Diệp gia phòng khách, gấp rút ăn mặc toàn thân hắc sắc quần áo, bàn tay mang theo một con túi du lịch Diệp Thần Phong đi vào phòng khách, ánh mắt ngưng lại tại tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện trên người. Bị Diệp Thần Phong hai con ngươi nhìn chằm chằm, Diệp Đông Kiện không tự chủ nuốt một hơi nước bọt, hắn có thể đặc biệt Diệp Thần Phong thực lực, nhượng hắn thật cùng Diệp Thần Phong luận bàn, còn không bằng nhượng hắn trực tiếp đi gặp trở ngại ni. Giữa hai người không có thực chất khác biệt, đều là bản thân hoa ngược. Chương 211, không mang theo chơi như vậy người. Tiểu thúc, vài cái tháng không gặp, ta nhìn tinh thần của ngươi là càng ngày càng tốt ra. Nếu ngươi muốn giáo huấn một chút ta, như vậy ta cái này làm cháu trai thế nào có thể không tuân theo trọng trưởng bối ý tứ ni. Đến đây đi, Diệp Thần Phong tướng sách ở trong tay túi du lịch phóng ở trên mặt đất, tự mình xoay động khởi xong xuôi cánh tay, bắt đầu làm vận động nóng người. Tôn trọng trưởng bối cái rắm. Diệp Đông Kiện ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, hắn biết cùng mình đứa cháu này so tài lời nói, hắn 100% thất bại được thất bại thảm hại, huống chi ở đây còn có nhiều người như vậy ni. Hắn có thể ném không khởi cái mặt này a? Phải biết rằng ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh thời gian, ngay cả binh vương tổ thành viên đều không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Binh vương tạo thành viên từng binh sĩ thực lực, có thể nói là hoa hạ khu chính giữa mạnh nhất, hắn Diệp Đông Kiện vẫn là vô cùng có tự biết rõ. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận chính hắn một cháu trai mạnh hơn hắn nhiều lắm. Thần Phong, ta xem giáo huấn chuyện của ngươi, chúng ta trước từ nay về sau na nhất na, tiểu thúc ta cũng đều không phải một cái bất cận nhân tình người. Ngày hôm nay thế nhưng giao thừa, là chúng ta người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên ngày, cãi nhau ầm ĩ có thể không quá thích hợp. Diệp Đông Kiện mặt không đỏ tim không đập mạnh nói rằng, người không biết thấy được, còn giống như thật là chuyện như vậy. Ta nói Diệp Đông Kiện, ngươi ở đây ngươi cháu của mình trước mặt cũng sẽ túng. Ngươi còn là điều không phải Thần Phong thúc thúc, ngươi còn là điều không phải người đàn ông. Ngươi thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng a. Võ Khôn Minh lắc đầu thở dài nói, rất rõ ràng hắn đây là đang kích Diệp Đông Kiện. Hắn cũng biết nếu như Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong so tài lời nói, Diệp Đông Kiện là thất bại không thể nghi ngờ. Như vậy sau đó hắn có thể có một bộ mới lý do thoái thác trêu đùa Diệp Đông Kiện. Đại Hắc Hùng, người thiếu cấp ta chít chít hoa hoa, có bản lĩnh ngươi và Thần Phong luận bàn a. Ta xem ngươi mới không phải người đàn ông ni. Diệp Đông Kiện liếc mắt một liền thấy rõ ràng Võ Khôn Minh ý đồ. Diệp Đông Kiện, điều không phải ta không muốn cùng Thần Phong luận bàn, là ai mới vừa nói muốn giáo huấn một chút Thần Phong. Có vài người nói tự tượng thối lắm giống nhau a. Võ Khôn Minh bĩu môi mong chờ nói rằng. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện không có luận bàn thành. Cái này ngược lại thì Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện lại cãi vã, hai người này tiến tới với nhau. Chỉ số thông minh tự hội thoái hóa đến vườn trẻ, tốt xấu hai người đều hơn 30 tuổi, còn tượng tiểu hài tử đùa giỡn thông thường. Làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Tiểu thúc, võ thúc thúc, hai người đều chớ ồn ào. Thẳng thắn hai người các ngươi cùng lên đi, như vậy tổng được chưa? Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Không được. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cơ hồ là miệng đồng thanh, bọn họ đều không muốn đi xúc Diệp Thần Phong rủi ro a. Ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh, Diệp Thần Phong bày ra thực lực, bọn họ hai cái vẫn là khác trong tâm khảm. Thần Phong, người cũng đừng đậu bọn họ hai cái, người xem bọn hắn hai cái có còn hay không nhất điểm trưởng bối bộ dáng. Diệp lão gia tử nhìn đến cháu của mình Diệp Thần Phong sau khi trở về, tâm tình tức khắc khá hơn, khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười hiền lành. Diệp Thần Phong tạp đi hai hạ miệng, thấp giọng nói rằng,
hôm nay là giao thừa, nguyên bản ta và các ngươi luận bàn chuẩn bị không cần hai tay hai chân. Muốn cho các ngươi một bài học ta cơ hội ni, nếu các ngươi không cảm kích coi như. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nghe nói Diệp Thần Phong chuẩn bị không cần hai tay cùng hai chân, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh con ngươi tức khắc sáng lên, ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh thời gian, bọn họ hai cái thế nhưng đã trúng Diệp Thần Phong đánh một trận, nếu như Diệp Thần Phong thật không cần hai tay cùng hai chân còn có cái gì phải sợ chứ? Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Ai nói ta không cảm kích, ngày hôm nay ta cái này làm thiếp thúc hiện tại tự giáo huấn ngươi một chút, nói xong rồi, Thần Phong ngươi cũng không thể đủ hai tay cùng hai chân. Diệp Đông Kiện tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiễm nhiên một bộ khí phách trác lậu dáng dấp. Võ Khôn Minh cũng không cam lòng lạc hậu, Thần Phong, đây chính là ngươi nói. Như vậy võ thúc thúc ngày hôm nay cũng không khách khí với ngươi, giao thừa, ngươi nhượng chúng ta những trưởng bối này chờ ngươi lâu như vậy thật sự là có chút kỳ cục. Diệp thúc thúc, tiểu thúc, hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Vừa rồi ta thế nào không có gặp hai người các ngươi tích cực như vậy. Vừa nghe nói Thần Phong không cần hai tay cùng hai chân, các ngươi cứ như vậy vui mừng. Hai người các ngươi thật đúng là thẳng nam nhân. Không cần hai tay hai chân, cái này đều không phải chỉ do nhượng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai cái giáo huấn sao. Võ Hiểu Phỉ không nhịn được lên tiếng. Hiểu Phỉ, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Hiện tại ngươi còn không có gả cho Thần Phong, ngươi cứ như vậy cánh tay khửu tay ra bên ngoài quải. Tương lai ta cái này tiểu thúc tại trong lòng ngươi mặt còn không nên nhất điểm địa vị cũng bị mất. Võ Khôn Minh cũng không muốn buông tha ngày hôm nay cơ hội này. Ai nói ta phải gả cấp Thần Phong? Võ Hiểu Phỉ đôi má hơi đỏ lên, cúi đầu, xấu hổ không nói. Tốt, ngày hôm nay tựu náo đến nơi đây đi. Đông Kiện, Khôn Minh, hai người các ngươi làm trưởng bối cùng vãn bối tính toán cái gì? Diệp lão gia tử đề cao vài phần âm lượng. Gia gia, nếu tiểu thúc cùng võ thúc thúc muốn giáo huấn một chút ta, ngài liền do bọn họ đi. Dù sao hôm nay là ta muộn trở về, Diệp Thần Phong trong lòng có quyết định của chính mình, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là không cần hai tay hai chân nên làm theo có thể tướng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cấp lược đảo. 3. Người xem Thần Phong đều nói như vậy, chúng ta làm trưởng bối cũng không thể đủ không vừa lòng đủ hắn cái này yêu cầu nho nhỏ đi. Diệp Đông Kiện xoa tay, trong lòng đã là không kịp đợi. Trấn Hồng, theo ta thấy Thần Phong tiểu tử này có thể đều không phải cái người chịu thua thiệt, nói không chừng kết quả là Đông Kiện cùng Khôn Minh thua thiệt chứ. Ngươi liền do bọn họ hồ đồ một lần đi, ta cũng muốn nhìn một chút Thần Phong rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng. Võ An Quốc khá hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tốt, nếu Thần Phong đều đồng ý, các ngươi tự luận bàn một chút đi. Diệp lão gia tử phất phất tay nói rằng, Thần Phong, ngươi có thể đã nói, không thể đủ hai tay hai chân. Đại nam nhân đều là đỉnh thiên lập địa, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Diệp Đông Kiện vẫn là có chút không yên lòng Diệp Thần Phong a. Lại một lần nữa đem lời cấp nhấn mạnh một lần. Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện tâm tình không sai biệt lắm. Thần Phong, hôm nay là ngươi yêu cầu chúng ta giáo huấn ngươi, ngươi cũng hứa hẹn không cần hai tay hai chân, không để cho chúng ta khinh thường ngươi a. Một bên Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử, Võ Chí Phương cùng Võ Hiểu Phỉ nhìn nói liên miên cằn nhằn chậm chạp không dám động thủ Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện, mỗi một người đều bất đắc dĩ lắc đầu, bình thường Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đều là đại đại liệt liệt, hình như trên đời này không có chuyện gì là bọn hắn không dám làm, nhưng mà đối mặt Diệp Thần Phong thế nào tự biến được như thế lề mề lên. Tiểu Thúc, Võ Thúc Thúc, hai người các ngươi lời vô ích có không có nói xong. Ta nói không cần hai tay hai chân, tự tuyệt đối không biết dùng. Các người yên tâm đi. Diệp Thần Phong lại một lần nữa bảo đảm nói. Chúng ta đây có muốn hay không đi ra ngoài giáo huấn ngươi, ở trong đại sảnh có chút không có phương tiện đi. Diệp Đông Kiện hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói rằng, không cần, dù sao rất nhanh thì kết thúc. Điều này cũng đúng, ngươi hai tay hai chân đều không thể dùng, cũng bị chúng ta cấp 32 hạ giải quyết mà. Diệp Đông Kiện tràn đầy tự tin nói rằng. Diệp Đông Kiện, ngươi còn lại nhảy cái gì? Chúng ta cùng lên đi. Võ Khôn Minh khuôn mặt thượng lộ ra một vòng phá lệ thư sướng biểu tình. Nhưng mà, một giây sau, đương Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chuẩn bị động thủ thời gian, bọn họ hai cái phát hiện thân thể của chính mình khẽ động cũng không thể đủ động, dường như bị nhất cổ lực lượng khổng lồ dính dáng ở thông thường. Thời gian một phút đồng hồ quá khứ của,
Diệp lão gia tử đám người nhìn đến đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trong lòng thật là kỳ quái, hai người kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cũng không nhẹ nới lòng a. Bọn họ hai cái cảm giác khiên chế trụ bọn họ lực lượng của thân thể càng lúc càng lớn, trên trán không tự chủ bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột. Tiểu thúc, Võ thúc thúc, ta là đáp ứng ngươi môn không cần hai tay cùng hai chân, bất quá, cũng không có nghĩa là hai người các ngươi là có thể giáo huấn đến ta, ý của ta là không cần hai tay hai chân là có thể đánh bại hai người các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong phóng ra ngoài khiên chế trụ Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh lục cấp linh hồn lực, chờ tạo thành nhất cổ ba động, trực tiếp tướng hai người đánh bại ở trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối động liên tục cũng không có nhúc nhích một tí, đây là khái niệm gì? Nhưng một bên Diệp lão gia tử bọn người nhìn ngây người, trong lòng là bách tư bất đắc kỳ giải. Y phục trên người toàn bộ vỡ tan, phảng phất là biến thành tên khất cái phục, trên thân thể trái lại không có đã bị bất luận cái gì thương tổn. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hận không thể tìm cái địa vá toàn đi xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không mang theo chơi như vậy người đi. Diệp Thần Phong lại có thể khẽ động đều không nhúc nhích tự đem bọn họ hai cái ra vẻ tại trong quân doanh thực lực còn người tốt cấp đánh ngã. Đây quả thực là quá hoang đường đi. Chương 212, đều điên cuồng. Diệp gia trong phòng khách yên tĩnh lại. Một đôi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong không nhúc nhích chút nào một tí, thế nào là có thể bả Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đánh bại. Gia gia, ngài không phải mới vừa nói muốn ăn cơm sao? Vận động xong, ta vừa vặn bụng cũng đã đói. Diệp Thần Phong phá vỡ trầm mặc, gương mặt không cho là đúng. Vận động xong. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nghe được Diệp Thần Phong lời nói, thiếu chút nữa tự tức giận đến hộc máu, từ đầu đến cuối Diệp Thần Phong chỉ là đứng tại chỗ, liền ngón tay. ZSJ8, đầu đều không có động một cái này gọi là làm vận động xong. Còn có thể hay không lại vô sỉ nhất điểm. Trái lại Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh y phục trên người biến thành vải vụn điều, dáng dấp có chút chật vật, hình như là bọn họ hai cái vừa mới vừa làm xong kịch liệt vận động. Thần Phong, tiểu tử ngươi quá gian trá, ngươi lại ý định muốn cho tiểu thúc ta lúng túng đi. Diệp Đông Kiện là đánh cũng đánh không lại chính hắn một cháu trai, chỉ có thể tại ngoài miệng nói hơn hai câu. Võ Khôn Minh vội vàng phụ họa nói, đúng, Thần Phong, có ngươi làm như vậy người sao? Ngươi thật sự là quá không địa đạo. Tiểu thúc, Võ thúc thúc, hai người các ngươi cũng quá không giảng đạo lý đi. Vừa rồi ta có động hai tay hai chân sao? Ta xem là hai người các ngươi phải nhiều rèn luyện. Sau đó đi ra cũng đừng nói các ngươi là trưởng bối của ta. Diệp Thần Phong trêu ghẹo nói. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh còn muốn nói điều gì đã bị Diệp lão gia tử cắt đứt. Đông Kiện, ngươi cấp ta ngậm miệng. Thân là Thần Phong trưởng bối ngươi còn không ngại mất mặt sao? Ngươi đều không phải thường nói mình thân thủ có bao nhiêu tài ba sao? Thế nào hiện tại liền Thần Phong góc áo đều không gặp được? Võ lão gia tử nhìn đến ở một bên cười trộm Võ Khôn Minh. Đồng dạng quát dẹp đường, Khôn Minh. Ngươi cười cái điệu đản, trở lại sau đó cấp ta hảo hảo tỉnh lại, ta xem ngươi là càng sống càng rút lui. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử đều biết Diệp Thần Phong đã từng tại Thiên Hải đánh bại qua binh vương tổ thành viên, thế nhưng vừa rồi tràng cảnh quá mức quỷ dị, Diệp Thần Phong liền cũng không đụng tới một tí Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, hai người đã bị đánh đảo tại địa, cái này có phần quá không thể tưởng tượng nổi đi. Coi như là binh vương tổ thành viên không cần hai tay hai chân cùng Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh hai người đối chiến. Cuối cùng bị bại nhất định là binh vương tổ thành viên, dù sao hai tay cùng hai chân cũng không thể đủ, người dùng cái gì đi công kích đối phương. Lại mà Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thân thủ tại trong quân doanh coi như là người nổi bật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có thể cùng binh vương tổ thành viên tướng tương đối. Cảm thấy được Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử quan sát ánh mắt. Diệp Thần Phong hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta trường hoa? Thần Phong, ngươi mới vừa rồi là thế nào đả đảo Đông Kiện cùng Khôn Minh? Gia gia ta rất muốn biết a. Diệp lão gia tử khẽ mỉm cười nói. Diệp Thần Phong ngược lại cũng không cần thiết giấu giếm thực lực của chính mình. Lại mà ở trường những, này người đều là đáng giá tín nhiệm. Diệp Thần Phong linh hồn lực phóng ra ngoài, phanh một tiếng. Cách đó không xa trên bàn một cái ly thủy tinh trong nháy mắt biến thành nhất đống bột phấn, cổ họng trong hời hợt nói chính là như vậy đánh ngã a. Tôm khô tình huống.
Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh âm thầm nuốt nước miếng, xem ra Diệp Thần Phong thật đúng là đối với bọn họ hai cái hạ thủ lưu tình nhi. Diệp Lão Gia Tử, Võ Lão Gia Tử, Võ Chí Phương cùng Võ Hiểu Phỉ mắt trừng dường như đèn lồng, Diệp Thần Phong đây là đang biến ma thuật sao? Trong đầu tâm tư là càng tới càng hỗn loạn. Nhìn đến trợn mắt hốc mồm mọi người, Diệp Thần Phong biết ngày hôm nay nếu là không giải thích rõ, bữa này cơm tối là đừng nghĩ ăn, thuận miệng mò mẩm đạo các ngươi không cần tưởng tượng như nhìn quái vật nhìn ta. Ta gần nhất luyện thành một môn công phu, vừa rồi ta có thể không đụng tới tiểu thúc cùng võ thúc thúc là có thể đánh bại bọn họ, cùng với nhượng trên bàn ly thủy tinh trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn, là bởi vì ta từ trong cơ thể phóng xuất ra một loại cùng loại nội lực gì đó. Nghe vậy, Diệp Lão Gia Tử đám người còn là một bộ mờ mịt hình dạng. Diệp Thần Phong phải lần thứ hai giải thích, các người võ hiệp phiến tổng xem qua đi. Bên trong nội công cao thủ đều không phải đều có thể đủ tướng nội lực phóng ra ngoài, sau đó tạo thành rất đại trình độ phá hư sao. Giải thích như vậy các ngươi thì có thể đủ nghe rõ chứ. Nội công cao thủ, nội lực phóng ra ngoài. Một đám nguyên bản chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết cùng trong điện ảnh từ ngữ quanh quẩn tại mọi người trong đầu. Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, bọn họ hai cái làm nước hoa cao tầng, biết đến sự tình muốn so với người bình thường rất nhiều, bọn họ biết tại nước hoa có cổ võ giới tồn tại. Cũng biết cổ võ giới chính giữa người chính là cái gọi là võ công cao thủ. Kinh qua Diệp Thần Phong một loạt giải thích, Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử không khỏi bả Diệp Thần Phong cùng cổ võ giới liên hệ tại cùng nơi. Ra ra, hiện tại ta bả nên nói đều nói rồi, có thể ăn cơm đi. Đúng, đây là ta tặng cho ngài lễ vật. Diệp Thần Phong mở ra túi du lịch, từ bên trong lấy ra ba chương bạch sắc giấy, trên đó viết rậm rạp chằng chịt kiểu chữ, cùng với vẽ các loại hỗn tạp đồ án. Diệp Đông Kiện từ vừa rồi trong khiếp sợ phản ứng lại, nói rằng, Thần Phong, người mượn cái này ba trang giấy đầu đương lễ vật cho ngươi ra ra. Thiệt thòi ngươi thật đúng là cầm cho gia thủ. Thần Phong, Diệp Lão Gia Tử tuy rằng cái gì đồ đạc cũng không thiếu, thế nhưng ngươi khó có được hồi kinh một chuyến, cầm ba trang giấy đầu làm lễ vật thật sự là quá khó coi nhất điểm đi. Võ Khôn Minh cũng nắm lấy cơ hội đả kích Diệp Thần Phong. Tiếp nhận Diệp Thần Phong ba trang giấy đầu Diệp Lão Gia Tử khởi điểm còn không cho là đúng, thế nhưng khi hắn nhìn đến trên tờ giấy trắng viết tự cùng đồ án sau, trên mặt thần sắc từ từ thay đổi, cầm giấy hai tay của cũng bắt đầu run rẩy. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, hai con ngươi chính giữa thần sắc biến được nghiêm túc. Hỏi Thần Phong, cái này ba trang giấy, ngươi là từ đâu trong nhận được? Ra ra, là tự ta lung tung viết, ngài cho rằng thế nào? Còn thu thập không được thông qua, nếu như không được, ta lại viết một bộ càng thêm tốt phương án đi ra. Ba chương trên tờ giấy trắng viết là một bộ huấn luyện phương án, so với lúc trước huấn luyện thắng thiên hội phương án cao hơn một cái thứ bậc, có thể nói bộ này phương án càng thêm thích hợp quân khu. So với hiện tại quân khu bất luận cái gì một bộ huấn luyện phương án đều cường hãn, nếu như dựa theo Diệp Thần Phong bộ này huấn luyện phương án huấn luyện, nước Hoa binh sĩ chỉnh thể thực lực tướng hội đề cao tới bây giờ 5 đến thập bội, đây là một cái gì khái niệm. Diệp Thần Phong tướng bộ này huấn luyện phương án làm lễ vật đưa cho Diệp Lão Gia Tử cũng là có mục đích, nếu như là Diệp gia nói lên bộ này huấn luyện phương án, sau đó phát triển đến toàn bộ nước Hoa quân khu chính giữa đi. Như vậy Diệp gia địa vị tại nước Hoa nhất định sẽ nâng cao một bước, vậy cũng là Diệp Thần Phong bang Diệp gia làm điểm cống hiến, cũng bang nước Hoa làm điểm cống hiến. Còn thu thập không được thông qua. Đây quả thực nhượng Diệp Lão Gia Tử không biết trả lời như thế nào. Ha ha ha, Diệp Lão Gia Tử hưng phấn sắc mặt đỏ lên, cổ họng trong cuồng tiếu không ngừng. Trấn Hồng, ngươi làm sao? Một bên Võ An Quốc tò mò hỏi. Diệp Lão Gia Tử trực tiếp đem vật cầm trong tay ba trang giấy đầu đưa cho Võ An Quốc, vừa mới bắt đầu Võ An Quốc cũng là không cho là đúng, song khi hắn từng câu từng chữ nhìn tiếp thời gian, cùng Diệp Lão Gia Tử giống nhau không thể đủ bình tĩnh, cổ họng trong đồng dạng phát sinh tiếng cười điên cuồng, ha ha ha. Thần Phong, người cấp hai vị Lão Gia Tử nhìn cái gì? Nhìn bọn họ bộ dáng này, hình như là chúng ta a. Thần Phong, nhìn ngươi làm cái gì chuyện tốt? Hai vị Lão Gia Tử đều tuổi đã cao, tâm tình ba động cũng không thể đủ quá lớn. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thừa dịp cái này thời cơ, lập tức lấy ra thân phận của trưởng bối, phải thật tốt nói một chút Diệp Thần Phong ni. Đông Kiện, Khôn Minh, người nếu là có Thần Phong bách phân chi nhất, ta là có thể mỉm cười cửu tuyền. Hai vị Lão Gia Tử lời nói cực kỳ nhất trí, càng thêm khiến cho người ở chỗ này là không hiểu ra sao.
Đông Kiện, ngươi biết cái này ba trang giấy thượng viết là cái gì không? Dựa vào cái này ba trang giấy có thể nhượng Hoa Hạ khu chỉnh thể thực lực đề thăng 5 đến thập bội. Diệp lão gia tử đỏ lên khuôn mặt nói rằng, Trấn Hồng nói rất đúng a, cái này ba trang giấy đối với Hoa Hạ khu mà nói là một khoản thiên kim khó cầu tài phú a. Võ lão gia tử càng cảm thấy cái này tương lai tôn nữ tế trên người có quá nhiều bí mật. Nhượng Hoa Hạ khu chỉnh thể thực lực đề thăng 5 đến thập bội. Điều này sao có thể? Cái này là Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh ý nghĩ đầu tiên, dù sao hai người này đều là quân khu người đứng giữa, bọn họ hai cái càng rõ ràng hơn nước Hoa toàn bộ quân khu chỉnh thể thực lực đề thăng 5 đến thập bội ý vị như thế nào. Bất quá, khi bọn hắn hai cái nhìn đến Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử trịnh trọng biểu tình sau, bắt đầu ở trong lòng hoài nghi, lẽ nào chuyện này là thật? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trong thân thể không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ hai cái đều là quân nhân, đương nhiên mong muốn quân khu thực lực càng cường hãn càng tốt. Lúc này, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần Phong nói qua một câu nói, ra ra, là tự ta lung tung viết, ngài cho rằng thế nào? Còn thu thập không được thông qua, nếu như không được, ta lại viết một bộ càng thêm tốt phương án đi ra. Vù vù hô, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử hô hấp bắt đầu biến được dồn dập. Đối với bọn hắn như vậy lâu cư địa vị cao người mà nói, hình như đã rất nhiều năm không có như thế tình hình thực tế tự thất khống đi. Chương 213, bị cường hôn. Hai vị lão gia tử dường như ác lang phát hiện cừu, khàn khàn hai con ngươi chính giữa mạo hiểm tinh quang, nếp uốn khuôn mặt thượng là không ức chế được hưng phấn, ngực trái tim không ngừng nhanh hơn khiêu động tần suất, thậm chí nhường hai vị này sắc mặt đỏ lên lão gia tử có chút thở không được. Bất quá! Giờ phút này hai vị lão gia tử không dỗi đi bận tâm tự thân biến hóa, hai con ngươi thủy chung là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Có thể tướng nước Hoa quân khu chỉnh thể thực lực đề thăng 5 đến thập bội, đây đã là một cái đủ để cho nước Hoa cao tầng mừng như điên sự tình, Diệp Thần Phong lại còn có rất tốt đề thăng thực lực phương án. Như vậy rốt cuộc là có thể đề thăng 15 bội, 20 bội, 30 bội, còn là một đám chữ số tại Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc trong đầu xông ra. Bọn họ hai cái lâu cư địa vị cao, thường thấy sóng to gió lớn lão gia tử, vào giờ khắc này tâm tình là triệt để không có cách gì bình tĩnh lại. Mới vừa rồi còn cảm thấy đã đánh mất mặt mũi Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, hướng phía Diệp Thần Phong lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười, khuôn mặt thượng tràn đầy cuồng nhiệt, hận không thể lập tức bả Diệp Thần Phong cấp buộc lại, nhượng hắn đàng hoàng bả tất cả mọi chuyện cấp ăn nói một phen. Võ An Quốc con lớn nhất Võ Chí Phương mặc dù là tham chính, thế nhưng hắn cũng rõ ràng có thể nhượng nước Hoa quân khu chỉnh thể thực lực đề thăng 5 đến thập bội, trong đó ý vị như thế nào. Hắn càng cảm thấy Diệp Thần Phong cái này con rể thật là ưu tú không phản đối. Về phần Võ Hiểu Phỉ trong con ngươi xinh đẹp bắn ra ra tia sáng kỳ dị, Diệp Thần Phong hiện tại là vị hôn phu của nàng, nàng đương nhiên mong muốn vị hôn phu của mình càng tới càng ưu tú, thậm chí Diệp Thần Phong làm náo động, so với chính cô ta làm náo động còn cao hứng hơn ni. Đối mặt trong phòng khách một đôi ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thần Phong bất phi sở động nói rằng, ra ra. Lẽ nào những nước Hoa quân khu thực lực tại 2-3 năm nội đề thăng 5 đến thập bội còn chưa đủ sao? Ngài chớ quên một câu nói, trên đời này không có một bước lên trời sự tình, nóng vội đạo lý ngài nên hiểu không? Có một số việc là cấp không đến. Diệp Thần Phong vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới hai vị này lão gia tử thật đúng là để ở trong lòng. Dùng bây giờ nước Hoa toàn bộ quân khu bình quân thực lực, phần này huấn luyện phương án là vậy là đủ rồi, nếu như lấy thêm ra tốt hơn huấn luyện phương án tới. Sợ rằng rất nhiều quân khu chính giữa binh sĩ đều sẽ chịu không nổi huấn luyện cường độ, đến lúc đó trái lại hoàn toàn ngược lại. Nghe vậy, Diệp lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, đề thăng nước Hoa toàn bộ quân khu thực lực sự tình có thể qua loa không thể nào, từ từ tiến dần mới là nhất biện pháp ổn thỏa, nếu không Diệp Thần Phong cầm ra bộ này phương án tới. Đừng nói là tại 2-3 năm nội tướng quân khu thực lực đề thăng 5 đến thập bội, sợ rằng 4-5 năm cũng làm không được đi. Thần Phong, là ra ra quá nóng lòng, bất quá trên tay ngươi thật sự có phương án tốt hơn sao? Diệp lão gia tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thần Phong. Đúng vậy, Thần Phong, ngươi cũng không nên dọa chúng ta à. Có thể nhượng nước Hoa toàn bộ quân khu thực lực đề thăng 5 đến thập bội đã là không thể nào sự tình. Diệp Đông Kiện chen vào một câu miệng. Đối mặt người trong nhà, Diệp Thần Phong không cần thiết giấu giếm, dựng lên một đầu ngón tay,
nói rằng, trên tay ta có thể nhượng nước Hoa toàn bộ quân khu thực lực để thăng gấp trăm lần phương án, chỉ bất quá nếu như bây giờ cầm ra bộ kia phương án tới, đừng nói là muốn thật làm cho cả quân khu thực lực để thăng gấp trăm lần. Đến lúc đó sợ rằng liền gấp đôi cũng nhấc không đi lên. Từng giai đoạn đều có từng giai đoạn bất đồng huấn luyện phương án, bây giờ nước Hoa quân khu thích hợp nhất là thực lực để thăng 5 đến thập bội phương án. Diệp Thần Phong linh hồn có thể là đến từ 500 năm sau, 500 năm sau thế giới, trong khi huấn luyện gia tăng rồi rất nhiều công nghệ cao, để thăng thực lực lên cũng làm ít công to. Mà bây giờ 500 năm trước thế giới khoa học kỹ thuật quá mức rơi ở phía sau. Thì là Diệp Thần Phong cầm ra càng tốt phương án, có chút đều thì không cách nào thực hành. Toàn bộ quân khu thực lực đề thăng gấp trăm lần. Cái này đều không phải nói đùa sao. Gấp trăm lần cái này từ đối với người ở chỗ này mà nói là bao nhiêu mờ ảo a. Tại Diệp lão gia tử đám người khiếp sợ là lúc, Diệp Thần Phong hối hận tại cái này thời gian cầm ra phương án tới, ngày hôm nay bữa này cơm tối phải tới lúc nào mới có thể khai ăn a. Diệp Thần Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, tự mình đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, phân phó Diệp gia bảo mẫu có thể lên món ăn. Nếu là nếu không ăn lời nói, bữa này cơm tối sợ rằng phải chờ tới ngày mai. Thần Phong, tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Trên tay ngươi thật sự có nhượng quân khu chỉnh thể thực lực đề thăng gấp trăm lần phương án. Ngươi đêm nay nhất định muốn giải thích cho ta rõ ràng mới được. Diệp Đông Kiện không chút khách khí tại Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống. Đúng vậy, Thần Phong, nếu như ngươi thật sự có phương án như vậy có thể hay không để cho võ thúc thúc ta trước khai mở nhãn giới? Võ Khôn Minh tại Diệp Thần Phong bên kia ngồi xuống. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cùng Diệp Thần Phong là kề vai sát cánh, đâu còn có trưởng bối cùng vãn bối khu phân. Hoàn toàn là một bộ hai anh em tốt hình dạng mà. Diệp Thần Phong biến hóa thật sự là quá lớn, không chỉ có là thực lực biến được thần bí khó lường, trong tay lại còn nắm giữ bực này để thăng quân khu thực lực phương án. Diệp lão gia tử tướng ba chương phương án giấy thận trọng gấp tốt, sau đó đặt ở thiếp thân trong túi. Nhìn mình người cháu này biến hóa, Diệp lão gia tử trong lòng là an ủi không ngớt. Nếu có một số việc Diệp Thần Phong không muốn nói, như vậy Diệp lão gia tử cũng sẽ không đi hỏi nhiều, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể hướng tới tốt phương hướng phát triển là được. Về phần càng tốt phương án, Diệp lão gia tử tin tưởng chờ đến thời cơ, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ cầm đi ra ngoài. Đông Kiện, người ngồi hai bên trái phải đi, ta muốn cùng Thần Phong thật tốt tâm sự ni. Khôn Minh, người cũng đi sang một bên, biệt luôn quấn quýt lấy Thần Phong. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử đồng thời ra lệnh, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chỉ có thể ai ai oán oán đứng lên, nhà mình lão nhân ý tứ, bọn họ hai cái có thể không dám vi phạm a. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử mặc dù có một bụng vấn đề, thế nhưng tại trên bàn cơm trái lại không hỏi đi ra, chỉ là đúng Diệp Thần Phong một phen hỏi han ân cần, hai vị lão gia tử còn liều mạng cấp Diệp Thần Phong trong chén đĩa rau. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong trong bát món ăn tự chất thành một tòa thật cao tiểu sườn núi. Trấn Hồng, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ đính hôn nghi thức, ngươi chuẩn bị an bài từ lúc nào tiến hành. Hiện tại Võ lão gia tử là càng bức thiết lập tức bả cái này cọc sự tình quy định sẵn xuống, hắn có thể không muốn nhìn thấy như thế một cái yêu nghiệt tôn nữ tế ngay dưới mắt trốn. Không bằng tự đính tại hạ cái tuần lễ đi, cũng không biết Hiểu Phỉ cùng Thần Phong có ý kiến gì hay không. Diệp lão gia tử nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ. Diệp Thần Phong chỉ lo treo cơm, bụng của hắn thực tại có chút đói bụng, chỉ là cổ họng trong mơ hồ không rõ nói một tiếng, ta không có ý kiến gì. Kỳ thực Diệp Thần Phong đến hiện tại còn không biết nên thế nào đối đãi cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn chuyện này ni. Chỉ có thể đi một bước toán một bước, dù sao chỉ là đính hôn mà thôi, cũng không phải lập tức kết hôn. Hiểu Phỉ, nếu Thần Phong không có ý kiến gì, như vậy còn ngươi? Võ An Quốc cười nhìn về phía tôn nữ của mình. Võ Hiểu Phỉ chỉ cảm thấy đôi má càng tới càng nóng hổi, cúi đầu cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao nàng từ trước một mực Diệp Thần Phong trước mặt sắm vai là tỷ tỷ nhân vật, tuy rằng trong lòng mơ hồ thích Diệp Thần Phong, thế nhưng nàng còn là xấu hổ không dám nhiều cách nói xuất khẩu. Hiểu Phỉ, ngươi cúi đầu làm gì? Chớ không phải là không đồng ý môn này hôn sự đi. Nếu như ngươi không đồng ý, hiện tại thủ tiêu còn kịp ni. Nhìn đến nguyên bản đại đại liệt liệt tôn nữ biến thành cái này phó kiều tích tích dáng dấp, Võ lão gia tử không nhịn được trêu đùa một câu. Võ Hiểu Phỉ cắn chặt môi đỏ mọng, chợt thoáng cái đứng lên, sau đó hướng phía phòng khách bên ngoài chạy đi,
chỉ bất quá rời đi trước để lại một câu nói, tất cả toàn bằng gia gia ngài làm chủ. Chọc cho Võ lão gia tử là thoải mái cười to. Thần Phong, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi ra truy hiểu phỉ. Diệp lão gia tử đẩy một cái chỉ lo ăn cơm Diệp Thần Phong. Ánh trăng khuynh sái, bầu trời xa xăm chính giữa chán phóng nhiều đóa hoa mỹ pháo hoa, hôm nay là giao thừa, rất nhiều người ra cũng sẽ châm ngòi điểm pháo hoa tới náo nhiệt một chút. Võ Hiểu Phỉ một người bước chậm tại Diệp gia biệt thự trong vườn hoa, một trận gió lạnh thổi qua, có thể dùng nàng không tự chủ nắm thật chặt y phục trên người. Hiểu Phỉ tả, người thế nào một mình đi ra tới? Diệp Thần Phong đuổi kịp Võ Hiểu Phỉ nhịp bước. Võ Hiểu Phỉ cúi đầu, trên gương mặt là hai đà đỏ ửng, một lát sau mới hỏi, lần trước ngươi ở đây biên cảnh Nguyên Thủy Xâm Lâm gặp phải ta thời gian, cũng đã biết hai chúng ta đính hôn sự tình đi. Diệp Thần Phong không phủ nhận gật đầu, Võ Hiểu Phỉ lần thứ hai nhẹ giọng nói rằng, sau đó có thể không gọi ta Hiểu Phỉ tả sao? Gọi Hiểu Phỉ là được rồi. Ta vẫn cảm thấy Hiểu Phỉ tả tiếng xưng hô này tương đối thân thiết a. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Võ Hiểu Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, mắng, ngươi là heo sao? Hiện tại ta và ngươi là, ta chính là không muốn ngươi kêu ta Hiểu Phỉ tỷ. Võ Hiểu Phỉ xoay người cố chấp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt, nhấp mân môi đỏ mọng, không kiềm hãm được kiếng mũi chân, môi đỏ mọng dán lên Diệp Thần Phong môi. Diệp Thần Phong có thể không nghĩ tới Võ Hiểu Phỉ hội tới như thế nhất ra. Hắn hiện ở trong lòng còn chỉ coi Võ Hiểu Phỉ là thành tỷ tỷ mà thôi ni. Vừa định muốn đẩy khai Võ Hiểu Phỉ, Võ Hiểu Phỉ lồi lõm có hứng thú thân thể đồng thời dính vào. Cảm giác trên môi mềm mại cùng ấm áp cùng hai chỉ đại bạch thỏ gắt gao áp bách trong ngực, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong thân thể tức khắc huyết mạch bành trướng, hắn có thể điều không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ a. Đối mặt với Võ Hiểu Phỉ cường hôn, đối mặt với ngực mềm mại thoải mái cảm giác áp bách, Diệp Thần Phong đầu óc nóng lên, vươn tay ôm Võ Hiểu Phỉ, Võ Hiểu Phỉ chủ động vẫn có vẻ rất ngây ngô, Diệp Thần Phong áp dụng chủ động thế tiến công, đầu lưỡi cạy ra đối phương hàm răng, thỏa thích thưởng thức Võ Hiểu Phỉ trong miệng ngọt nước. Diệp Thần Phong ôm Võ Hiểu Phỉ thon thả hai tay của không kiềm hãm được đi xuống hoạt động, rất nhanh thì đặt lên đối phương ngọc mông, bắt đầu tùy ý nhu niết lên. Thời gian dường như vào giờ khắc này dừng lại. Một phút, hai phút, ba phút sau, cái hôn này còn chưa kết thúc. Võ Hiểu Phỉ trong lỗ mũi khí tức bắt đầu biến được dồn dập, ở trong thân thể sinh ra một loại tê dại cảm giác, tuy rằng trong lỗ mũi hình như sắp tắt thở, thế nhưng nàng nhất điểm cũng không cảm giác khó chịu, trái lại mong muốn cứ như vậy vẫn cùng Diệp Thần Phong hôn môi đi xuống. Chương 214, ta đúng tiểu thư không có nửa điểm hứng thú. Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ hai người chăm chú ôm vào cùng nơi, dường như muốn hòa tan tiến thân thể của đối phương trong giống nhau, hai điều đầu lưỡi tùy ý điên cuồng quấn quýt cùng một chỗ, Diệp Thần Phong ở trong thân thể hỏa diễm càng nấu càng thịnh vượng, nếu như lại như thế phát triển tiếp, Diệp Thần Phong rất có thể bả Võ Hiểu Phỉ cấp tại chỗ xử theo pháp luật. Võ Hiểu Phỉ trong đầu là trống rỗng, chỉ là mắc cỡ đỏ mặt liều mạng nghênh hợp Diệp Thần Phong, hai phiến đôi môi đỏ thắm đều bị đối phương hôn có chút phát đau đớn. Giữa lúc Diệp Thần Phong muốn vứt bỏ hết thảy, làm một hồi cầm thú thời gian, Võ Hiểu Phỉ điện thoại di động trong túi tiếng chuông rất không thích hợp vang lên, dẫn đến hai người trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, từng người đẩy ra đối phương. Diệp Thần Phong lúng túng sờ sờ mũi, nói một câu không giải thích được, Hiểu Phỉ tả, miệng của ngươi hình như sưng lên. Võ Hiểu Phỉ đôi má đỏ dường như trái táo chín, hận không thể xông lên cắn Diệp Thần Phong hai cái, nếu không vừa rồi Diệp Thần Phong điên cuồng hấp nàng môi hội biến sưng sao. Tâm loạn như ma trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, trong lúc nhất thời đến cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao vừa rồi thế nhưng nàng chủ động hôn lên Diệp Thần Phong môi. Võ Hiểu Phỉ, người thế nào có thể như thế không chịu thua kém ni? Lẽ nào người thật tư xuân đến loại tình trạng này? Võ Hiểu Phỉ cảm thụ được trên môi nhỏ nhẹ đau đớn, trong lòng căm giận mắng. Diệp Thần Phong cũng phát hiện lời của mình ra vẻ có chút không thích hợp đương, vội vã còn nói thêm, Hiểu Phỉ tả, người nhanh nghe điện thoại đi. Còn ngây ngốc làm gì? Võ Hiểu Phỉ trong lòng cái kia gọi vừa tức vừa hận a. Nhìn liền đều không thấy là ai đánh tới, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại, mà khi nàng nghe được thanh âm trong điện thoại sau. Trên mặt đỏ bừng từ từ tiêu thất, thay vào đó là phẫn nộ. Tại Võ Hiểu Phỉ sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần Phong liền hỏi, Hiểu Phỉ tả, đã xảy ra chuyện gì sao?
ta một cái hảo tỉ muội tại hoàng gia hội gặp được nhất điểm phiền phức, ta hiện tại phải lập tức chạy tới, nếu như đi chậm, sợ rằng nàng trinh tiết muốn khó giữ được. Ta nói các ngươi những nam nhân này thế nào đều chỉ dùng để nửa người dưới suy nghĩ động vật. Võ Hiểu Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gương mặt vô tội, nghĩ thầm vừa rồi hình như là Hiểu Phỉ tả ngươi trước chủ động đi. Nói cho cùng bị chiếm tiện nghi người chắc là ta đi. Hiểu Phỉ tả, đều đã trễ thế này, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Thần Phong nhất nghe tựu đại khái đoán được cả chuyện chân tướng, chắc là bạn của Võ Hiểu Phỉ tại Hoàng gia hội trong sở mặt gặp kinh thành ăn chơi trác táng, mà những con nhà giàu này lại nhìn chúng bạn của Võ Hiểu Phỉ. Muốn đem bạn của Võ Hiểu Phỉ cấp. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Võ Hiểu Phỉ gật đầu đồng ý, liền hô một tiếng bắt chuyện đều không cùng Diệp lão gia tử, Võ lão gia tử đánh, tự lôi kéo Diệp Thần Phong thủ vội vội vàng vàng thượng nàng lượng xe jeep nhà binh xe. Từ trong phòng khách đi ra Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử đúng dịp thấy Tuyệt Trần mà đi xe jeep nhà binh xe, Diệp lão gia tử nghi vấn hỏi, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ cái này là muốn đi nơi nào? Võ lão gia tử cười nói, Trấn Hồng, người tuổi trẻ bây giờ tiểu thích mù lăn qua lăn lại, dù sao bọn họ hai cái đều phải nhanh đính hôn, nếu như Hiểu Phỉ cái bụng sớm lớn, tự để cho bọn họ hai cái vội vàng kết hôn. Đúng vậy, tại có sinh trước ta thật đúng là muôn ôm đến tầng tôn tử ni. Diệp lão gia tử nhìn đi xa xe jeep phát sinh một tiếng cảm thán. Trấn Hồng, cùng ngươi thương lượng được không? Ngươi xem, Thần Phong gen như thế ưu tú, tương lai Hiểu Phỉ sanh ra hài tử khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, không bằng nhượng Hiểu Phỉ sinh hai người con trai, một cái họ Diệp, một cái họ Võ. Thế nào? An Quốc, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp gia hiện tại dòng chính cái này dễ bề trên đinh đơn bạc lắm. Đừng nói sinh hai cái, coi như là sinh ba cái cũng không có các ngươi Võ gia chuyện gì. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử ngươi một câu, ta một câu tranh cãi, thật đúng là cho rằng Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ trễ như thế là đi ra ngoài hắc hưu, hắc hưu. Hoàng gia hội chỗ ở kinh thành thuộc về là nhất lưu xa hoa tràng sở. Bên trong các loại tiêu khiển phương tiện đầy đủ hết. Bình quân tiêu phí cũng so với phổ thông hội sở cao hơn ra gấp mấy lần, thông thường chỉ có kinh thành ăn chơi trác táng bình thường hội tới nơi này tiêu phí, những này phú nhị đại, quan nhị đại, quân nhị đại đi ra chơi không phải là đồ cái mặt mũi sao. Đương nhiên là muốn tới tối cao đương nơi tiêu phí. Lầu hai chí tôn trong bao xương, ba gã thanh niên nam nhân trong tay bưng đảo một chút rượu đỏ cốc có chân dài, nhẹ nhàng đung đưa. Mà ở bao xương trong góc phòng còn lại là co do một gã 25-26 tuổi nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo thuộc về chính giữa thượng đẳng, mà giờ khắc này trên người nàng lễ phục giả hội bị xé rách, khuôn mặt thượng tràn đầy hốt hoảng thần sắc, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Nữ nhân tên là Dư Tuệ Tuệ, là kinh thành Dư gia chi thứ người đứng giữa. Dư gia ở kinh thành đỉnh phá thiên cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng xâm nhập tam lưu gia tộc, huống chi Dư Tuệ Tuệ chỉ là Dư gia chi thứ. Ba gã thanh niên nam nhân chính giữa, một gã vóc người cao lớn thanh niên tên là Tống Bân, là Tống Trung ca ca ruột thịt. Hai gã khác thanh niên phân biệt gọi Trương Hoa cùng Vạn Tùng, hai người này đều là nhà mình trong tộc dòng chính, với lại bọn họ hai gia tộc ở kinh thành đều thuộc về nhị lưu gia tộc. Hiểu Phỉ đã tại chạy tới, các ngươi hay nhất thả lập tức ta, bằng không các ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cuộn mình ở trong góc Sư Tuệ Tuệ lấy hết dũng khí nói rằng. Tống Bân khinh thường cười hai tiếng nói rằng, ngươi chẳng qua là Dư gia chi thứ mà thôi, các ngươi Dư gia người còn ước gì ngươi trở thành nữ nhân của ta ni. Dư gia tại chúng ta Tống gia trước mặt chẳng qua là một cái nhỏ tiểu con kiến mà thôi. Về phần Võ Hiểu Phỉ ta tự do biện pháp đối phó nàng, ta đáng tin để cho nàng xin ta xong rồi nàng ni. Đến lúc đó ai có thể đủ nói ta Tống Bân điều không phải. Đây chính là hai tình tướng nguyện sự tình, ai bảo nàng là Diệp Thần Phong vị hôn thê ni. Đệ đệ ta Tống Trung lớn nhất là thú chính là trêu đùa Diệp kẻ ngu si, đã từng hắn nói qua nhất định muốn đùa bỡn Diệp kẻ ngu si lão bà, nếu hiện tại đệ đệ ta mất, như vậy hắn tâm nguyện liền do hắn cái này làm ca ca đi làm đi. Tống Bân một hơi tướng cốc có chân dài trong rượu đỏ tưới trong bụng. Kèm theo một trận mãnh liệt tiếng thắng xe, Võ Hiểu Phỉ xe jeep nhà binh xe chợt đình tại Hoàng gia hội chỗ cổng. Từ trên xe đi xuống sau. Võ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong vội vội vàng vàng đi vào Hoàng gia hội chỗ, vừa bước vào đại môn, cùng nhau tê dại thanh âm truyền vào Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ trong lỗ tai, cái này đều không phải Diệp đại thiếu sao. Người khỏe lâu không có tới chiếu cố ta Hoàng gia hội chỗ a.
Một gã vóc người xinh đẹp nữ nhân xoay động thon thả hướng phía Diệp Thần Phong đã đi tới, nữ nhân tuổi chừng 30, toàn thân màu đỏ sườn xám tướng vóc người của nàng vẽ bề ngoài mê người không gì sánh được. Diệp Thần Phong đang nhớ lại chính giữa chỗ lục ra được về tên này nữ nhân ký ức, tên này nữ nhân tên là Hạ Yên Nhiên, là hoàng gia hội chỗ lão bản, từ trước cũng bị Diệp Thần Phong truy cầu qua, nhưng mà cuối cùng Diệp Thần Phong không có đuổi kịp Hạ Yên Nhiên, trái lại bị đối phương làm nhục một phen. Tại Diệp Thần Phong mắc kinh hoàng chứng sau, Hạ Yên Nhiên thậm chí ngay cả nhìn đều lười liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nhiều lần cùng Tống Trung bọn họ này ăn chơi trác táng cùng nơi trêu đùa qua Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu lại, đối diện trước cái này vị thành thục thiếu phụ không tồn tại nửa điểm hảo cảm, mặt không thay đổi quát dẹp đường, cút ngay, ta đúng tiểu thư không có nửa điểm hứng thú. Chương 215, học hai thanh chó sủa nghe một chút. Đúng tiểu thư không có nửa điểm hứng thú. Diệp Thần Phong lời nói không thể nghi ngờ là thuần túy buồn nôn người, muốn nàng Hạ Yên Nhiên giàu gì cũng là hoàng gia hội chỗ lão bản, lại có thể bị người mắng thành là tiểu thư. Với lại buồn nôn người của nàng còn là nhiều năm trước đối với nàng tử dây dưa Diệp gia kẻ ngu si. Tức khắc tức giận đến bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phồng. Nhớ năm đó Diệp Thần Phong truy cầu Hạ Yên Nhiên thời gian, Hạ Yên Nhiên là một gã có đầu óc nữ nhân, đương nhiên là muốn ở kinh thành tìm chỗ dựa vững chắc. Diệp gia không thể nghi ngờ là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Mà giữa lúc Hạ Yên Nhiên phải đáp ứng Diệp Thần Phong thời gian, Tống gia Tống Trung hoành sáp một cước, có thể dùng Hạ Yên Nhiên đầu nhập vào Tống Trung trong ngực. Hạ Yên Nhiên sở dĩ lựa chọn Tống Trung căn cứ vào hai điểm nguyên nhân, một là Tống gia cùng Diệp gia ở kinh thành thực lực lượng ngang nhau, thứ hai là năm đó Tống Trung bất kể phương diện nào đều muốn so với Diệp Thần Phong xuất sắc nhiều. Tại Diệp Thần Phong cùng Tống Trung ra thế bối cảnh bằng nhau dưới tình huống, Hạ Yên Nhiên đương nhiên là nghĩa vô phản cố lựa chọn tương đối xuất sắc Tống Trung. Lại mà sau đó Diệp Thần Phong bị Tống Trung đẳng kinh thành hoàn khố tử đệ bạo đánh cho một trận, từ đó mắc phải nghiêm trọng kinh hoàng chứng, Hạ Yên Nhiên tự càng may mắn trước đây lựa chọn Tống Trung, mà không phải cái này Diệp gia kẻ ngu si. Ở nơi công cộng một lần lại một lần cùng Tống Trung đám người trêu đùa qua Diệp kẻ ngu si. Lúc này cái này Diệp gia kẻ ngu si lại dám mạ nàng là tiểu thư. Điều này làm cho Hạ Yên Nhiên trong thân thể tức giận không khỏi đi lên chạy trốn. Diệp đại thiếu, xin chú ý ngươi nói chuyện đúng mực, nể tình chúng ta quen biết một hồi, ta có thể không cùng ngươi tính toán. Hạ Yên Nhiên sắc mặt lạnh xuống. Bây giờ Diệp Thần Phong có thể điều không phải năm đó Diệp kẻ ngu si, ở trong thân thể sát khí hiện lên. Quát dẹp đường, nghe không hiểu lời của ta sao? Cút ngay cho ta. Hạ Yên Nhiên bị Diệp Thần Phong trên người hiện lên sát khí cấp chấn nhiếp, trong lòng có như vậy trong nháy mắt để cho nàng cảm giác mình hình như là tại Diêm Vương Điện Thượng đi một lượt, gặp Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đi lên Hoàng gia hội chỗ lầu hai sau, nàng mới từ ngây người chính giữa phản ứng lại. Diệp Thần Phong, ngươi chẳng qua là một cái được kinh hoàng chứng kẻ ngu si mà thôi, thì là ngươi là Diệp gia dòng chính thì thế nào? Ngươi không có tư cách vũ nhục ta. Hạ Yên Nhiên tại bên mép đô lầm bầm nang. Nhìn Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đi lên lầu hai hình bóng. Nàng cười, cười rất những người buồn nôn, nàng biết Diệp Thần Phong nhất định là đi Tống Bân bao xương của bọn họ trong. Như vậy đợi Diệp Thần Phong 100% hội bị Tống Bân hung hăng dạy dỗ một trận. Hoàng gia hội trong sở tổng cộng có 3 gian trí tôn ghế lô có thể điều không phải đúng tất cả mọi người mở ra, muốn phải đi tiến trí tôn ghế lô. Ngươi không chỉ được phải có tiền, còn phải có bối cảnh. Cũng không phải lộn xộn cái gì nhà giàu mới nổi có thể đi tới. Mặt bên hướng phía lầu hai trí tôn ghế lô chạy đi, Võ Hiểu Phỉ mặt bên bất mãn hừ lạnh một tiếng, hỏi Thần Phong, người trước đây thật là mắt chó đuôi mù, làm sao sẽ coi trọng loại nữ nhân này. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết nên cùng Võ Hiểu Phỉ giải thích thế nào. May mắn là tại Võ Hiểu Phỉ vừa hỏi xong, bọn họ tự đạt tới lầu hai trí tôn cửa bao xương, phanh một tiếng. Không do dự, Diệp Thần Phong trực tiếp đạp ra cửa bao xương. Tại Diệp Thần Phong thấy rõ ràng trong bao xương 3 gã thanh niên sau, thầm nói một câu thật đúng là oan gia ngõ hẹp, trong bao xương Tống Bân, Trương Hoa cùng Vạn Tùng, đều tham dự trước đây hành hung Diệp Thần Phong sự tình. Mà năm đó làm chủ giả Tống Trung sớm đã bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đương nhiên cái khác tham dự trước đây chuyện kia người cũng mơ tưởng muốn chạy trốn qua. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đạt đến lục cấp linh hồn lực, có một ít năng lực tự vệ, nếu sớm muộn gì sẽ làm kinh thành người biết hắn kinh hoàng chứng tốt. Không bằng tự từ đêm nay bắt đầu đi,
Nhưng kinh thành tất cả mọi người biết hắn Diệp Thần Phong không dễ chọc, Diệp gia càng là không dễ chọc. Tống Bân nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ cùng đi tiến đến, khuôn mặt thượng lộ ra một tia kinh ngạc. Có lẽ là không có nghĩ đến đêm nay Diệp Thần Phong hội vừa vặn trở lại kinh thành. Cuộn mình ở trong góc Sư Tuệ Tuệ nhìn đến Võ Hiểu Phỉ sau, lảo đảo nghiêng ngã đi tới bên người của nàng, không ức chế được tiểu thanh nức nở lên, Hiểu Phỉ, những này người quả thực chính là xúc sinh, bọn họ không chỉ muốn sẽ đối ta, còn muốn sẽ đối ngươi. Võ Hiểu Phỉ ôn nhu an ủi nàng hảo tỉ muội, Tuệ Tuệ, đừng khóc, sự tình hôm nay ta sẽ nói cho ta biết ra ra, nhượng ra ra ta thác ngươi làm chủ. Diệp đại thiếu, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. Ngươi không ở kinh thành, chúng ta thế nhưng thiếu rất nhiều lạc thú ni. Ngày hôm nay chúng ta Tống thiếu muốn vui đùa một chút vị hôn thê của ngươi, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không có ý kiến đi. Trương Hoa vẻ mặt khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, Diệp gia mặc dù là kinh thành nhất lưu gia tộc, thế nhưng Tống gia cũng không kém a. Bây giờ có Tống Bân ở sau lưng cho hắn chỗ dựa ni. Hắn Trương Hoa trên người vương bát chi khí là càng ngày càng nồng đậm. Võ Hiểu Phỉ tuy rằng trong lòng hận không thể đi tới đạp bộc Tống Bân đám người trứng chim, thế nhưng nàng biết chuyện này hãy để cho ra ra nàng đi xử lý tương đối thỏa đáng, lôi kéo Diệp Thần Phong góc áo, nói rằng, Thần Phong, chúng ta đi thôi. Không nên cùng những, này người không chấp nhặt. Nguyên lai đêm nay Diệp Đại Thiếu là muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân Nia. Muốn dẫn vị hôn thê của ngươi cùng người nữ nhân này ly khai cũng không phải là không thể được. Tại chúng ta Tống thiếu trước mặt học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút, có thể chúng ta Tống thiếu nhất vui vẻ tự cho các ngươi ly khai. Vạn Tùng trong tay bưng cốc có chân dài từ trên ghế salon đứng lên. Tại Trương Hoa cùng Vạn Tùng cười nhạo Diệp Thần Phong thời gian, Tống Bân cúi đầu bãi lồng chén rượu trong tay, nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, tại trong mắt hắn Diệp Thần Phong chính là cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Muốn cho ta học chó sủa, Diệp Thần Phong khóe môi nhếch lên nhất tia cười lạnh. Từng bước hướng phía Vạn Tùng đi tới. Vạn Tùng dương dương đắc ý nói. Sống lại làm Thiên Lý Yên Ba toàn văn xem. Đạo, thế nào, Diệp Đại Thiếu, chẳng lẽ người muốn học mèo kêu hoặc lừa hí phải không? Đừng chậm trễ chúng ta Tống Đại Thiếu thời gian, đợi thì là ngươi nguyện ý gọi, chúng ta Tống Đại Thiếu cũng không có tâm tình nghe xong. Từ Diệp Thần Phong mắc kinh hoàng chứng sau đó, mười phần biến thành một cái vô năng nhuyễn đản. Từ trước Vạn Tùng bọn họ cũng không chỉ một lần như thế trêu đùa qua Diệp Thần Phong, cho nên theo Vạn Tùng Diệp kẻ ngu si nhất định sẽ ngoan ngoãn học chó sủa. Hiểu Phỉ, cái này tựu là vị hôn phu của ngươi Diệp Thần Phong sao? Ngươi làm sao sẽ đồng ý gả cho một cái kẻ ngu si? Ta xem hắn thật muốn tại Tống Bân trước mặt bọn họ học chó sủa. Dư Tuệ Tuệ khóc một lần sau, cuối cùng là tướng trong lòng không thoải mái phát tiết đi ra, sưng đỏ viền mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong đi hướng trước hình bóng. Võ Hiểu Phỉ chân mày hơi mặt nhăn, trong lòng mơ hồ lo lắng chuyện đêm nay hội làm lớn chuyện, bởi vì bây giờ Diệp Thần Phong đã không còn là năm đó Diệp Thần Phong, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Diệp Thần Phong đi tới Vạn Tùng trước mặt, cực kỳ nhanh chóng từ Vạn Tùng trong tay đoạt lấy cốc có chân dài, khẩn đón cách cách một tiếng, cốc có chân dài đầu trên vỡ vụn khai tới, biến được sắc bén vô cùng, bị Diệp Thần Phong trực tiếp cắm vào Vạn Tùng trên môi. A! Tê tâm liệt phế đau nhức tiếng hô quanh quẩn tại trong bao xương. Vạn Tùng trên môi máu tươi nhễ nhại, trên dưới môi đều bị bén nhọn thủy tinh cấp đâm xuyên, khuôn mặt thượng chỉ cao khí ngang thần sắc biến mất không còn một mảnh, còn không có ở đau đớn chính giữa phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần Phong lại một lần nữa xuất thủ, bàn tay đặt tại Vạn Tùng trên ót, nhất cổ linh hồn lực rót vào, Vạn Tùng hoàn toàn biến thành một cái chân chính kẻ ngu si. Nếu trước đây Diệp Thần Phong bị những này người hành hung sau đó mắc phải kinh hoàng chứng, như vậy bây giờ Diệp Thần Phong muốn cho những này người toàn bộ biến thành chân chân chính chính kẻ ngu si. Vạn Tùng hai con người biến được mê mang lên, cổ họng trong đau nhức tiếng hô cũng hơi ngừng, nhất phần mông ngồi trên mặt đất, không để ý đau đớn bả đâm thủng môi bén nhọn thủy tinh cấp rút xuống, cổ họng trong ô nức nở nuốt nói rằng, diều hâu chóc con gà con, diều hâu chóc con gà con, ta chính là con gà con, ta chính là con gà con. Nếu nghĩ như vậy nghe chó sủa, như vậy ngươi tự thỏa thích gọi đi. Diệp Thần Phong đúng tê liệt ngồi dưới đất Vạn Tùng nói rằng. Vạn Tùng gãi đầu một cái, mê man nhìn Diệp Thần Phong, sau đó hì hì cười nói, đại ca ca, ta là cậu sao? Lưng tròng vuông. Trong bao xương thình lình xảy ra biến hóa, những Tống Bân đám người trở tay không kịp,
trước mặt cái này người thật đúng là Diệp kẻ ngu si sao? Xuất thủ thế nào ở đây tàn nhẫn, còn có Vạn Tùng thế nào đột nhiên hình như biến thành kẻ ngu si? Vừa rồi hỏi Võ Hiểu Phỉ vì sao phải gả cấp một cái kẻ ngu si, Dư Tuệ Tuệ cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng nhìn không được nghi vấn hỏi, Diệp gia kẻ ngu si lẽ nào chính là bộ dáng như vậy? Người khác có thể thường nói kẻ ngu si khởi xướng điên tới là liều mạng. Võ Hiểu Phỉ trái lại có chút chấn định, nàng dự liệu được sự tình hội hướng tới cái này phương diện phát triển. Chương 216, thuần túy tìm chết. Tống Bân biến sắc, vừa rồi chào phúng Diệp Thần Phong Trương Hoa thân thể nhìn không được run lên, hắn trong lòng nghĩ đến nếu như ly thủy tinh là sáp tại trên miệng của hắn, vậy muốn bao nhiêu đau đớn a. Trên môi không khỏi biến được lạnh siêu siêu, cái này Diệp kẻ ngu si là thế nào? Chẳng lẽ là kinh hoàng chứng xong chưa? Từ trước coi như là không có mắc kinh hoàng chứng Diệp Thần Phong thủ đoạn cũng không có như thế tàn nhẫn a. Diệp Thần Phong, ngươi liền người của ta cũng dám đánh. Ngươi đây là đang muốn chết. Tống Bân buông xuống chén rượu trong tay, chợt từ trên ghế salon đứng cùng nơi, trong thân thể bạo phát ra cường hãn khí thế. Tống gia tại Tống Bân 10 tuổi thời gian đã đem cái đó đưa vào quân khu chính giữa huấn luyện, tại quân khu chính giữa huấn luyện vài chục năm, Tống Bân toàn thân thực lực có thể điều không phải cái, một người lược đảo 2-3 đặc chủng binh với hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa sự tình. Từ đệ đệ của hắn Tống Trung tại biên cảnh thị trường giao dịch sau khi biến mất, Tống Bân tính tình tự biến được dị thường táo bạo, từ nhỏ hắn là cực kỳ cưng chiều đệ đệ của hắn Tống Trung, hai người tình cảm huynh đệ đảo là phi thường thâm hậu, không chỉ có thể đồng quan hệ mật thiết, vẫn có thể cộng đồng hưởng thụ một nữ nhân, hoàng gia hội chỗ lão bản Hạ Yên Nhiên đã từng đã bị Tống Trung cùng Tống Bân chơi với nhau qua. Tống Bân trong lòng rõ ràng đệ đệ của mình Tống Trung tại biên cảnh thị trường giao dịch tiêu thất lâu như vậy, 10% là đã ly khai cái này thế giới, như vậy hắn cái này làm ca ca thỏa đáng nhiên muốn bang đệ đệ của mình hoàn thành chưa hoàn thành tâm nguyện, từ trước Tống Trung thường xuyên đọng ở bên mép một việc, chính là muốn nhượng Diệp kẻ ngu si đội nón xanh, tướng Diệp kẻ ngu si lão bà hoặc vị hôn thê áp tại thân thể hạ thỏa thích trà đạp. Tống đại thiếu, ở đây xảy ra chuyện gì? Hoàng gia hội chỗ lão bản Hạ Yên Nhiên đi vào chí tôn ghế lô. Nàng muốn tận mắt nhìn Diệp kẻ ngu si bị Tống Bân sửa chữa dáng dấp. Ai biết đạo đi vào chí tôn ghế lô sau, không nhìn thấy Diệp kẻ ngu si thảm hề hề té trên mặt đất, trái lại thấy được Vạn Tùng Vạn Thiếu quỳ rạp trên mặt đất học chó sủa, với lại hai phiến môi bị máu tươi cấp thâm ướt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưng tròng uông. Tống Bân nhìn quỳ rạp trên mặt đất học chó sủa Vạn Tùng, trong lòng buồn bực không ngớt, quát dẹp đường, Vạn Tùng. Ngươi cầm miệng cho ta. Lưng tròng uông, bây giờ Vạn Tùng đã sớm biến thành một cái chân chính kẻ ngu si. Hắn liền tên của mình cũng không nhớ rõ, nào có biết Tống Bân là ở nói chuyện với hắn. Cổ họng trong vẫn là làm cho bất diệt nhạc hồ. Thứ mất mặt xấu hổ, Tống Bân trực tiếp một cước đá vào Vạn Tùng trên đầu, Vạn Tùng tức khắc đã bất tỉnh. Tống Bân nhìn hướng phía bản thân đi tới Hạ Yên Nhiên, trong thân thể tự bốc cháy lên nhất cổ nam nhân hỏa diễm. Thật sự là Hạ Yên Nhiên nữ nhân này quá mị, nhất cử nhất động gian tướng thành người tư thái biểu hiện là vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ nhân như vậy nhưng là chân chính trên giường bảo bối, có thể nhượng mỗi một người nam nhân cũng phải đến hoàn toàn thỏa mãn. Nguyên bản Hạ Yên Nhiên trên danh nghĩa là Tống Trung nữ nhân, Tống Trung chỉ là thỉnh thoảng tâm huyết dâng chào hội mời ca ca của hắn Tống Bân chơi với nhau nhất chơi Hạ Yên Nhiên, thế nhưng bây giờ Tống Trung sau khi mất tích, Hạ Yên Nhiên coi như là thuận lý thành trương biến thành Tống Bân nữ nhân. Tống Bân một tay lấy Hạ Yên Nhiên thân thể ôm nhập ngực trong. Rắn chắc bàn tay không thành thật tại Hạ Yên Nhiên trên người nơi lục lọi, cười nói Yên Nhiên, vẫn có thể có chuyện gì. Chúng ta Diệp đại thiếu đêm nay thế nhưng tại ở đây ra vẻ ta đây. Lại có thể xuất thủ bà Vạn Tùng đánh thành bộ dáng này, ta xem từ trước cho hắn giáo huấn là quá ít, thế cho nên nhường hắn là tốt vết sẹo quên đau. Hạ Yên Nhiên trên thân thể nhiều chỗ bộ vị nhạy cảm bị Tống Bân lục lọi, thân thể mềm mại tại Tống Bân ngực trong ngắt xoay. Khinh thường nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần Phong. Đúng Tống Bân nói rằng, Tống đại thiếu, vừa rồi cái này Diệp kẻ ngu si còn đang hoàng gia hội chỗ cổng mạ người ta tới ni. Mắng người ta thiếu chút nữa khóc lên, Tống đại thiếu ngươi có thể nhất định nên vì người ta làm chủ a. Nga, cái này Diệp kẻ ngu si lại còn có dũng khí nhục mạ Yên Nhiên ngươi. Đợi ta sẽ nhường hắn tự mình dập đầu hướng ngươi nhận sai. Tống Bân tại buông ra Hạ Yên Nhiên thân thể mềm mại trước. Nhìn không được sờ soạng một cái Hạ Yên Nhiên cao ngất, nói rằng, Yên Nhiên, đợi hội xử lý xong cái này Diệp kẻ ngu si.
ngươi có thể nhất định phải thật tốt báo đáp ta. Hạ Yên Nhiên hướng phía Tống Bân ném một cái mị nhãn, Kiều Tích Tích nói rằng, Tống Đại Thiếu, ngươi hãy yên tâm, buổi tối Yên Nhiên nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Hạ Yên Nhiên đang khi nói chuyện, hai tròng mắt quyến rũ liếc hai mắt Diệp Thần Phong, trong lòng cười lạnh nói, Diệp kẻ ngu si, ta đã nói rồi ngươi không có nhục mạ tư cách của ta, có Tống Bân tại ở đây, đợi chờ ngươi hướng ta dập đầu nhận sai thời gian, xem ta như thế nào nhục nhã ngươi. Diệp Thần Phong sau lưng Võ Hiểu Phỉ nhìn tại trước mặt mọi người không biết cảm thấy thẹn Tống Bân cùng Hạ Yên Nhiên, trong lòng mắng, tốt nhất đôi cẩu nam nữ, Thần Phong trước đây làm sao sẽ coi trọng Hạ Yên Nhiên nữ nhân như vậy. Ra vẻ vóc người của ta nhất điểm cũng không bằng Hạ Yên Nhiên kém đi. Chỉ bất quá Hạ Yên Nhiên loay hoay phong tao thủ đoạn lợi hại hơn ta nhiều. Giữa lúc Võ Hiểu Phỉ đang miên man suy nghĩ chi tế, một bên Dư Tuệ Tuệ đẩy một cái Võ Hiểu Phỉ, nói rằng, Hiểu Phỉ, cái này thời gian ngươi còn phát cái gì lăng? Nhanh nhường vị hôn phu của ngươi cùng chúng ta cùng nơi ly khai đi. Lẽ nào ngươi không biết Tống Bân thân thủ có lợi hại dường nào sao? Hắn từ nhỏ thế nhưng tại quân khu chính giữa lớn lên. Tống Bân thực lực lợi hại sao? Hắn có thể đánh bại binh vương tổ thành viên sao? Hắn có thể cách không nhượng một cái ly thủy tinh bạo liệt sao? Tại đã từng kiến thức qua Diệp Thần Phong thực lực sau, theo Võ Hiểu Phỉ Tống Bân còn chưa đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng ni. Nếu vị hôn phu của mình phải ở chỗ này kế tục náo đi xuống, như vậy Võ Hiểu Phỉ làm vị hôn thê, đương nhiên phụng bồi tới cùng, trong lòng dứt bỏ rồi các loại lo lắng vì Diệp Thần Phong thêm dầu hò hét, Thần Phong, ngươi chuyện năm đó Tống Bân cũng có tham dự. Đêm nay ngươi tự thỏa thích nhường vị Tống đại thiếu này biết sự lợi hại của ngươi đi. Ha ha ha, Tống Bân càn rỡ cười to lên, Võ Hiểu Phỉ, ngươi lẽ nào đầu óc xảy ra vấn đề sao? Chờ ta giải quyết xong Diệp kẻ ngu si sau, ta sẽ nhường ngươi xin ta xong rồi ngươi. Tống Bân hai con ngươi tùy ý tại Võ Hiểu Phỉ trên người liếc lung tung. Hạ Yên Nhiên cùng Trương Hoa đồng dạng đúng Võ Hiểu Phỉ lời nói không cho là đúng, bọn họ hai cái. Đặc biệt rõ ràng Tống Bân thực lực, mà Diệp Thần Phong tại bọn họ trong ấn tượng chẳng qua là một cái mặc cho người trêu đùa kẻ ngu si mà thôi, kẻ ngu này có thể đánh bại Tống Bân. Khai cái gì quốc tế đại vui đùa ni? Tống Bân cuồng ngạo chỉ vào Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp kẻ ngu si, ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không giết ngươi, ta chỉ hội cắt đứt hai tay của ngươi hai chân, cho ngươi ghé vào Yên Nhiên trước mặt xin lỗi nhận sai. Tống Bân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Võ Hiểu Phỉ nhìn. Nhượng Diệp Thần Phong đã là khó chịu tới cực điểm, cổ họng trong đạm mạc nói rằng, nếu như ngươi có thể tiếp được ta năm chiêu, ngày hôm nay ta Diệp Thần Phong tha cho ngươi một con chó mệnh. Tốt, rất tốt, Diệp kẻ ngu si, ta đảo muốn nhìn ngươi vẫn có thể cãi bướng đến lúc nào. Nói xong, Tống Bân song quyền nắm chặt, đôi mắt biến được mạnh mẽ lên, tuy rằng hắn biểu hiện ra vẫn đối với Diệp Thần Phong chẳng đáng, nhưng là từ vừa rồi Diệp Thần Phong giải quyết Vạn Tùng thủ đoạn tàn nhẫn nhìn lên. Tống Bân biết bây giờ Diệp Thần Phong chắc là có nhất điểm thân thủ, cho nên hắn dự định ngay từ đầu tự dụng hết toàn lực. Diệp kẻ ngu si, hoàn hảo ngươi vậy đối với chó má phụ mẫu chết sớm, bằng không bọn họ nhất định sẽ bởi vì có ngươi như thế một đứa con trai mà cảm thấy sỉ nhục. Tống Bân song trưởng trong giây lát run lên, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hướng phía Diệp Thần Phong vọt tới, hắn một chiêu này ngay cả phổ thông bộ đội đặc chủng đều không tiếp nổi. Nếu như ngạnh muốn đi nhận lời nói, nhất định sẽ tại trên giường bệnh thẳng cái 2-3 tháng. Tại Tống Bân nhắc tới Diệp Thần Phong cha mẹ của sau, Diệp Thần Phong hai con người chính giữa ánh mắt thay đổi, nguyên bản hắn còn dự định bồi Tống Bân vui đùa một chút ni. Hiện tại hoàn toàn không có tâm tư, phụ mẫu vẫn luôn là Diệp Thần Phong nghịch lân, bây giờ Tống Bân lại dám bả Diệp Thần Phong cha mẹ của Mạ Thành là chó má phụ mẫu. Cái này không thuần túy là ở muốn chết sao? Nhìn Tống Bân khí thế hung hăng hướng phía Diệp Thần Phong phóng đi, Hạ Yên Nhiên cùng Trương Hoa khuôn mặt thượng hiện lên hưng phấn dáng tươi cười, dường như đã có thể nhìn đến Diệp Thần Phong đầu khớp xương đứt đảo địa hình ảnh. Đứng tại Võ Hiểu Phỉ bên cạnh Dư Tuệ Tuệ trái tim cũng trong giây lát co rúc lại, nàng không nghĩ ra Võ Hiểu Phỉ vì sao không cho Diệp Thần Phong lập tức ly khai ni. Tại nàng nhìn lại Diệp Thần Phong hoàn toàn không phải là đối thủ của Tống Bân A. Hai con người liếc về phía bên cạnh Võ Hiểu Phỉ. Chỉ thấy Võ Hiểu Phỉ khuôn mặt thượng không có một chút lo lắng, trái lại tràn đầy tự tin. Nhìn hướng bản thân kéo tới nắm tay, Diệp Thần Phong cũng chợt huy đánh một quyền này chính giữa hỗn loạn linh hồn chi lực, căn bản không phải Tống Bân có thể ngăn cản. Tống Bân nhìn đến Diệp Thần Phong huy quyền, nụ cười trên mặt càng thịnh vượng, nghĩ thầm,
kẻ ngu si tựu kẻ ngu si. Song khi Tống Bân nắm tay cùng Diệp Thần Phong nắm tay tương hỗ thời điểm đụng chạm, Tống Bân nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là mê man, tiếp theo là không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo là thống khổ, cuối cùng là sợ hãi. Răng rắc, hai tiếng tiếng xương vỡ vụn quanh quẩn ở trong không khí, Tống Bân cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống, mà Diệp Thần Phong nắm tay y nguyên không có dừng lại xu thế, đang cùng Tống Bân đúng hoàn quyền sau, lại thế như trẻ che đập vào Tống Bân trên ngực. Răng rắc, lại một trận tiếng xương vỡ vụn vang lên. Tống Bân cổ họng trong phát sinh thanh một tiếng đau nhức hô, to tráng thân thể té bay ra ngoài, hung hăng đánh vào bao xương trên vách tường, tướng bao xương tường đụng phải đều lõm tiến vào nhất đại khối. Chương 217, thiếu câu dẫn vị hôn phu của ta. Tống Bân bị Diệp kẻ ngu si một quyền cấp đánh bay. Như vậy vừa rồi quanh quẩn tại trong bao xương tiếng xương vỡ vụn rõ ràng là của ai? Chuẩn bị ở một bên xem kịch vui Hạ Yên Nhiên cùng Trương Hoa khóe miệng hưng phấn dáng tươi cười, tại Tống Bân bị đánh bay trong nháy mắt hoàn toàn cứng ngắc ở, bọn họ hai người không thể tin được trước mắt thấy là thật, Diệp kẻ ngu si làm sao có thể đánh bại Tống Bân ni. Hơn nữa còn là dùng dứt khoát như vậy phương thức, phải biết rằng liền phổ thông bộ đội đặc chủng cũng không phải là đối thủ của Tống Bân, Diệp Thần Phong tại bọn họ trong trí nhớ chỉ là bị trêu đùa đối tượng, làm sao sẽ có bực này thực lực cường hãn. Dư Tuệ Tuệ cây anh đào cái miệng nhỏ nhắn trương được thật to, cũng đủ nhét hạ nhất khỏa trứng gà, hai con ngươi trừng dường như lồng đèn lớn. Tống Bân thân thủ tốt là ở kinh thành quần áo lụa là trong vòng nổi danh, nhưng mà như thế một cái đang bình thường trong mắt người cũng coi là cao thủ hoàn khố tử đệ, vậy mà, lại bị một cái ngu đại thiếu vừa đối mặt cấp đánh bay. Có thể Diệp Thần Phong cũng không ngu, nếu là có như vậy thân thủ người đều là người ngu, như vậy khởi không phải nói rõ bọn họ những. Này người liền kẻ ngu si cũng không bằng. Dư Tuệ Tuệ hiện tại biết vì sao từ đầu đến cuối Võ Hiểu Phỉ đều chấn định như vậy. Bởi vì nàng tin tưởng Tống Bân đúng Diệp Thần Phong không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cho nên mới phải như thế thong dong tự tin. Võ Hiểu Phỉ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong không tính là rắn chắc hình bóng, chỉ cần Diệp Thần Phong tại bên cạnh nàng, nàng là có thể cảm giác được có vô hạn cảm giác an toàn, tựu như cùng lần trước tại Nguyên Thủy Sâm Lâm chính giữa. Tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, Diệp Thần Phong dường như một cái từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Võ Hiểu Phỉ song quyền hơi tụ lại, giờ khắc này nàng triệt để hạ quyết tâm. Nàng kiếp này chỉ làm Diệp Thần Phong nữ nhân, nhớ lại từ trước Diệp Thần Phong bị khi dễ thời gian, đều là Võ Hiểu Phỉ đứng ra giúp hắn ra mặt. Mà bây giờ từ trước cái kia tính cách có chút hèn yếu đại nam hài hoàn toàn lớn lên, có đầy đủ năng lực bảo hộ hắn người bên cạnh mình. Võ Hiểu Phỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong hình bóng, hai con người biến được si mê lên. Bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, hung hăng đánh vào trên vách tường Tống Bân. Bộ mặt biểu tình dữ tợn không gì sánh được, không chỉ có tay phải của hắn cánh tay xương vỡ vụn, liền bộ ngực hắn đầu khớp xương cũng vỡ vụn thật nhiều cây. Thế cho nên nhất hô hấp, ngực tựu đau đớn không gì sánh được. Tống Bân vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Diệp Thần Phong thực lực lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Lẽ nào từ trước hắn vẫn là tại phẫn heo ăn cọp sao? Tống Bân biết một người thân thủ không thể tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, đây đều là muốn tích lũy tháng ngày, nếu như từ trước Diệp Thần Phong thật vẫn là tại ẩn nhẫn, như vậy Diệp Thần Phong nghị lực rốt cuộc bao lớn? Diệp gia sở dĩ muốn giấu giếm Diệp Thần Phong thực lực lại rốt cuộc là vì cái gì? Tống Bân trong đầu trong lúc nhất thời nhiều hơn rất nhiều cái vấn đề. Trên trán rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, hai con ngươi lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, tràn đầy có chút sợ hãi. Diệp Thần Phong nếu là đã biết Tống Bân ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ tán thán một tiếng đối phương sức tưởng tượng phong phú, ai bảo Diệp Thần Phong bây giờ linh hồn là đến từ 500 năm sau thế giới ni. Coi như là Tống Bân suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Đát 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 đát. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào chí tôn trong bao xương, khẩn đón. 15 tên thân mặc màu đen quần áo bảo tiêu trật ních ghế lô, những người này là Tống gia cấp Tống Bân an bài bảo tiêu, dù sao Tống Trung tại biên cảnh thị trường giao dịch vô duyên vô cớ tiêu thất, điều này làm cho Tống gia bắt đầu nhấc lên cảnh giác. Từ nơi này một ít bảo tiêu trên người phát ra khí thế có thể phán đoán, những này người thân thủ tuyệt không đơn giản. Bọn họ đều là từ bộ đội đặc chủng trong bộ đội xuất ngũ tinh anh thành viên, coi như là Tống Bân cùng những. Này bảo tiêu đơn đả độc đấu cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ.
Tống Bân nhìn đến bản thân cứu viện đến, cổ họng trong điên cuồng quát dẹp đường, các ngươi cấp ta cắt đứt hai tay của hắn hai chân. Theo Tống Bân, cho dù Diệp Thần Phong thân thủ như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không thể có thể một người làm đảo 15 tên bộ đội đặc chủng xuất ngũ tinh anh thành viên đi. Nguyên bản ở một bên tay chân luống cuống Hạ Yên Nhiên cùng Trương Hoa khuôn mặt thượng lần thứ hai khôi phục dáng tươi cười, bọn họ hai cái đúng Tống Bân cái này 15 tên bảo tiêu là có chút hiểu rõ, bọn hắn bây giờ đã không dỗi suy nghĩ vì sao Diệp kẻ ngu si thân thủ lại đột nhiên gian biến được tốt như vậy. Bọn họ chỉ muốn xem đến Diệp kẻ ngu si bị cắt đứt hai tay hai chân, quỳ rạp trên mặt đất đối với bọn họ chó vẩy đuôi mừng chủ dáng dấp. Diệp Thần Phong, ta không phải không thừa nhận thực lực của ngươi thật nhượng ta rất kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ, bất quá. Tống Bân lời còn chưa nói hết, Diệp Thần Phong tự động thủ, trong cơ thể lục cấp linh hồn lực lăn lộn, tốc độ có ở đây không toán rộng rãi trong bao xương giống như quỷ mị, 15 tên bảo tiêu căn bản là bắt không được Diệp Thần Phong thân ảnh, chớ nói chi là muốn sẽ đối Diệp Thần Phong phát động công kích. Diệp Thần Phong liên tiếp huy quyền, mỗi một quyền chính giữa ẩn chứa lực lượng, đều cũng đủ nhượng một gã bảo tiêu té trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Ngắn ngủi chừng một phút chiến đấu, cái này có thể không nên là chiến đấu, bởi vì tình thế hoàn toàn là nghiêng về một phía trạng thái, Tống Bân 15 tên bảo tiêu tại Diệp Thần Phong trước mặt tựu như cùng con kiến hôi thông thường, không chịu nổi một kích. Nhìn mình 15 tên bảo tiêu bị Diệp Thần Phong dễ dàng lược đảo, Tống Bân cảm giác trong lỗ mũi có chút hít thở không thông, bên cạnh hắn 15 tên bảo tiêu có thể đều không phải cái gì a miêu a cẩu a. Diệp Thần Phong làm sao có thể cứ như vậy hời hợt giải quyết rồi ni. Sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, lúc này hắn thật cảm giác được sợ hãi, Diệp Thần Phong thực lực rốt cuộc có bao cường hãn. Diệp Thần Phong từng bước hướng phía té trên mặt đất Tống Bân đi đến, Tống Bân thân thể không ngừng từ nay về sau di chuyển, cổ họng trong gầm hét lên. Diệp Thần Phong, ngươi không nên tới, ngươi nếu là dám đối với ta làm bất cứ chuyện gì, Tống gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thần Phong khóe miệng cầu một vòng dáng tươi cười, thanh âm bất ôn bất hỏa, Tống đại thiếu, vừa rồi ngươi đều không phải còn muốn đánh gãy hai tay của ta hai chân đó sao? Ngươi nột, có đôi khi nhất định phải có tự mình hiểu lấy, không có một chút bản lĩnh lại muốn tượng chó điên giống nhau kêu loạn, thông thường kết quả cuối cùng cũng sẽ rất thảm. Nói xong, Diệp Thần Phong trực tiếp giơ chân lên tướng Tống Bân tay kia cùng với hai chân đầu khớp xương toàn bộ đạp vỡ, đau đến Tống Bân là kêu trời trách đất, đầy đủ gào có đại nửa phút, cuối cùng toàn thân vô lực đã bất tỉnh. Nguyên bản Diệp Thần Phong cũng muốn lợi dụng linh hồn lực tướng Tống Bân biến thành kẻ ngu si, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, Tống Bân hai tay của hai chân sợ rằng đời này đều không có cách gì chữa khỏi. Chỉ có thể nằm ở trên giường hoặc là ngồi ở xe lăn, nhượng hắn biến thành kẻ ngu si chẳng phải là giúp hắn tiêu trừ phiền não. Hãy để cho hắn chậm rãi hưởng thụ còn sót lại người tàn phế sinh tương đối thú vị. Giải quyết xong Tống Bân, Diệp Thần Phong nhìn về phía một bên vẫn còn ngây người chính giữa Trương Hoa. Bị Diệp Thần Phong con ngươi đảo qua, Trương Hoa hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, run rẩy nói rằng, Diệp thiếu, chuyện lúc trước là hiểu lầm a. Ta có thể xin lỗi ngươi. Hướng vị hôn thê của ngươi xin lỗi. Trương Hoa minh bạch hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, bây giờ Diệp Thần Phong dễ dàng đánh ngã Tống Bân 15 tên bảo tiêu, thậm chí ngay cả Tống Bân đều bị đánh thành tàn phế, hắn chính là một cái kinh thành nhị lưu gia tộc dòng chính nhằm nhò gì a? Diệp Thần Phong vỗ vỗ Trương Hoa vai vừa cười vừa nói, sự tình hôm nay ta có thể không cùng ngươi tính toán, ngươi xem ngươi, trên trán thế nào bốc lên ra nhiều như vậy hán. Chẳng lẽ là ta rất đáng sợ sao? Trương Hoa bất minh cho nên, mới vừa rồi còn hung hãn không gì sánh được Diệp Thần Phong, thế nào thoáng cái đi biến được dễ nói chuyện như vậy? Trong lòng chính đang suy tư ni, chỉ nghe thấy Diệp Thần Phong thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai của hắn, bất quá, chúng ta đảo là có thể toán toán nợ cũ, trước đây hành hung người của ta bên trong cũng có người đi. Yên tâm, con người của ta thẳng công đạo, sẽ không để cho ngươi biến thành kẻ ngu si. Giống như Tống Bân nửa đời sau tại trên giường bệnh vượt qua đi. Trương Hoa trong lúc nhất thời còn không có từ Diệp Thần Phong trong lời nói phản ứng kịp, đợi được phản ứng kịp thời gian, tứ chi của hắn đã bị Diệp Thần Phong cấp vặn gãy. Diệp Thần Phong nhìn liền đều lười liếc mắt nhìn té trên mặt đất chu lên Trương Hoa, đúng bên cạnh Hạ Yên Nhiên nói rằng, đêm nay sau đó, ta không muốn ở kinh thành nhìn đến hoàng gia hội chỗ, càng không muốn nhìn thấy ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân. Kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ. Hạ Yên Nhiên toàn thân một cái giật mình,
bộ ngực cao ngất liên tục lay động, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, sắn ở Diệp Thần Phong cánh tay, bộ ngực không ngừng cọ Diệp Thần Phong cánh tay, nói rằng, Diệp Thiếu, từ trước là ta sai rồi, đều là Tống Trung cùng Tống Bân bọn họ bức bách ta, kỳ thực ta là muốn làm Diệp Thiếu nữ nhân của ngươi. Diệp Thần Phong đẩy ra Hạ Yên Nhiên, lạnh giá nói rằng, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đúng tiểu thư không có nửa điểm hứng thú, nếu như đêm nay sau đó còn nhường ta ở kinh thành nhìn đến hoàng gia hội chỗ hoặc là ngươi. Diệp Thần Phong dừng lại một chút, trong con ngươi bắn ra ra sát khí tự gánh lấy hậu quả. Nói xong Diệp Thần Phong tự đi ra ghế lô. Hạ Yên Nhiên cổ họng trong còn đau khổ cầu khẩn nói, Diệp Thiếu, ngài không cần đi a. Ngài không cần đi a. Yên Nhiên có thể hầu hạ cho ngươi rất thoải mái. Mẹ nó, tiện nữ nhân, thiếu câu dẫn vị hôn phu của ta. Võ Hiểu Phỉ nhìn đến Hạ Yên Nhiên liên tiếp câu dẫn Diệp Thần Phong, trong thân thể bưu hãn khí chất tức khắc dâng lên, đi tới trực tiếp một cước đá vào Hạ Yên Nhiên bụng dưới thượng, Thần Phong không đánh nữ nhân, ta Võ Hiểu Phỉ đánh nữ nhân. Hiểu Phỉ, ngươi quá khí phách, Dư Tuệ Tuệ kéo Võ Hiểu Phỉ cánh tay, hồi tưởng vừa rồi Diệp Thần Phong các loại. Trong lòng thầm nói một tiếng, nam nhân như vậy mới là thật nam nhân a. Buồn cười kinh thành những, này người đều mắt chó đuôi mù. Hạ Yên Nhiên nhìn Diệp Thần Phong, Võ Hiểu Phỉ đám người hình bóng tiêu thất tại trong bao xương, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận, không biết có nhân tất có quả, trước đây nàng và Tống Trung bọn họ là thế nào trêu đùa Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong làm như vậy không thể nghi ngờ là đã hạ thủ lưu tình. Chương 218, khắp nơi động thái. Diệp kẻ ngu si trở lại kinh thành. Diệp kẻ ngu si ở kinh thành hoàng gia hội chỗ đúng Tống Bân vung tay, thậm chí tướng Tống Bân hai tay hai chân toàn bộ phế đi, các loại tin tức tại trước tiên nội truyền vào kinh thành các đại gia tộc trong lỗ tai. Bây giờ kinh thành dường như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào nhất khối đá lớn, nhấc lên hàng loạt gợn sóng, đương nhiên rất nhiều kinh thành trong gia tộc người đối với chuyện này đều là chỉ thái độ hoài nghi. Dù sao Diệp kẻ ngu si ngu tên tại ngoại, mà Tống Bân, ở kinh thành có người nào không biết thân thủ của hắn so với phổ thông bộ đội đặc chủng cũng muốn giỏi hơn. Diệp kẻ ngu si phế đi Tống Bân. Muốn nói Tống Bân phế đi Diệp kẻ ngu si, những đại gia tộc này người trái lại hội tin tưởng không nghi ngờ. Đêm nay nhất định là kinh thành rất nhiều người khó ngủ chi dạ. Kinh thành, một nhà xa hoa tư nhân bệnh viện P trong phòng bệnh. Tống gia gia chủ Tống Nghị Cương nhìn nằm ở trên giường bệnh, vẫn còn hôn mê tôn tử Tống Bân. Trong lòng bốc cháy lên hừng hực thịnh nộ, một đôi bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt thành quyền, đôi mắt hơi mị lũ, chỉ để lại một đường may, từ trong khe hở có thể mơ hồ nhìn đến Tống Nghị Cương âm trầm, ánh mắt đầy sát khí. Phụ thân của Tống Bân cùng với mẫu thân Tống Quy cùng Hồ Lộ đứng tại giường bệnh bên cạnh không rên một tiếng, trái lại Hồ Lộ viền mắt chính giữa nước mắt đang đánh chuyển, nàng tiểu nhi tử Tống Trung hôm nay là tung tích không rõ, bất quá mười có là xảy ra ngoài ý muốn. Mà hiện tại nàng con lớn nhất Tống Bân lại có thể tứ chi bị người cắt đứt, cư trong bệnh viện bác sĩ phán đoán, Tống Bân tứ chi trong đầu khớp xương biến thành bột phấn, căn bản không có cách gì lấy ra thuật liên tiếp, có thể nói Tống Bân nửa đời sau đều muốn tại giường bệnh cùng xe lăn vượt qua. Nằm ở trên giường bệnh Tống Bân mí mắt run run hai hạ, chậm rãi mở ra khi nhìn đến phòng bệnh chính giữa người sau, cổ họng trong không khỏi nghi vấn hỏi, ra ra. Ba, mụ, đã tỉnh lại. Ta còn lấy người cái đồ vô dụng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại ni. Tống Nghị Cương tuy rằng ngoài miệng nhiều như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là đặc biệt quan tâm Tống Bân. Tống lão gia tử dưới trướng có ba cái nhi tử, ngoại trừ con lớn nhất Tống Quy giúp hắn sinh hai cái tôn tử bên ngoài, còn lại hai đứa con trai giúp hắn sinh đều là tôn nữ. Hiện nay tiểu tôn tử Tống Trung 8 phần 10 là đi gặp Diêm Vương gia, mà đại tôn tử Tống Bân lại biến thành tàn phế như vậy, Tống gia đời thứ ba chính giữa còn có ai có thể chống đỡ khởi Tống gia. Tống Nghị Cương là càng nghĩ càng phẫn nộ, chất vấn, thật là Diệp gia tiểu tử kia đem ngươi phế bỏ. Ta an bài tại bên cạnh ngươi 15 tên bích tự nhất điểm tác dụng đều không có phái thượng. Tống Bân không chút do dự nào bà tình huống lúc đó nói một lần, ra ra, Diệp kẻ ngu si thật rất mạnh, ta ngay cả hắn nhất chiêu đều nhận không được, ngài an bài cho ta 15 tên bích. Tại chừng một phút đã bị hắn toàn bộ giải quyết rồi, với lại 15 tên bích liền Diệp kẻ ngu si một cái góc áo đều không có đụng tới. Không thể phủ nhận, Tống Bân thật là bị Diệp Thần Phong thân thủ cấp chấn nhiếp, hai con người rậm rạp tiếp tục nói, ra ra, ta xem Diệp kẻ ngu si khả năng một mực giả ngu, hắn cái này thân thực lực không thể nào là một hai năm công phu là có thể luyện ra được.
Diệp kẻ ngu si, ngươi có tư cách gì nếu nói đến ai khác là người ngu? Ngươi liền một cái kẻ ngu si đều không đối phó được, thật là một phế vật vô dụng. Tống Nghị Cương trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trong lòng lặng lẽ nghĩ đạo, chẳng lẽ Diệp gia tiểu tử vẫn là tại ẩn nhẫn? Diệp gia làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mụ, trên người ta tổn thương hẳn không có trở ngại đi. Đằng thương thế của ta tốt, ta nhất định muốn đem khẩu khí này đòi lại. Tống Bân cảm giác hai tay của mình hai chân hoàn toàn đã không có chi giác, còn tưởng rằng là trong bệnh viện cho hắn dùng nào đó giảm đau ma túy thuốc ni. Ngươi còn muốn đứng lên, là ai cho ngươi bả đầu óc động đến võ gia nha đầu trên người? Hai tay của ngươi hai chân toàn bộ phế đi, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn. Tống Nghị Cương rất có chi tiết rèn sắt không thành thép vị đạo, đêm nay chuyện này Tống gia tựu là muốn gây sự với Diệp gia cũng không được. Dù sao cũng là Tống Bân muốn đem oai đầu óc động đến Võ Hiểu Phỉ trên người. Võ Hiểu Phỉ là Diệp Thần Phong vị hôn thê, Diệp Thần Phong giáo huấn Tống Bân là chuyện đương nhiên, chẳng qua là giáo huấn nghiêm trọng một chút mà thôi. Không không, điều đó không có khả năng, ta không thể có thể biến thành phế nhân, không thể có thể nghe được Tống Cương Nghị lời nói sau, Tống Bân tình hình thực tế tự chợt kích động. Giường bệnh bên cạnh Hồ Lộ liền vội vàng đem Tống Bân ôm nhập ngực trong, an ủi, tiểu Bân, ngươi không nên kích động, mụ nhất định hội nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi, còn có một định sẽ không để cho Diệp gia tiểu xúc sinh kia sống khá giả, mụ sẽ không để cho ngươi biến thành phế nhân. Các ngươi nhìn tiểu xúc sinh này, ta về nhà một chuyến. Tống Nghị Cương đồng dạng là tích khó chịu. Gặp Tống Nghị Cương phải rời đi, phụ thân của Tống Bân Tống Quy cuối cùng là lên tiếng, ba, lẽ nào tiểu Bân chuyện này tựu đây coi là sao? Diệp gia tiểu tử kia làm cũng hơi quá đáng. Quá phần sao? Trước đây Diệp Thần Phong bị nhất bang hoàn khố tử đệ đánh thành kẻ ngu si thời gian, Diệp gia hình như cũng không có gây chiến đi. Tại mọi người chúng ta tộc cùng đại giữa gia tộc, có như thế cái quy định bất thành văn, tiểu bối trong lúc đó đùa giỡn, chỉ cần không bị thương cập tính mệnh, chúng ta làm trưởng bối là không thể đủ xuất thủ, một ngày xuất thủ hai đại gia tộc nhất định phải đến cá chết lưới rách hoàn cảnh, chúng ta mỗi làm ra bất kỳ một cái nào quyết định đều liên quan đến Tống gia tương lai đi hướng. Đằng một đoạn thời gian đi. Ta nghĩ Diệp gia ở kinh thành không có bao nhiêu ngày lành có thể qua. Tống Nghị Cương thở dài một hơi đi ra P phòng bệnh. Tống gia, Tống Nghị Cương trong thư phòng. Tống Nghị Cương ngồi ở bàn học sau cái ghế thượng, đứng trước mặt một vị thân mặc trường bào màu đen, cả khuôn mặt che giấu tại túi mạo trong hắc y nhân. Diệp Thần Phong thế nào còn sống? Người đều không phải phái người đi giết hắn sao? Còn có ta tiểu tôn tử Tống Trung Hạ Lạc có không có tra được? Tống Nghị Cương giọng nói bất thiện hỏi. Hắc y nhân thanh âm có chút khàn giọng, Tống Nghị Cương, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, Tống gia các ngươi chỉ là chúng ta một con chó mà thôi, về phần Diệp Thần Phong vì sao không chết. Chuyện này ta cũng không nghĩ ra, bất quá đương sơ phái đi giết hắn người, đến nay cũng liên lạc không được. Còn ngươi nữa phế vật tôn tử Tống Trung, ta cũng không có tra được bất luận cái gì đầu mối, thậm chí tìm lần biên cảnh thị trường giao dịch cũng không có tìm được thi thể của hắn. Hắc y nhân thanh âm lạnh giá. Tuy rằng nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình, nhưng rõ ràng nhất có thể nghe ra thanh âm hắn trong không vừa lòng. Tống Nghị Cương mạnh mẽ đôi mắt chớp động hai hạ, tận lực có thể dùng giọng nói nhu hòa một ít, người phái ra đi giết Diệp Thần Phong người, có thể hay không bị Diệp Thần Phong giết chết. Diệp Thần Phong tỉnh không có ta môn nghĩ đến đơn giản như vậy, vừa rồi hắn bả ta đại cháu trai hai tay hai chân toàn bộ phế đi, còn dễ dàng giải quyết rồi 15 tên bộ đội đặc chủng xuất ngũ tinh anh. A hắc y nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, không nên đem những phế vật kia cầm tới cùng thủ hạ của ta làm so sánh, thì là Diệp Thần Phong có chút thực lực, cũng không thể có thể giết chết thủ hạ của ta, chuyện này ta sẽ lại hảo hảo điều tra, hiện tại chúng ta trước án binh bất động, sợ rằng muốn không được bao lâu, cơ hội của chúng ta tự sắp tới. Kinh thành, Bạch gia, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương trong thư phòng. Con lớn nhất Bạch Nham Tân đứng ở Bạch Hồng Phương bên cạnh. Bạch Nham Tân là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, phụ thân của Bạch Tuyết Linh, cái này một đôi phụ tử đã trễ thế này tiến đến trong thư phòng, cũng là bởi vì nghe nói Diệp Thần Phong đánh cho tàn phế Tống Bân sự tình. Nham Tân, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể bả Tống Bân đánh cho tàn phế sao? Nếu là hắn thật sự có cái này năng lực, còn có thể bị người gọi là Diệp kẻ ngu si sao? Bạch lão gia tử như có điều suy nghĩ hỏi. Ba, sự tình chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói? Ngươi nếu là muốn biết Diệp Thần Phong có phải thật vậy hay không đánh cho tàn phế Tống Bân. Ta nghĩ hôm nay chúng ta là có thể biết cả chuyện chân tướng. Bạch Nham Tân hồi đáp.
Tống Bân thân thủ thật không đơn giản a, ở kinh thành đồng nhất hộ thanh niên nhân trong có thể nói là tốt nhất, nếu như Diệp Thần Phong có thể đánh cho tàn phế Tống Bân, cái này ý vị như thế nào? Bạch lão gia tử chân mày cau lại. Ý vị này từ trước Diệp Thần Phong là thâm tàng bất lộ, một mực ẩn nhẫn kinh thành mọi người đối với hắn cười nhạo, nếu quả như thật là như thế này, như vậy Diệp Thần Phong thật là đáng sợ. Bạch Nham Tân cũng lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Bạch lão gia tử nghe được Bạch Nham Tân lời nói sau, trong miệng lẩm bẩm, Diệp gia tiểu tử thật chẳng lẽ là một mực ẩn nhẫn sao? Như vậy Diệp gia rốt cuộc vì sao muốn hắn làm như vậy? Bạch lão gia tử dường như cảm giác mình bỏ lỡ một cái cực kỳ ưu tú tôn nữ tế, trong lòng có điểm nhàn nhạt phiền muộn, hắn tiêu sự tình hay nhất điều không phải hắn dự liệu như vậy, Diệp Thần Phong đánh cho tàn phế Tống Bân sự tình cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Chương 219, cao tầng khiếp sợ. 11 giờ khuya, Diệp gia biệt thự trong phòng khách còn là đèn đuốc sáng trưng. Diệp Trấn Hồng diện mục nghiêm túc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Đông Kiện còn lại là bồi ở một bên, gặp nhà mình lão nhân không rên một tiếng, hắn liền không dám thở mạnh một hơi. Một lát sau, Diệp Trấn Hồng hỏi, Đông Kiện, người nói Thần Phong từ nơi này học được cái này toàn thân bản lĩnh. Diệp Thần Phong đánh cho tàn phế Tống Bân sự tình đã ở trước tiên truyền vào Diệp lão gia tử trong lỗ tai. Bằng không hắn đại buổi tối không đi ngủ, ở phòng khách ngây ngô làm gì? Chẳng lẽ là nhàn chứng đau a? Diệp Đông Kiện gãi đầu một cái, hồi đáp ba, từ ngươi an bài hắn đến cường binh huấn luyện doanh chính giữa đi huấn luyện, hắn tự phát giác tiểu tử này hình như là thay đổi một người, thân thủ lại có thể tốt, liền binh vương tổ thành viên cũng không phải là đối thủ của hắn. Theo lý mà nói một người thực lực không thể tài năng ở đột nhiên tăng lớn như vậy, huống chi từ trước Thần Phong không có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện. Cái này nhường ta càng là bách từ bất đắc kỳ giải, nếu không tiểu tử này còn là giải cái này trương tế bị nộn nhục khuôn mặt. Chỉ sợ ta thật đúng là hội hoài nghi hắn rốt cuộc là có phải hay không cháu của ta ni. Đúng vậy, Thần Phong cải biến thật sự là quá lớn, có một số việc nếu hắn không chủ động nói với chúng ta cũng không muốn đi hỏi hắn, dù sao hắn là tại hướng tới phương diện tốt phát triển, tương lai Diệp gia gánh nặng rất có thể muốn rơi đến trên bả vai của hắn. Diệp Trấn Hồng rằng giặc thở dài một hơi nói rằng, Diệp Đông Kiện do dự chỉ chốc lát, hỏi, ba, vậy tối nay Thần Phong đánh cho tàn phế Tống Bân sự tình, ngài muốn giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ Tống lão đầu tử còn dám trước mặt mọi người gây sự với Thần Phong? Phải biết rằng lão nhân ta còn chưa chết ni, huống chi trước đây Thần Phong bị nhất bang hoàn khố tử đệ đánh cho mắc phải kinh hoàng chứng, lúc đó chúng ta Diệp gia lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cũng sợ đại gia tộc cùng đại gia tộc trong lúc đó đụng nhau, cuối cùng hội khiến cho cá chết lưới rách sao. Hiện tại ta mới phát hiện năm đó lựa chọn có lẽ là sai, ta cũng vậy càng sống càng trở lại, sau đó nếu như còn có ai dám động Thần Phong một sợi tóc, lão nhân ta quản hắn cái gì cá chết lưới rách ni. Chẳng qua Diệp gia lúc đó rời khỏi kinh thành đại gia tộc hàng mà. Nhưng là cháu của ta tuyệt đối không thể đủ lại để cho người khi dễ. Diệp Trấn Hồng trong lúc bất chợt đính trực có chút câu lũ lưng, giọng nói chuyện leng keng hữu lực, trong đó mang theo tuyệt đối chân thật đáng tin. Nhớ năm đó Diệp lão gia tử là ở trên chiến trường súng thật đạn thật giết qua địch nhân, hắn có thể tại nước Hoa có địa vị hôm nay, là hắn một bước một cái vết chân đi ra. Ba, ngài hãy yên tâm, sau đó tại Thiên Hải ta nhất định hội nhìn tiểu tử này. Diệp Đông Kiện phách bộ ngực bảo đảm nói. Diệp Trấn Hồng hơi lắc đầu, nói rằng, Đông Kiện. Điều không phải ta nói ngươi, bây giờ tướng tương đối Thần Phong, ta càng lo lắng chính là ngươi, có rãnh rỗi cùng Thần Phong nhiều lãnh giáo mấy chiêu đi. Hiện tại chúng ta còn không biết ở trong bóng tối đối phó chúng ta người của Diệp gia là ai. Bọn họ rất có thể sẽ lần thứ hai phái ra sát thủ. Diệp Đông Kiện bị nhà mình lão nhân nói xong náo loạn một cái mặt to hồng, bất quá, hắn trái lại chút nào không có cách gì phản bác, hắn điểm ấy cân lượng tại Diệp Thần Phong trước mặt đúng là thiếu nhìn. Gia gia, tiểu thúc, đã trễ thế này, hai người các ngươi thế nào còn chưa ngủ? Diệp Thần Phong như không có chuyện gì xảy ra đi vào Diệp gia phòng khách. Thần Phong, đến ta trong thư phòng tới một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp Trấn Hồng từ trên ghế salon đứng lên, hướng phía lầu 2 thư phòng đi tới. Diệp Đông Kiện hướng phía Diệp Thần Phong dựng lên một cái ngón tay cái, nói rằng, Thần Phong, ngươi bây giờ thế nhưng như bài a. Tống Bân tên khốn kia tiểu tử quả thực nên đánh, tiểu thúc ta thưởng thức ngươi. Tiểu thúc, lần trước ta nói rồi phải giúp ngươi đề thăng thực lực,
chờ mấy ngày nữa có rảnh rỗi, ta lại thật tốt chỉ đạo ngươi đi. Diệp Đông Kiện nhìn Diệp Thần Phong đi lên lầu hình bóng, trong lòng thật đúng là con mẹ nó đều không phải tư vị, hắn càng cảm thấy tại Diệp Thần Phong trước mặt. Hắn biến thành vãn bối, mà Diệp Thần Phong còn lại là biến thành trưởng bối. Bất quá, vừa nghe nói Diệp Thần Phong phải giúp hắn để thăng thực lực, Diệp Đông Kiện trong lòng không có từ trước đến nay một trận kích động, nhượng thực lực của tự thân biến được càng cường hãn, là mỗi người đàn ông trong lòng vĩnh viễn không đổi mộng tưởng. Diệp Thần Phong theo Diệp Lão Gia Tử đi vào lầu 2 thư phòng sau, Diệp Lão Gia Tử tỉnh không có lập tức nói, mà là ngồi ở cái ghế thượng đánh giá trước mặt cháu của mình. Diệp Thần Phong nhìn đến Lão Gia Tử khuôn mặt thượng ngày càng tăng nhanh nếp nhăn, cùng với đầy đầu tóc bạc, trong lòng một trận chua xót. Mấy năm nay Lão Gia Tử vì toàn bộ Diệp gia nỗ lực rất nhiều, trong miệng không tự chủ nói rằng, ra ra, ta giúp ngài xoa bóp đi. Không đợi Diệp Lão Gia Tử trả lời, Diệp Thần Phong liền đi tới Diệp Lão Gia Tử phía sau, hai tay đặt ở Lão Gia Tử trên vai nhẹ nhàng ấn lên, tại xoa bóp đồng thời Diệp Thần Phong còn lặng lẽ rót vào một ít linh hồn lực tại Lão Gia Tử trong cơ thể, bang Lão Gia Tử cải thiện thân thể tố chất. Diệp Lão Gia Tử tựa hồ rất hưởng thụ Diệp Thần Phong xoa bóp. Hai mắt vậy mà từ từ đóng lại, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, lần trước tại Thiên Hải ngươi và ngươi tiểu thúc bị giết thủ để mắt tới sự tình, ta cũng đã biết, đáng tiếc ta dùng hết biện pháp cũng vô pháp tra ra sát thủ thân phận chân thật, lần này bọn họ không có thành công, chỉ sợ bọn họ còn có thể có hạ một lần. Ra ra, ngài yên tâm đi, ta hiện tại hay nhất bọn họ có thể tìm tới ta, như vậy ta là có thể biết phía sau màn hung thủ, có thể đã cho ta ba mẹ báo thù. Diệp Thần Phong cố định nói rằng, quả thực, thực lực đến lục cấp linh hồn lực, đều không phải thông thường cao thủ có thể thương tổn được hắn. Thần Phong, phàm là đều muốn cẩn thận một chút a. Đúng, đêm nay người bả Tống Bân đánh tàn phế sự tình ta đều biết, chuyện này ra ra sẽ giúp ngươi giải quyết, hay nhất Tống ra những. Này người cấp ta thức thời nhất điểm, đừng cho là ta môn người Diệp gia đinh đơn bạc, lão nhân ta chỉ sợ bọn họ phải không? Nghe được Diệp Lão Gia Tử lời nói. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận cảm động, tại linh hồn lực thúc dục sử hạ, Diệp Lão Gia Tử không có nói mấy câu liền tiến vào trạng thái ngủ. Diệp Thần Phong tướng Diệp Lão Gia Tử ôm đến trong phòng trên giường, sau đó thận trọng bang Lão Gia Tử đắp chăn lên, trong lòng yên lặng phát thệ, ra ra, ngài yên tâm đi, sau đó ta sẽ giúp ngài chia sẻ rơi trên người trách nhiệm, không hội lại để cho ngươi như thế mệt nhọc. Ngày thứ hai, sáng sớm. Nước Hoa cao tầng toàn bộ tụ tập đến trong phòng hội nghị, khởi xướng lần này hội nghị là Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc, hiện trong tay bọn họ có nhượng Nước Hoa toàn bộ quân khu thực lực đề thăng 5 đến thập bội phương án, đương nhiên muốn mở một lần cao tầng hội nghị. Trong phòng hội nghị cao tầng một đám toàn bộ nhìn Diệp Trấn Hồng, nhất là Tống gia gia chủ Tống Nghị Cương càng là mùi thuốc súng 10 phần, cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng, Diệp Trấn Hồng, cháu trai của ngươi hạ thủ là điều không phải hơi nặng một chút. Đúng vậy, lại có thể bà Tống Bân đánh thành trung thân tàn phế, cái này đều không phải bằng bị hủy biệt con người khi còn sống mà. Chuyện này ta xem Diệp gia nhất định cấp cho Tống gia một cái công đạo. Trong phòng hội nghị cùng Tống gia đi tương đối gần cao tầng, một đám là mở miệng chỉ trích Diệp Thần Phong sở tác sở vi. Cháu của ta hạ thủ trọng sao? Chớ quên là Tống Bân muốn nhúng chàm ta cháu dâu, ta đảo muốn hỏi một chút Tống gia nên thế nào cho chúng ta một cái công đạo. Còn có, trước đây Thần Phong bị nhất bang hoàn khố tử đệ đánh cho mắc kinh hoàng chứng thời gian, thế nào không thấy các ngươi cho ta Diệp gia nói. Hiện tại một đám tại ở đây lại nhảy cái không để yên, thật đúng là đã cho ta Diệp gia là trái hồng mềm. Diệp Trấn Hồng giọng nói căm giận quát dẹp đường. Tống Bân tiểu hỗn đản, coi như là đá bể hắn trứng chim đều không quá phận. Võ An Quốc tính tình càng ngay thẳng, quản hắn bây giờ là điều không phải tại khai cái gì cao tầng hội nghị ni. Trực tiếp tuôn ra thô tục. Một đám thiên vị bang Tống gia cao tầng trầm mặc, Tống Nghị Cương càng là đến mức sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng biết hướng Diệp gia thảo thuyết pháp hội là kết quả như vậy, nhưng hắn mới vừa rồi còn là nhất thời nhịn không được. Tốt, Trấn Hồng, An Quốc, hai người các ngươi xin bớt giận đi. Nói một chút coi, đầu năm mùng một để chúng ta tới họp, rốt cuộc là vì cái gì sự tình. Ngồi ở chủ vị Nước Hoa số một thủ trưởng lên tiếng. Trong tay ta có một phần có thể nhượng Nước Hoa toàn bộ quân khu thực lực, tại hai đến trong vòng 3 năm để thăng 5 đến thập bội phương án, đây chính là ta cùng An Quốc đến lúc khởi xướng lần này hội nghị mục đích sở tại. Diệp Trấn Hồng từ thiếp thân trong túi móc ra 3 chương ghi lại phương án giấy.
Những cao tầng này cùng trước đây Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc biểu tình giống nhau như đúc, vừa mới bắt đầu đều là một bộ không cho là đúng dáng dấp, cho rằng Diệp Trấn Hồng hoàn toàn là tại người si nói mộng. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn đến phần này phương án thời gian, một đám nhịn không được âm thầm nuốt khởi nước bọt, toàn bộ trong phòng hội nghị biến được yên tĩnh không tiếng động. Một đôi ánh mắt lần thứ hai hội tụ đến Diệp Trấn Hồng trên người, lúc này ngay cả Tống Nghị Khương cũng đã quên cùng Diệp gia cửu hận, có thể thấy được phần này huấn luyện phương án cho bọn hắn mang đi bao nhiêu khiếp sợ. Kinh qua lần này hội nghị sau đó, Diệp gia tại nước Hoa địa vị không thể nghi ngờ hội càng nước lên thì thuyền lên, ai bảo phần này thần kỳ phương án là Diệp gia cầm đi ra ngoài ni. Nếu để cho bọn họ biết phần này phương án không phải là Diệp gia cầm đi ra ngoài, còn là ở trong mắt bọn họ Diệp kẻ ngu si viết ra, bọn họ sẽ là như thế nào nhất phó biểu tình. Chương 220, bái phỏng võ gia. Tiểu thúc, sớm a. Diệp Thần Phong lười biếng từ trên lầu đi xuống, nhìn đến chính ở trong phòng khách ăn điểm tâm Diệp Đông Kiệt, thuận miệng chào hỏi một tiếng, ngày hôm nay Diệp Thần Phong xem như là ngủ một cái giấc thẳng, bình thường bây giờ thời gian, chỉ sợ hắn liền sớm rèn đúc đều làm xong, hiện tại dầu gì cũng là tân niên thượng, coi như làm là thỉnh thoảng buông lỏng một chút đi. Tiểu thúc, ra ra sáng sớm đi nơi nào? Diệp Thần Phong tại Diệp Đông Kiện bên cạnh ngồi xuống hỏi. Diệp Đông Kiện khổ gương mặt, nói rằng, Thần Phong, ngươi thì không thể đủ coi ta là một hồi trưởng bối. Có ngươi ở đây trưởng bối trước mặt tùy tiện như vậy sao? Lão nhân trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài, nói là đi tham gia một cái gì cao tầng hội nghị, hắn còn những ngươi sau khi thức dậy đi võ gia chúc Tết, dù sao mấy ngày nữa ngươi và Hiểu Phỉ sẽ cử hành đính hôn nghi thức. Diệp Thần Phong tiện tay từ bàn ăn thượng cầm một ổ bánh bao điêu tại trong miệng, mơ hồ không rõ nói rằng, tiểu thúc, đảng ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta, ta khẳng định tại trước mặt ngươi một mực cung kính. Hắc, tiểu tử ngươi là ý định cùng tiểu thúc ta không qua được. Chờ ngươi cùng Hiểu Phỉ kết hôn thiên, nhìn tiểu thúc ta thế nào trêu chọc cô dâu chú rể. Đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Diệp Đông Kiện vẻ mặt khó chịu hướng tới trong miệng ực một hớp bánh kem. Diệp Thần Phong tướng ngậm ở trên miệng bánh mì nuốt vào cổ họng trong, trêu ghẹo nói, tiểu thúc, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta trêu chọc cô dâu chú rể. Ngươi đều bao nhiêu người, nếu là ta kết hôn so với ngươi sớm, ta xem ngươi cái này tiểu thúc ta không tiếp thu cũng được. Diệp Đông Kiện sát có chuyện lạ nói rằng, ngươi cái mao đầu tiểu tử biết cái gì? Lẽ nào ngươi không biết hôn nhân phần mộ sao? Chờ ngươi bước vào cái mả mộ chính giữa, đến lúc đó ngươi mới sẽ minh bạch ngươi tiểu thúc ta là bao nhiêu anh minh thần võ. Nhìn Diệp Đông Kiện rào rạt đắc ý dáng dấp, Diệp Thần Phong nói rằng, tiểu thúc, chính ngươi đi thôi. Ta xem là không có nữ nhân để ý ngươi, ngươi chuẩn bị đánh cả đời quang côn đi. Thần Phong, tiểu tử ngươi lời nói này thế nhưng càng tới càng quá phận, có ngươi cái này khó coi trưởng bối sao. Cẩn thận ta tấu. Diệp Đông Kiện nói đến phần nửa cứ thế là thu lại miệng, hắn cũng không muốn sáng sớm đã bị chính hắn một yêu nghiệt cháu trai cấp thu thập. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Diệp Đông Kiện vai, nói rằng, tiểu thúc, đời này ngươi muốn tấu đến ta, đoán chừng là không quá khả năng, bất quá. Nếu như ngươi tiếp nhận rồi huấn luyện của ta, ta cam đoan có thể cho ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn tướng võ thúc thúc đánh cho hoa rơi nước chảy, từ trước ngươi và võ thúc thúc đánh nhau. Ngươi thế nhưng hành động bao cắt nguyên liệu a. Tự nhức đầu hắc hùng có thể đánh thắng được ta. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai cháu trai? Tiểu thúc ta từ trước có thể không có xử tệ qua ngươi đi. Diệp Đông Kiện hãnh nhiên nói rằng, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi, Thần Phong, ngươi thật có thể đủ nhượng ta tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực. An lạp, tiểu thúc, nếu không chờ ngày mai bắt đầu ta tự huấn luyện ngươi. Đáng tin tại ta và Hiểu Phỉ tả đính hôn trước. Ngươi là có thể đánh bại võ thúc thúc. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vòng tà cười. Diệp Đông Kiện không chút nào chú ý tới Diệp Thần Phong nụ cười quỷ dị. Mấy năm nay hắn thế nhưng chịu đủ rồi võ khôn minh khí. Từ nhỏ đến lớn hắn tự không có một lần là thật chính thắng nổi võ khôn minh. Liền vội vàng nói tốt, Thần Phong, ngày mai bắt đầu ta tự tiếp thu huấn luyện của ngươi. Bất quá, ta có thể điều không phải bởi vì đánh không lại nhức đầu hắc hùng. Ta chỉ là muốn nhượng thực lực của ta đi lên nữa để thăng để thăng. Cùng Diệp Đông Kiện tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thần Phong liền chuẩn bị đi võ gia bái niên, đây coi như là hắn và võ Hiểu Phỉ đính hôn tới nay. Đệ nhất lần tới võ gia, cũng tay không không tốt tới cửa đi. Hoàn hảo Diệp Thần Phong từ Thiên Hải hồi kinh thời gian, dẫn theo thật nhiều hộp khoái tốc mỹ,
lúc đó hắn liền chuẩn bị mang về tặng người, lần này đi Võ gia vừa vặn đưa cho mẫu thân của Võ Hiểu Phỉ. Đương Diệp Thần Phong đón ánh nắng sáng sớm đi tới Võ gia cửa thời gian, bị một gã 17-18 tuổi niên thiếu cản lại. Gã thiếu niên này Diệp Thần Phong cũng nhận thức là Võ Hiểu Phỉ thân sinh đệ đệ Võ Kiệt, tiểu tử này ở kinh thành tiểu đồng lứa chính giữa coi như là cái có điểm danh khí Hoàn Khố tử đệ. Hắn đặc biệt không tán thành tỷ tỷ của mình cùng Diệp Thần Phong đính hôn, tại trong mắt hắn Diệp Thần Phong là cái sống cởi cởi kẻ ngu si, có như thế cái kẻ ngu si tỷ phu, hắn Võ Kiệt sau đó còn thế nào đi ra ngoài gặp người. Cái này đều không phải mất mặt vứt xuống bà ngoại nhà sao. Cho nên tại nghe nói hôm nay Diệp Thần Phong muốn tới Võ gia bái phỏng sau, hắn liền cơm sáng đều không để ý tới ăn, ngay cổng trận Diệp Thần Phong. Võ Kiệt còn không biết tối hôm qua Diệp Thần Phong đánh cho tàn phế Tống Bân sự tình đi. Bằng không có thể hắn tự sẽ đối với Diệp Thần Phong nhận định có chút đổi cái nhìn. Tống Bân là ai? Ở kinh thành quần áo lụa là trong vòng có thể là có thêm hưởng đồ cầm danh khí, có thể nhượng đánh cho tàn phế Tống Bân người làm anh rể của mình, cũng là kiện bội có mặt mũi sự tình. Nhưng mà, bây giờ Võ Kiệt còn không biết ni, giọng nói bất thiện nói rằng, nhìn tại tỷ tỷ của ta mặt mũi, ta mới gọi ngươi một tiếng Diệp Thần Phong, mà không phải gọi ngươi Diệp kẻ ngu si, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi nhất điểm đều không xứng với tỷ tỷ của ta, ngươi nếu là thức thời, lập tức rời đi nơi này. Diệp Thần Phong trái lại không sao cả cùng cái tiểu hài tử không chấp nhặt, khóe miệng lộ ra một vòng sạch sẽ dáng tươi cười, một câu nói cũng không có, xoay người rồi rời đi. Tự cái này đi, Diệp Thần Phong cứ như vậy đi, thật là một không có dũng khí thứ hèn nhát, ta nhất định không thể đủ nhượng tỷ tỷ và Diệp Thần Phong đính hôn. Võ Kiệt trong miệng lẩm bẩm. Mà Diệp Thần Phong theo Võ gia biệt thự tường vây đi một vòng, đi tới khúc quanh thời gian, trong thân thể linh hồn lực cuồn cuộn. Hai chân chợt đặng địa, cả người nhất thời lăng không bay, như dương cánh bay cao hùng ưng, không cần tốn nhiều sức bay qua Võ gia đổ sộ tường vây. Võ Kiệt tại cổng lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, phát hiện Diệp Thần Phong y nguyên chưa có trở về, mới chuẩn bị trở về trong phòng khách đi ăn điểm tâm, trong miệng nói lầm bầm, xem ra Diệp kẻ ngu si hôm nay là sẽ không tới trong nhà của chúng ta, muốn làm tỷ phu của ta. Đằng kiếp sau đi thôi. Thần Phong, đi tới nơi này coi như làm là nhà mình. Ngươi có thể nghìn vạn không muốn khách khí với chúng ta à? Đúng, Thần Phong, ngươi muốn ăn cái gì tự ăn, sau đó mọi người đều là người một nhà. Đường Võ Kiệt đi tới cửa phòng khách thời gian, nhìn đến bên trong tràng cảnh, thiếu chút nữa suốt một cái đại té ngã, không thể tin nhu hơn hạ mắt, còn tưởng rằng là ban ngày kỳ lạ ni. Chỉ thấy Diệp Thần Phong đang ngồi ở bữa ăn chỗ ngồi tùy ý ăn cơm sáng, mà phụ mẫu hắn cùng với tiểu thúc đều khách khí với Diệp Thần Phong vô cùng. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi hắn một mực Võ gia giữ cửa, cũng rõ ràng nhìn đến Diệp Thần Phong là ly khai, như vậy Diệp Thần Phong như thế nào hội xuất hiện ở Võ gia? Nhưng lại như thế tùy ý tại Võ gia ăn cơm sáng. Diệp Thần Phong tướng mang tới khoái tốc Mỹ đưa cho mẫu thân của Võ Hiểu Phỉ Cố Diễm Phân, bá mẫu, ta cũng biết ngươi bình thường cái gì cũng không thiếu, đây là ta đưa cho ngươi nhất điểm tâm ý. Cố Diễm Phân nhận lấy Diệp Thần Phong cái túi trong tay. Khi thấy trong túi là khoái tốc Mỹ thời gian, gương mặt tức khắc cười nở hoa, Thần Phong, bá mẫu ta đã sớm muốn mua khoái tốc Mỹ, chỉ bất quá khoái tốc Mỹ ở kinh thành rất khó mua được, nghe nói khoái tốc Mỹ hiệu quả tốt dọa người ni. Cũng đúng, khoái tốc Mỹ quang tại Thiên Hải cùng với Thiên Hải phụ cận mấy tòa thành thị đều cung không đủ cầu, huống chi là ở kinh thành nơi này. Bá mẫu, sau đó người nếu là muốn dùng khoái tốc Mỹ lời nói, chỉ muốn nói với ta tốt. Ta khẳng định trước tiên cho ngươi gửi qua đây. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Thần Phong, lẽ nào ngươi còn là khoái tốc Mỹ lão bản không được sao? Vậy sau này bá mẫu thật là làm phiền ngươi. Cố Diễm Phân nói đùa nói rằng. Ai biết đạo, Diệp Thần Phong nghiêm trang gật đầu, nói rằng, bá mẫu, ngươi nói không sai, ta đúng là khoái tốc Mỹ lão bản. Thần Phong, ngươi thật đúng là hài hước ni, không muốn chỉ lo nói chuyện, ăn điểm tâm đi. Cố Diễm Phân còn tưởng rằng Diệp Thần Phong giống như nàng là đang nói đùa ni. Bất quá đối với cái này con rể nàng là càng xem càng hài lòng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười một cái tịnh không có làm quá nhiều giải thích, vừa rồi tại Diệp gia thời gian chỉ vội vã ăn một ổ bánh bao, cái bụng đúng là đói bụng, gió cuốn mây tan tướng bàn ăn thượng bữa sáng cấp làm xong. Võ Kiệt khí thế hung hăng đi tới trước bàn ăn, vừa định muốn chất vấn Diệp Thần Phong là thế nào đi tới. Cái bụng cũng không tranh khí gọi lên,
bất quá đảo cũng chỉ có thính giác bén nhạy Diệp Thần Phong nghe, Tiểu Kiệt, rèn đúc xong chưa? Vừa rồi ta tại cổng gặp phải Tiểu Kiệt, hắn nói cơm sáng ăn quá chống đỡ, tại sớm rèn đúc ni. Hiện tại nên tiêu hóa không sai biệt lắm đi. Tiểu Kiệt, cơm sáng ăn quá chống đỡ đúng thân thể không tốt, sau đó ngươi có thể muốn chú ý một điểm. Võ Hiểu Phỉ đưa ngón tay ra điểm một cái Võ Kiệt cái trán. Võ Kiệt trong lòng cái kia gọi phiền muộn a. Hắn hiện tại cái bụng có thể ngạ thầm thì gọi ni. Dầu dĩ không vui hướng về phía Võ Hiểu Phỉ nói rằng, tả, ngươi quá có khác phái không có nhân tính. Nói xong, Võ Kiệt căm giận trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, sau đó liền xoay người ly khai phòng khách. Trêu đùa Võ Kiệt cái này mau đầu tiểu tử, đối với Diệp Thần Phong mà nói còn thật không có một chút cảm giác thành tựu ni. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.